Tại cổ chi thần quốc, thập phương đạo cung thân phận chân chính, không phải học cung, mà chính là một cái trong nước tiểu quốc. Vài vạn năm bị đánh bại, chỉ là cho đến nay, đều không có bị nuốt hết mà thôi. Thập phương thánh điện, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong đến thời điểm, Vi Sinh Vân Tịch ngồi tại vị trí cao nhất, hắn phân biệt hai bên là Dạ Nhất cùng Bạch Mặc. Trong đó, Dạ Nhất đại biểu ám điện thất tinh quân đoàn, Bạch Mặc thì nắm giữ học cung, phụ trách đệ tử truyền thừa. Vị Lai Điện, vẫn luôn là đệ nhất phương điện, hiện tại toàn bộ thập phương điện đều nắm trong tay, Bạch Mặc quyền lực rất lớn. Trừ bọn họ bên ngoài, ám điện 7 cái tinh vương, vẫn còn có 9 cái điện vương đều tại, lại trên cơ bản đều có chỗ ngồi. Trong đó, tân nhiệm Bắc Phương Điện Vương Bạch Tử Phong, ngồi tại dưới cùng vị trí, dù sao, hắn nhỏ tuổi nhất, tư lịch lớn nhất cạn. Tại bọn họ phía dưới, còn có vài chục cái thất tinh quân đoàn tinh tướng, cùng học cung điện khanh. Tiến đến, trông thấy cái này hai người trẻ tuổi, trong thánh điện trưởng bối đều cười. Bái kiến cung chủ, điện chủ, các vị điện vương, tinh vương. Lý Thiên Mệnh nói, ám điện các trưởng bối, trên cơ bản đối với hắn hết sức quen thuộc, nhất là hắn tại thần táng biểu hiện, trong lúc vô hình, trợ giúp trưởng bối xả được cơn giận. Lý Thiên Mệnh đến thời điểm, Vi Sinh Vân Tịch đoán chừng đem thất tinh quân đoàn xuất chiến chi tiết, đã an bài hoàn tất. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đến về sau, nàng trực tiếp tuyên bố. Xét thấy Lý Thiên Mệnh, chém giết Đông Dương dục cầu tặc đắc ý nhất nhi tử, lập xuống đại công, đi qua ta cùng các vị điện vương, tinh vương quyết định, ngay hôm đó lên, phong Lý Thiên Mệnh vì Thiên Xu tinh tướng, trưởng quản vạn đại quân người, về Thiên Xu tinh vương, Bạch Tử quân quản hạt. Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Nàng sau khi nói xong, các trưởng bối trên cơ bản đều là chúc mừng ý tứ, trên cơ bản không người phản đối. Đa tạ cung chủ, đa tạ các vị tiền bối, Thiên Mệnh tự nhiên dốc hết toàn lực, trưởng quản tốt nhất quân, không cho các vị thất vọng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Thiên Xu tinh tướng, hơn vạn quân đoàn A. Từng cái đều là thánh chi cảnh giới, chỉ là cái này trên 10.000 người, đều đủ để quét ngang Đông Hoàng cảnh. Toàn bộ thất tinh quân đoàn, hết thảy trên 100 vị tinh tướng, trẻ tuổi nhất đều vượt qua 40 tuổi, đây chính là nắm giữ thực quyền chức vị, có thể thấy được thập phương đạo cung đối với hắn coi trọng. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh người lãnh đạo trực tiếp, Thiên Xu quân đoàn tinh vương, Bạch Tử quân, là Bạch Mặc con thứ hai, Bạch Tử Phong đệ đệ. Hắn cùng Bạch Tử Phong số tuổi không kém nhiều, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Tại hôm nay trước đó, Lý Thiên Mệnh chỉ thấy qua mấy lần Bạch Tử quân, đã sớm nhận biết. Làm thất tinh quân đoàn một trong, Thiên Xu quân đoàn, tinh vương Bạch Tử quân, cũng là 7 cái tinh vương bên trong, trẻ tuổi nhất một cái. Người này mục đích như sao, tao nhã nho nhã, thuộc về vô cùng anh tuấn trung niên nhân, nói chuyện mượt mà thâm hậu, rất có đại tướng phong phạm. Bạch Mặc một đôi con, một cái điện vương, một cái tinh vương, trách không được Bạch Tử căng có thể tại thập phương đạo cung hoành hành bá đạo, không người dám trêu chọc. Có dạng này phụ thân cùng hai cái huynh trưởng, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thiên Xu quân đoàn 100.000 người, để Lý Thiên Mệnh dạng này tuổi trẻ tân nhân, trực tiếp trưởng khống 1 vạn nhân mã, đây là một loại tín nhiệm, càng là khiêu chiến thật lớn. Mọi người chúc mừng bên trong, Vi Sinh Vân Tịch tiếp tục nói. Phong Dạ Lăng Phong vì Lý Thiên Mệnh phó tướng, phụ trợ Lý Thiên Mệnh. Bọn họ hai người trẻ tuổi, tuy nhiên tư lịch cạn, kinh nghiệm thiếu, nhưng tiềm lực vô cùng. Huống hồ, tại thực lực phương diện phía trên, Lý Thiên Mệnh có thể giết chết Đông Dương Phong Trần, đã cùng tinh tướng ngang hàng. Tương lai thần đều đại chiến, các vị huynh đệ tỉ muội, làm trưởng bối, không thể ghen ghét, càng phải nhiều hơn trợ giúp, để bọn hắn cấp tốc trưởng thành. Thiên Xu tinh vương Bạch Tử quân, nhiệm vụ này, thì giao cho ngươi. Cung chủ yên tâm, Thiên Mệnh cùng Tiểu Phong, là đạo cung tài phú, người nào nếu là không phục bọn họ, rất đơn giản, hỏi hỏi mình, có dám hay không sát thần quốc thái tử. Bạch Tử quân mỉm cười gật đầu. Vi Sinh Vân Tịch gật đầu, sau đó đứng lên, nói, tiếp đó, thất tinh quân đoàn dựa theo ta trước đó bố trí, nghiêm ngặt chấp hành, tốc độ cao nhất chuẩn bị chiến đấu. Lấy thần đều thế cục trước mắt, chúng ta động thủ thời gian, đã không xa. Mọi người đều biết, dục đế tàn bạo vô đạo, mưu hại tiên đế, nhân thần cộng phẫn. Mà cửu hoàng tử Đông Dương Lăng tính cách nhân nghĩa, đến cổ thị tộc cùng 9 đại cảnh vực tông môn chống đỡ, thiên hạ quy tâm, đạo cung bởi vậy giúp hắn một tay. Các loại chu sát dục đế, cửu hoàng tử đăng cơ, thần quốc chi loạn, mới có thể triệt để lắng lại, tại chỗ các vị, gánh nặng đường xa. Vâng, mọi người hô to. Lý Thiên Mệnh cũng hô một tiếng.
hắn biết rõ, đạo cung trước mắt xuất thủ lý do, khẳng định là nhằm vào Đông Dương Dục, phụ tá Đông Dương Lăng. Dù là tại chỗ đều là đạo cung hạch tâm, nhưng ai nào biết, không có đối phương nội ứng. Loại thời điểm này, là tuyệt đối không thể lấy diệt thượng cổ hoàng tộc vì mục tiêu chiến lược, không phải vậy, Đông Dương Lăng nào dám tiếp nhận trợ giúp. Hắn cùng Đông Dương Dục, đoán chừng đều phải đối phó đạo cung. Hiện tại mà nói, thập phương đạo cung muốn diệt thượng cổ hoàng tộc quyết tâm, giới hạn tại mấy người rõ ràng biết. Những người khác, chỉ có thể đoán. Lần này huy động về sau, mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh trưởng quản 10.000 cái thánh chi cảnh giới cao thủ, chẳng mấy chốc sẽ gia nhập vào, thảo phạt Đông Dương Dục, trong chiến tranh. Quyết nghị sau khi kết thúc, Phi Sinh Vân Tịch liền đem Lý Thiên Mệnh, giao cho Bạch Tử Quân. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh muốn cùng mình hơn vạn bộ hạ, chính thức gặp mặt. Theo thập phương thánh điện sau khi rời đi, Bạch Tử Quân thì đi tới, mỉm cười nói, hai cái thiếu niên thiên tài, đi thôi, đi với ta, Thiên Xu Cung, để Thiên Xu Cung các chiến sĩ kiến thức một chút, thập phương đạo cung lịch sử đến nay, đệ nhất người 20 tuổi tinh tướng. Lý Thiên Mệnh biết, quyền lực mang ý nghĩa nghĩa vụ. Tiếp đó, có trên 10.000 người vì Lý Thiên Mệnh mà chiến, cũng mang ý nghĩa, hắn làm thống soái, phải bảo đảm cái này trên 10.000 người chu toàn. Thiên Mệnh, Thiên Xu trong quân đoàn, trước mắt, ám tinh doanh, không có tinh tướng. Về sau, ám tinh doanh, hơn vạn chiến sĩ, thì giao cho ngươi. Có mấy cái phó tướng sẽ phụ tá ngươi, mặt khác, có vấn đề gì, đều có thể hỏi ta. Hiểu không? Nói thật, trưởng quản quân đoàn cùng tu luyện logic không giống nhau, nhưng vũ lực phương diện có chỗ tương đồng, chỉ là cần càng kín đáo tư duy. Lấy ngộ tính của ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể để cho ám tinh doanh có siêu cường chiến đấu lực. Bạch Tử Quân nói, ta nỗ lực thử một lần, dù sao lấy trước chưa từng làm việc này. Lý Thiên Mệnh nói, Thiên Xu Cung, cũng là thất tinh quân đoàn một trong, Thiên Xu quân đoàn, ngày thường đóng quân, tu hành địa phương. 100.000 Thiên Xu quân đoàn ở chỗ này, mỗi người trên cơ bản một cái đỉnh viện, có thể thấy được cái này thập phương đạo cung lớn đến bao nhiêu. Thiên Xu quân đoàn, tập hợp. Trở lại Thiên Xu Cung, đi vào một quảng trường khổng lồ. Đứng tại một chỗ tên là Thiên Xu Đài Chiến Đấu, địa phương, Bạch Tử Quân mang theo 10 vị tinh tướng, thẳng tiếp nhận lệnh tập hợp. Ám điện chiến sĩ, cùng học cung đệ tử căn bản khác biệt, ở chỗ này trực tiếp bày ra đi ra. Chỉ thấy Bạch Tử Quân ra lệnh một tiếng, đại khái tại 30 hơi thở bên trong, chỉ ít có 100.000 người, người mặc thánh thiên văn chiến giáp, chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện tại Thiên Xu Đài Chiến Đấu trước đó. 100.000 ám điện chiến sĩ, cụ thể cùng một chỗ, ý chí đắt đỏ. Khí huyết ngút trời. Tử tinh doanh, đến. Xích tinh doanh, đến. Lam tinh doanh, đến. Ám tinh doanh, đến. Hết thảy 10 cái ngôi sao doanh, phân biệt từ 10 cái tinh tướng thống soái. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua ám tinh doanh, phóng tầm mắt nhìn tới có trên 10.000 người, người mặc màu đen nhánh chiến giáp bên trên có màu đen tinh quang du tẩu, tối thiểu đều có 20 điều thánh thiên văn trở lên. Đây là ám tinh chiến giáp. Là ám tinh doanh thống nhất chiến giáp, kiểu dáng thống nhất, nhưng là có đẳng cấp khác nhau, thánh thiên văn càng nhiều, lực phòng hộ càng mạnh. Thập phương đạo cung cho Lý Thiên Mệnh phân phối ám tinh chiến giáp, thánh thiên văn số lượng đạt tới 70 điều, hắn phòng ngự năng lực đã khá kinh người, mấu chốt là. Phong cách, có phải hay không cảm thấy tập hợp rất nhanh? Bạch Tử Quân cười hỏi. Đúng vậy a, ngay ngắn trật tự, động tác mãnh liệt, thật không hổ là quân đội, không có lười nhắc người. Lý Thiên Mệnh nói, người nói đúng, quân đoàn xác thực có quân lệnh, cùng học cung đệ tử có bản chất khác nhau. Bất quá, kỳ thật cũng là bởi vì, gần nhất là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bọn họ bình thường tu hành, cũng so sánh tự do. Chúng ta ám điện, vẫn là lấy nhân tính hóa làm chủ. Tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội. Bạch Tử Quân nói, minh bạch, không khí nơi này, cùng thượng cổ hoàng tộc quân đoàn hoàn toàn khác biệt. Lúc này thời điểm. Toàn thể Thiên Xu quân đoàn đã tụ hợp hoàn tất. Bạch Tử Quân mang theo Lý Thiên Mệnh đứng ra, nói, hôm nay triệu tập các vị, là cho mọi người giới thiệu một vị Thiên Xu quân đoàn mới đồng bọn. Đây không phải Lý Thiên Mệnh đâu. Đều biết. Phong vân nhân vật. Rất nhiều người cười nói. Xem ra tất cả mọi người nhận biết, vậy ta thì bất quá nhiều giới thiệu. Ta ở đây chính thức tuyên cáo, bắt đầu từ hôm nay. Lý Thiên Mệnh thụ phong làm Thiên Xu tinh tướng, thống soái ám tinh doanh. Dạ Lăng phong làm phó đem. Đây là cung chủ, điện chủ, 7 vị tinh vương cùng 10 vị điện vương thân phong. Đủ để chứng minh, đây là đối Lý Thiên Mệnh năng lực cùng thực lực,
còn có hắn tại thần táng bên trong, chém giết Đông Dương Phong Trần công tích khẳng định. Lần trước dục đế hưng sư vấn tội, Bạch Tử Căng còn để Lý Thiên Mệnh phủ nhận, nhưng bây giờ đã vạch mặt, trảm sát thần quốc thái tử, đã thành Lý Thiên Mệnh công tích. Thế sự biến hóa, cũng là nhanh như vậy. Nói thật, việc này đã sớm truyền ra. Tuy nhiên đều cho rằng là hồn ma giết, nhưng dù sao Lý Thiên Mệnh cũng có tham chiến, tính vào hắn, cũng không tính là gì. Quan trọng ý nghĩa ở chỗ. Đây là thập phương đạo cung toàn thể cao tầng tự mình bổ nhiệm, coi như Lý Thiên Mệnh tuổi trẻ không có kinh nghiệm, ai dám có dị nghị. Ám tinh doanh tinh tướng, Lý Thiên Mệnh. Trong lúc nhất thời, mấy vạn người hô to, thanh âm đinh tai nhức óc. Nhất là ám tinh doanh, xem ra bọn họ đối cái này mới tinh tướng, phi thường hài lòng. Nói vài lời, Bạch Tử Quân vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai. Lý Thiên Mệnh thu hồi bình thường không đứng đắn, lấy thanh âm hùng hồn, ánh mắt hừng hực, lớn tiếng nói. Các vị ám điện chiến sĩ, nhất là ám tinh doanh, nói thật, các vị đều là trưởng bối của ta, để ta tới thống soái ám tinh doanh, cá nhân ta cũng có một chút áp lực. Nhưng là, ta không muốn cô phụ cung chủ cùng các vị trưởng bối đối kỳ vọng của ta, cho nên, ta sẽ đem hết khả năng, đi học tập kinh nghiệm, đem ám tinh doanh mang tốt, chí ít không cho mọi người kéo chân sau. Ta tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cảnh giới phương diện chiến lực, có thể đảm nhiệm tinh tướng vị trí, mời mọi người tín nhiệm ta. Sau đó cùng các vị một lòng đoàn kết, cộng đồng giết địch, đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết, không chối từ. Thanh âm của hắn vô cùng cứng rắn, thái độ cũng rất cứng rắn, hoàn toàn không giống như là một tên mao đầu tiểu tử. Có lẽ có một số người, đối với hắn đảm nhiệm vị trí này, cảm giác có chút hư, dù sao người trẻ tuổi trên đại thể xúc động nhiệt huyết, dễ dàng chúng bẫy dập, chôn vùi chiến sĩ tánh mạng, tạo thành không cần thiết tổn thất. Nhưng, bây giờ nhìn lại, Lý Thiên Mệnh có kiên cường mà vững chắc nhân cách mị lực, đạt tới làm cho người tin phục trình độ. Phương diện chiến lực, Thiên Mệnh tuyệt đối thỏa đáng, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Mà thống soái phương diện, tăng thêm Dạ Lăng Phong, hắn có 4 vị phó tướng trợ giúp, tăng thêm trợ giúp của ta đến đỡ, tương lai có là trưởng thành cơ hội. Mọi người có thể rửa mắt mà đợi, Bạch Tử Quân trên cơ bản, đem đường đều cho Lý Thiên Mệnh trải tốt. Dù sao, hắn biết, Lý Thiên Mệnh tương lai đường, cũng không phải một cái tinh tướng. Vâng, 100.000 thiên su quân đoàn đồng thời cao giọng quát nói. Tiếp đó, đại quân giải tán, Bạch Tử Quân thì mang theo Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, cùng ám tinh doanh chiến sĩ, cùng một chỗ trở về ám tinh doanh. Tôn Cung Dục, Trần Phóng, Liễu Ngự Ý, Bạch Tử Quân hô một tiếng, ám tinh doanh 3 cái phó tướng vội vàng tới. 2 nam 1 nữ, tuổi tác đều tại 50 trở lên. Tu vi đều là thiên chi thánh cảnh, cho nên xem ra rất trẻ trung, trên cơ bản giống như là không đến 30 tuổi. Trong đó, Tôn Cung Dục thân hình cao lớn, là cái thô hán con, 10 phần hào sảng, Trần Phóng thì gầy yếu rất nhiều, mắt lộ ra tinh quang, là cái khôn khéo người, so sánh vừa vặn. Duy nhất nữ tử Liễu Ngự Ý, cái tên tình thơ ý họa, nhưng là cái người mặc áo giáp màu đen, tư thế hiên ngang nữ tử, xem ra trực lai trực khứ, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt có chút tỏa ánh sáng. Các ngươi 3 cái, thật tốt phụ tá Thiên Mệnh, Bạch Tử Quân phân phó nói. Nhất định, bọn họ liền vội vàng gật đầu. Đảo mắt về tới ám tinh doanh. Ám tinh doanh bên này, cũng có một cái rất lớn ám tinh đài chiến đấu, nơi này là ám tinh doanh tụ hợp địa. Làm tinh tướng, Lý Thiên Mệnh nắm giữ một cái cung điện to lớn, làm nơi ở, hắn có thể cho Lý Khinh Ngữ bọn họ đều đến bên này. Hồn ma cùng Lam Hoang quá lớn, Lý Thiên Mệnh đã sớm muốn chuyển sang nơi khác ở. Hiện tại, tinh tướng phủ đệ, ít nhất là số 1 đình viện hơn 100 lần, bên trong còn có một cái hồ nước lớn, đầy đủ để Lam Hoang phi thiên độn địa. Thiên Mệnh, ta đi trước, ngươi về sau thì chuyển tới nơi này, thật tốt cùng huynh đệ nhóm làm quen một chút. Bạch Tử Quân nói. Được, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có vấn đề gì, tùy thời tới tìm ta. Bạch Tử Quân sau khi nói xong liền rời đi. Tinh tướng đại nhân, mời tới bên này. Trần Phóng cung kính nói. Bọn họ đi vào ám tinh trên chiến đài. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, trên 10.000 người đều ánh mắt hừng hực nhìn lấy chính mình, xem ra đều đối với hắn hết sức tò mò. Đương nhiên, Dạ Lăng Phong cùng hồn ma, cũng hấp dẫn rất lớn ánh mắt. Lý Thiên Mệnh liền ở chỗ này, quen thuộc một chút 3 cái phó tướng, 10 cái thiên phu trưởng, thậm chí ngay cả trên 100 cái bách phu trưởng tên, hắn đều nhớ kỹ. Đối bọn hắn đại thể thực lực, cũng có một chút hiểu rõ. Nói thí dụ như phó tướng nhóm, đại khái là thiên chi thánh cảnh 3, tứ trọng 2 bên. Có chút phó tướng,
kỳ thật cũng là tinh tướng quân dự bị, nắm giữ tinh tướng thực lực. 10 vị thiên phu trưởng, trên cơ bản đều là thiên chi thánh cảnh nhất nhị trọng, cùng Bạch Tử Căng thực lực chênh lệch không nhiều. Nói cách khác, Trần Kinh Hồng loại này thiên bảng đệ nhất, vượt qua 30 tuổi người chậm tiến ám điện, thì có thực lực làm thiên phu trưởng. Hơn 100 cái bách phu trưởng, thực lực thì tại địa thánh cảnh tầng thứ 8 trở lên, cũng có một số nhỏ rất ưu tú, đột phá thiên chi thánh cảnh. Nói cách khác, Diệp Thiếu Khanh cùng Vũ Văn Thái Cực bọn họ, ở chỗ này chỉ có thể làm một cái bách phu trưởng. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh phát hiện, toàn thể ám tinh doanh chiến sĩ, trên cơ bản đều tại địa thánh cảnh tầng thứ 3 trở lên, địa thánh cảnh nhất nhị trọng cơ bản không có. Theo cái này 10.000 người, nhìn phiến diện, có thể thấy được ám điện 1 triệu quân đoàn chiến đấu lực. Lý Thiên Mệnh mới đến, đối diện với mấy cái này trưởng bối thuộc hạ, hắn không kiêu ngạo không tự ti, không đến mức cao không thể chạm, cũng sẽ không yếu thế đến khiến người ta xem nhẹ, lấy tâm phục người, mới có thể quản trụ cái này trên 10.000 người. Sau đó không lâu, hắn thì cùng ám tinh doanh chiến sĩ, đánh thành một mảnh. Đương nhiên, lúc cần thiết, vẫn là muốn dựng nên quyền uy. Đúng vào lúc này, Bạch Tử Căng tới. Thiên Mệnh, nàng đi tới về sau, ám tinh doanh chiến sĩ, đều xưng hô nàng là Bạch Đại Tiểu Thư. Xem ra, là một cái nho nhỏ thiên sư, nàng tại Thập Phương Đạo Cung, tên tuổi vang dội. Bạch Tỷ Tỷ sao lại tới đây? Vừa nghe nói người đều lên làm tinh tướng. Còn do ta nhị ca bảo bọc, qua tới chúc mừng ngươi. Bạch Tử Căng cười nói. Lễ vật đâu? Lễ vật cái đầu, ta còn không có theo ngươi đòi hỏi lễ vật đâu. Bạch Tử Căng đem hắn kéo đi qua một bên, nói, ngươi phải biết ha, đến đón lấy đạo cung muốn là xuất chiến, ngươi làm tinh tướng, khẳng định phải xung phong đi đầu, muốn chính mình bảo mệnh, còn muốn vì ám tinh doanh phụ trách, cứ như vậy trách nhiệm so sánh lớn, vạn sự đều phải thêm nhiều cân nhắc, không thể giống như trước đây xúc động. Động một chút lại chém người, biết không? Được rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Nghe xong liền biết, người không, người cái tên này, ghê gớm. Bạch Tử Căng tức giận nói. Ta đều nghe tiếp, Bạch Tỷ Tỷ đợi ta như thân đệ đệ, vì ta quan tâm, ta đương nhiên ghi vào trong đầu. Lý Thiên Mệnh thật sự nói. Cái này còn tạm được, Bạch Tử Căng nói, nàng nhìn nhìn cái kia hơn vạn ám tinh doanh chiến sĩ, hỏi, người mới đến, lập uy không có. Cái gì lập uy? Tối thiểu đến để bọn hắn biết thực lực của ngươi a, không phải vậy ngươi một đầu mao đầu tiểu tử, người nào phục ngươi đây, mặt ngoài chịu phục, tâm lý chưa hẳn chịu phục. Đến lúc đó vừa ra chiến, chuẩn cho ngươi thêm phiền, nói không chừng cho ngươi phía dưới ngáng chân. Bạch Tử Căng nói, có đạo lý, bất quá, đều khách khách khí khí với ta, ta đánh ai vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói, cũng không thể, tùy tiện tìm cái lý do đánh người a. Dù sao, khiêu khích mình người đều không có. Dạng này, ta đối thực lực của ngươi biểu thị hoài nghi, vốn người vô pháp tiếp nhận ngươi cái này tiểu hài tử, nháy mắt không thấy thì bắt kịp ta, ta hôm qua vừa đột phá thiên thánh cảnh tầng thứ 3, muốn ngược ngươi một trận. Bạch Tử Căng trừng mắt uy hiếp nói. Dùng cái này đến bảo trì ngươi trung niên nhân tự tôn. Lý Thiên Mệnh nháy mắt mấy cái hỏi. Tốt ngươi cái Lý Thiên Mệnh, ngươi dám cười ta lão. Bạch Tử Căng lông mày dựng lên. Bầu không khí lập tức liền đủ. Lý Thiên Mệnh trương thối liền chạy. Đứng lại. Bạch Tử Căng đuổi theo, không nói hai lời, động thủ thì đánh người. Bạch Đại Tiểu Thư, người dựa vào cái gì khi dễ chúng ta tinh tướng đại nhân? Mọi người ngăn cản tới. Lăn đi, Bạch Tử Căng nói. Được rồi, đám người này chuồn mất đến so với ai khác đều nhanh. Ầm ầm. Không nghĩ tới Bạch Tử Căng nói đánh thì đánh, cộng sinh thú đều đi ra. Rất hiển nhiên, đó là một đầu khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật cọp cái. Kỳ danh là Lam Tinh Bạch Dực Hổ. Cái này Lam Tinh Bạch Dực Hổ, toàn thân đại bộ phận đều là màu trắng, còn có ngôi sao màu xanh lam đường vân, một đôi màu xanh thẳm cánh, 10 phần ưu nhã, nhưng cũng 10 phần thô bạo. Nó chính là cấp 7 cổ thánh thú, nắm giữ 71 cái điểm sao, đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3, thực lực tự nhiên cường hãn. Làm càn, Bạch Tử Căng. Người dám dĩ hạ phạm thượng, đánh nhau tinh tướng, nhìn ta hôm nay không hung hăng quất ngươi. Lý Thiên Mệnh lấy ra Tam Thiên Tinh Vực, thả trong tay, nhưng lại không có triệu hồi ra cộng sinh thú, thoạt nhìn là muốn lấy một địch hai. Im miệng, ta đánh nhau cũng là ngươi. Bạch Tử Căng cưỡi Lam Tinh Bạch Dực Hổ, hướng giết đi lên. Trách không được nàng không thích Miêu Miêu, nguyên lai cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên cộng sinh thú, cũng là một cái con cọp màu trắng. Bị manh đủ rồi.
tự nhiên cảm thấy Miêu Miêu, không có gì có thể thích chỗ. Không biết tự lượng sức mình, Lý Thiên Mệnh cười nói. Kỳ thật mọi người đều biết, lần này Bạch Tử Căng xuất thủ, thì là cố ý để mọi người, nhìn một chút Lý Thiên Mệnh thực lực, tránh khỏi có người đáy lòng nghi vấn. Bây giờ đều đang đồn, là hồn ma giết thái tử, ai biết Lý Thiên Mệnh tài nghệ thật sự như thế nào. Đến mức Bạch Tử Căng có hay không tưới nước, mọi người cũng nhìn ra được. Chiến đấu lập tức bạo phát. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh xuất thủ, có thể nói tương đương khủng bố, cổ thánh chiến quyết đều dùng được. Cộng sinh thú không có ra, chỉ dựa vào hắn lực lượng của mình, thì ép tới Bạch Tử Căng cùng Lam Tinh Bạch Dực Hổ, đều không thở nổi. Phanh phanh. Một trận giao phong sau. Bạch Tử Căng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, hoàn toàn chống đỡ không được. Lý Thiên Mệnh cường thế nghiền ép, quất đến nàng tìm không ra bắc. Nàng chiến bại, cũng thật chịu phục. Ngươi cái tên này, thật là không tầm thường. Bạch Tử Căng lắc đầu cười khổ nói. Lý Thiên Mệnh đối nàng rất ôn nhu, xác thực không có thương tổn nàng mảy may, nhưng cũng tại trên thực lực, chinh phục nàng. Đến, vốn tinh tướng thưởng ngươi, Lý Thiên Mệnh kín đáo đưa cho nàng một cái túi. Bạch Tử Căng mở ra xem, bên trong có 30.000 thánh tinh, nàng một chút thì cười, quả nhiên là cái tham tiền. Đây là làm nắm phí dụng, Lý Thiên Mệnh nói. Im miệng, Bạch Tử Căng dở khóc dở cười, nàng thế nhưng là dùng hết toàn lực, sao có thể xem như nắm đâu. Bất quá, mục đích của nàng đạt đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như rất nhiều ám tinh doanh chiến sĩ, trong ánh mắt có chân chính chịu phục. Thế mà, đúng vào lúc này, có một cái thân ảnh khôi ngô, cười lên. Hắn lớn tiếng nói, tinh tướng đại nhân thực lực xác thực kinh người, khiến người ta bội phục, nhìn đến ta cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn theo tinh tướng đại nhân luận bàn một chút, kiến thức một chút thần quốc ngàn năm qua đệ nhất thiên tài thủ đoạn. Không biết đại nhân, thường không hãnh diện. Hắn gọi Tôn Cung Dục, là Lý Thiên Mệnh phó tướng một trong. Thiên Xu Tinh Vương Bạch Tử Quân nhắc nhở qua, hắn trước đây có ý để Tôn Cung Dục làm tinh tướng, mà Lý Thiên Mệnh thuộc về trên xuống. Tôn Cung Dục trước đó, giống như cũng không có không hài lòng Lý Thiên Mệnh, nhưng lúc này, hắn lại đứng ra, ngoài miệng nói đến khách khí, kỳ thật có chút ý khiêu khích. Trong lúc nhất thời, không khí biến đến nghiêm túc. Không thể không nói, Tôn Cung Dục ở trong tối ngôi sao doanh. Nắm giữ to lớn quyền uy cùng danh vọng, thủ hạ đông đảo tâm phúc, rất nhiều người đã sớm ngầm thừa nhận, hắn lại là mới tinh tướng. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, thuộc về đoạt hắn tiền đồ. Cái này dẫn đến, ám tinh doanh hơn vạn chiến sĩ, đối một trận chiến này, vô cùng chờ mong. Bọn họ dùng hừng hực ánh mắt, nhìn lấy chỉ có 20 tuổi nhiều một chút Lý Thiên Mệnh. Đối bọn hắn tới nói, số tuổi này, thực sự quá nhỏ, thậm chí cùng có ít người cháu trai không chênh lệch nhiều. Bọn họ chờ mong Lý Thiên Mệnh phản ứng. Vạn chúng chú mục bên trong. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, Tôn Phó Tướng Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư, nguyện ý bồi ta luận bàn, đương nhiên từ chối thì bất kính. Bất quá, có câu nói, Tôn Phó Tướng nói sai. Ồ, là câu nào đâu, Tôn Cung Dục trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác giữ tợn lãnh quang, xem ra, hắn muốn không chỉ là phổ thông luận bàn. Cái ánh mắt này, thoạt nhìn như là muốn tác mệnh. Tôn Phó Tướng nói, ta là thần quốc ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, câu nói này sai. Lý Thiên Mệnh nói, đại nhân quá khiêm nhường, người tuyệt đối thực chí danh quy. Tôn Cung Dục nói, không, người lý giải sai, ý của ta là, hắn chỉ chính mình, nói. Thần quốc cương vực bên trong, đi lên ngược dòng tìm hiểu 100.000 năm, ta đều là đệ nhất thiên tài. Lời này vừa nói ra, ám tinh doanh toàn thể tướng sĩ đều ngây ngốc một chút. Bọn họ cũng không có bởi vì trong lời này, biểu hiện ra cường hãn lòng tin mà ồn ào, mà chính là mới ánh mắt, xem kỹ Lý Thiên Mệnh. Làm trưởng bối, bọn họ xác thực nhiều năm tuổi cùng lịch duyệt lên cảm giác ưu việt, có chính mình giá đỡ, đây là người chi lẽ thường. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh không chỉ là đối Tôn Cung Dục, hình thành nhất định trùng kích cùng khiêu chiến, câu nói này, cũng là nói cho tất cả mọi người nghe. Tinh tướng đại nhân lòng tin cùng kiêu ngạo, để cho chúng ta bội phục. Tôn Cung Dục giật mình chỉ chốc lát, sau đó lên tiếng cười nói. Ngay sau đó, hơn vạn ám tinh doanh tướng sĩ, mới cùng một chỗ nở nụ cười. Mời! Lý Thiên Mệnh bước lên ám tinh đài chiến đấu, chiến trường này đủ rất rộng rãi. Đến cùng là kiêu ngạo, vẫn là danh chí thực quy, so tài xem hư thực. Bạch Tử Căng nói. Bạch Đại Tiểu Thư không nên hiểu lầm, ta nói kiêu ngạo, là lời ca ngợi. Tuyệt thế thiên tài,
nên kiêu ngạo. Tôn Cung Dục nói. Lên đi, Bạch Tử căng thản nhiên nói. Nguyên bản sung sướng không khí, bỗng nhiên biến đến xâm nghiêm. Lý Thiên Mệnh biết, muốn thống soái nhất quân, đây là nhất định phải kinh lịch quá trình. Võ đạo vi tôn thế giới, hắn nếu là lấy võ đạo thiên phú, cầm xuống vị trí này, nhất định phải đến tại võ đạo thiên phú lên khiến người ta thần phục. Lên làm tinh tướng, đây chính là muốn để cái này trên 10.000 người vì chính mình bán mạng, không có bản sự, ai nguyện ý đem tính mạng của mình, giao phó cho một đứa con cháu bối tiểu tử. Tôn phó tướng, mời. Lý Thiên Mệnh quất ra Đông Hoàng kiếm, trú tại trên mặt đất, hai tay nắm ở chuôi kiếm, một trận cuồng phong, tóc dài phấn khởi, một đôi hắc tròng mắt màu vàng óng, tràn đầy ở độ tuổi này không để lại áp bách lực. Lại thêm, hắn tu hành đế hoàng thiên ý, trời sinh liền có trưởng khống giả khí chất, chỉ là khí này chàng, thì đầy đủ hàng phục rất nhiều người. Đại nhân hào sảng, mời. Tôn Cung Dục cười lớn một tiếng, nhảy lên đài chiến đấu, cái kia bước chân nặng nề rơi xuống, trong lúc nhất thời, liền ám tinh đài chiến đấu đều rung động run một cái. Ra tay đi, Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, hắn ba cái cộng sinh thú toàn bộ xuất hiện. Đổi địa bàn mới, bọn họ về sau có thể tại cái này ám tinh doanh sông pha. Chỉ là, ở trước đó, nhất định phải qua Tôn Cung Dục cửa này. Đánh bại ra hỏa này, ta liền có thể nắm giữ lên vạn tiểu đệ, nói không chừng có thể khai ra 3.000 hậu cung. Huỳnh Hỏa hưng phấn cười một tiếng. Gà đại ca, người đã quên bị cực phẩm tỏa kỵ chi phối sợ hãi sao? Quên hậu cung, cùng bản mèo cùng một chỗ làm ngủ hữu a. Miu Miu khuyến cáo nói. Người lăn, ta đó là không có phát huy tốt, chỉ là Bạch Tử căng, hừ. Huỳnh Hỏa cưỡng ép nhô lên cái eo, hổ hổ sinh uy. Vậy đợi lát nữa để Bạch tỷ tỷ đem ngươi mang về vuốt vuốt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng, đừng a. Gà đại ca hư, Lam Hoang lớn giọng hống một tiếng, chấn động đến màng nhĩ mọi người phát run. Huỳnh Hỏa mắt tối sầm lại, kém chút tức giận đến ngất đi. Loại chuyện này, có thể lớn tiếng nói ra sao? Mọi người xem xét, Lý Thiên Mệnh đối mặt Tôn Cung Dục loại này cường giả, hắn cộng sinh thú vậy mà như thế nhẹ nhõm, thật là có chút không đem Tôn Cung Dục để vào mắt. Có phải hay không, hơi có chút cuồng vọng điểm. Là có như vậy một chút đi, nhưng là, hắn tại thập phương đạo thiên chiến trường, hô lên, cửu minh nhất tộc, thời điểm, không chính là cái này bộ dáng. Thật nói không rõ ràng, đây rốt cuộc là tốt, vẫn là không tốt. Ai? Bọn họ nghị luận thanh âm không cao lắm, nhưng tối thiểu đều có thể nghe thấy. Được rồi, cái này Tôn Cung Dục cùng Đông Dương Phong Trần một cảnh giới, lúc trước Đông Dương Phong Trần cộng sinh thú bị hồn ma dây dưa, chúng ta 4-1. Hiện tại không nhất định, dốc hết toàn lực đi, Lý Thiên Mệnh nói. Làm thì xong việc, không thể sợ, Huỳnh Hỏa nói. Giống giống. Đúng vào lúc này, hai tiếng giống to thanh âm truyền đến, chỉ thấy tại Tôn Cung Dục bên người, xuất hiện hai đầu to lớn cộng sinh thú. Đây là hai đầu cự viên, nắm giữ hỏa hồng sắc cùng bộ lông màu đen, hình dáng như cương châm, thậm chí thiêu đốt lấy xích ngọn lửa màu đỏ, huyết khí trùng thiên. Cái này hai đầu cự thú cương mãnh hung hãn, chi trên trắng kiện, nanh vuốt đều tương đương to lớn, hiển nhiên đều là cuồng bạo máy móc chiến đấu. Kỳ danh là, Nhiên Tinh Ma Viên. Nó cộng sinh thú đẳng cấp tuy nhiên thấp một chút, chỉ có 68 ngôi sao, so với Huỳnh Hỏa thấp tiếp cận 20 ngôi sao, nhưng bởi vì đã dài đến trưởng thành, mặc kệ là huyết nhục cùng thánh nguyên, cơ hồ đều phát triển đến cực hạn, tổng hợp, không thể so với Đông Dương Phong Trần Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh kém bao nhiêu. Bây giờ Tôn Cung Dục, có hai đầu Nhiên Tinh Ma Viên ở bên người, kỳ thủ cầm một cái, xích diễm thông thiên côn, như là bạo lệ hỏa diễm chiến thần, ý chí hung hãn. Đại nhân, ta có thể muốn động thủ, mời lưu tâm. Tôn Cung Dục trầm giọng vừa quát, nhất thời, một người hai thú trung cực nhanh tiến tới, mặt đất chấn động. Cái kia Nhiên Tinh Ma Viên phát ra trầm muộn giống lên một tiếng, bao phủ toàn trường, loại kia hung hãn, đủ để gọi người biến sắc. Mọi người cũng nhìn ra được, Tôn Phó Tướng giống như hoàn toàn không có tưới nước ý tứ. So giọng lớn, quy đệ, lên, Huỳnh Hỏa bay ở Lam Hoang trên đỉnh đầu. Lam Hoang giơ lên hai cái đầu, nhìn lấy cái kia Nhiên Tinh Ma Viên, đột nhiên mở ra miệng rồng, lớn tiếng gầm rú. Nó cái kia to lớn giọng tăng thêm hồng mông âm ba, đồng thời bạo phát, hình thành bạo loạn sóng gió, vọt thẳng hướng về phía đối thủ. Âm âm, hồng mông âm ba thanh âm, hoàn toàn phủ lên Nhiên Tinh Ma Viên gào thét, trực tiếp trấn trụ toàn trường. Đừng chạy, cùng nhau chơi đùa. Lam Hoang nhìn lấy cái này hai đầu thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư Nhiên Tinh Ma Viên,
không sợ hãi chút nào, thậm chí ánh mắt sáng lên. Rất hiển nhiên, bởi vì hồn ma cũng lớn đến giống đại tinh tinh, Lam Hoàng đem bọn nó xem như đồng bạn. Phải biết, nó cùng hồn ma chơi, đó là núi lở đất nứt tràng cảnh, thì cùng đánh nhau không sai biệt lắm. Oanh! Oanh! Một đầu thần long cự thú, cùng hai đầu nhiên tinh ma viên, đánh vào nhau. Cái này thần long cự thú hai cái trên đỉnh đầu, kỳ thật còn ẩn giấu đi hai cái thú nhỏ, muốn là không để ý đến bọn họ, đây tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Cơ hồ là trong nháy mắt, tia chớp màu đen sấm sét ở giữa, một cái tiểu mèo đen liền xông ra ngoài, tại lôi đình nổ tung ở giữa, ma khí ngập trời thời khắc, nó đột nhiên hóa thành đế ma hỗn độn, bổ nhào một đầu nhiên tinh ma viên. Ở trên người cửu trọng hỗn độn lôi giới, điên cuồng điện giật đối phương thời điểm, nó mở ra vạn ma độc nha, trực tiếp cắn lấy cái kia nhiên tinh ma viên trên cánh tay. Quá cứng meo, miêu miêu đậu đen rau muống một tiếng. Bất quá, nó vậy đến tự trung phẩm cổ chi thần nguyên vạn ma độc nha, vẫn là xé toang huyết nhục, thuận lợi đem vạn ma độc, đưa vào đối phương huyết nhục bên trong. Vạn ma độc điên cuồng tràn vào, dù là cái này nhiên tinh ma viên huyết nhục dồi dào, thánh nguyên cường hãn, cũng rất khó ngăn cản vạn ma độc khuếch tán. Nhiên tinh ma viên tráng kiện cánh tay, trực tiếp đem miêu miêu vung bay ra ngoài, vừa đứng lên, huỳnh hỏa đã giết tới trước mắt của nó. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là huỳnh hỏa luyện ngục hỏa ảnh. Nhiên tinh ma viên giận dữ, trực tiếp há miệng phun lửa, hỏa diễm phun ra, hình thành nguyên một đám hình cầu, đập vào luyện ngục hỏa ảnh lên. Người đây là tại cho lão tử tắm rửa sao? Huỳnh hỏa trong lúc cười to, xông ra đối phương uy lực kinh khủng hỏa diễm thần thông, trong tay viêm thần đế rực giết ra xích viêm hoàng kiếm. Thiên kiếp kiếm. Tại bất diệt kiếm thể trên tu hành, nó tuy nhiên so Lý Thiên Mệnh kém, nhưng gần nhất cũng hoàn thành thiên kiếp kiếm, vượt qua Lý Thần Tiêu, để vi sinh vân tịch nhìn mà than thở. Viêm thần đế rực, xích viêm hoàng kiếm tăng thêm thiên kiếp kiếm bạo phát, lực sát thương đã khá cường đại. Cái này một đầu nhiên tinh ma viên vốn là chúng vạn ma độc, hơi có chút suy yếu, ngay một khắc này, huỳnh hỏa viêm thần đế rực đâm vào bụng của nó, trực tiếp đâm ra một cái lỗ máu. Cái này lỗ máu tuy nhiên không lớn, nhưng là rất sâu, xuyên thấu dạ dày. Giống. Nhiên tinh ma viên một tiếng hét thảm, bối rối lui lại. Nó cộng sinh thú huynh đệ, để kia song đầu long cuốn lấy, mà ngự thú sư tôn cung dục, thì để Lý Thiên Mệnh cùng miêu miêu cùng một chỗ vây công. Không ai có thể cứu được nó. Thậm chí vào lúc này, không biết nơi nào, bỗng nhiên vươn ra một đầu màu xanh lam xiềng xích, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đột nhiên quấn quanh ở hắn trên thân, trực tiếp trói lại tốt mấy trọng. Phanh phanh phanh. Nhiên tinh ma viên dưới sự phẫn nộ, lấy nhục thân cự lực, liền muốn vỡ nát xiềng xích này, nhưng là nó phát hiện, nó càng là dùng lực, cái kia xiềng xích thì như lưỡi dao một dạng, cắt chém tiến thân thể của nó. Ngươi đứng lên cho ta. Cái này kêu to một tiếng như bình địa kinh lôi, mọi người giật mình, bất ngờ nhìn đến cái kia nhiên tinh ma viên bị quăng bay lên, hung hăng nện xuống đất. Ầm ầm. Khắp nơi run rẩy, cái này kịch liệt đập vào, dẫn đến nhiên tinh ma viên xương cốt đều gãy mất. Buông tay, tôn cung dục tay cầm xích diễm thông thiên côn, thi triển, viêm ma thông thiên côn điển, một chiêu, hoành tảo thiên sơn, giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt, muốn ngăn chặn công kích của hắn. Kết quả, hắn trả người không tới Lý Thiên Mệnh trước mắt, một gà một mèo tả hữu giáp công, làm cho hắn chỉ có thể chuyển thành phòng thủ. Bằng không, coi như hắn có thể ngăn chặn Lý Thiên Mệnh. Cũng phải bị cái này hai đầu cộng sinh thú trọng thương. Huỳnh hỏa bất diệt kiếm khí, liền nhiên tinh ma viên huyết nhục cũng có thể mặc thấu, huống chi là tôn cung dục thân thể. Sau đó, trên 10.000 người chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh hội tụ hơn ngàn bất diệt kiếm khí, tràn vào tam thiên tinh vực, bên trong, ngay sau đó đâm vào nhiên tinh ma viên thân thể. Giống, nhiên tinh ma viên đau đến điên cuồng kêu thảm, nhưng tam thiên tinh vực đã quấn lên nút chết, nó muốn thoát khốn. Trừ phi đem tam thiên tinh vực kéo đứt. Ông Lý Thiên Mệnh lần nữa đem vung lên, ném một vòng. Rầm rầm rầm, liên tục ba lần, đem cái kia cự thú đập xuống đất. Một lần cuối cùng, càng là trực tiếp đập vào một đầu khác nhiên tinh ma viên trên thân. Cái này một đầu nhiên tinh ma viên vừa chế trụ Lam Hoang, phá Lam Hoang Sơn Hải giới, liền bị huynh đệ mình đập trúng, cả hai cùng một chỗ lăn trên mặt đất. Siêu Cửu Thiên Ngân Hà Quyết thôi sán xí tinh. Một chiêu này cổ thánh chiến quyết, trong nháy mắt chạy như bay vài trăm mét, xuất hiện tại tôn cung dục trước mắt. Lý Thiên Mệnh chi này viện binh tốc độ, quả thực nhanh đến mức cực hạn.
Nguyên bản Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ Tôn Cung dục xích diễm thông thiên côn, trong đó Miêu Miêu còn bị đánh một gậy, cửu trọng hỗn độn lôi giới đều bị đánh nổ, cái này đem hắn hung hãn bản tính hoàn toàn kích phát ra. Lúc này thời điểm, Tam Thiên Tinh vực tại tinh quang thiểm diệu bên trong, hóa thành sáng chói tinh hà, phá không mà đến, gào thét mà xuống, chỉ ít có 2000 trở lên bất diệt kiếm khí hội tụ trong đó, tăng thêm tinh thần cương khí, phút chốc bạo phát. Làm Tôn Cung Dục trong nháy mắt này cơ hồ lấy một đối ba. Trong đó, Lý Thiên Mệnh viễn trình trợ giúp lực sát thương mạnh nhất. Hắn chỉ có thể kiên trì trên đỉnh đến, khoanh tay bên trong xích diễm thông thiên côn, nhất côn nện xuống. Hắn thi triển viêm ma thông thiên côn điển cuối cùng một chiêu, nhất côn lăng thiên, lấy siêu tuyệt thánh nguyên chống đỡ lấy xích diễm thông thiên côn, cùng Tam Thiên Tinh vực đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng kịch liệt đụng nhau thanh âm bạo phát. Đại lượng bất diệt kiếm khí mãnh liệt mà đến, toàn bộ đâm vào Tôn Cung Dục trên tay. Tôn Cung Dục đau đến kêu to một tiếng, tay cầm vừa buông lỏng, xích diễm thông thiên côn trực tiếp bay ra ngoài, đập xuống đất. Cái này chua sướng rồi. Bởi vì Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đều tại bên cạnh hắn đâu. Hắn chỉ có thể nhất quyền trấn trụ Miêu Miêu hồn thiên điện ngục, lại ngăn không được Huỳnh Hỏa bất diệt kiếm khí. Huỳnh Hỏa vốn là muốn sau lưng đánh lén tới, về sau vừa nghĩ. Đây là Lý Thiên Mệnh thủ hạ, cho nên một chút lưu tình, một kiếm đâm tại Tôn Cung Dục trên lưng. A, à, Tôn Cung Dục lần nữa kêu đau đớn, sau lưng máu me đầm đìa, rất hiển nhiên một kiếm này đâm tại thận lên. Không có ý tứ, ta là muốn tránh đi muốn hại tới, không nghĩ tới trung đích còn lại muốn hại. Huỳnh Hỏa không chịu trách nhiệm cười to nói. Rầm rầm rầm, ba đạo hỗn độn thiên kiếp bổ vào Tôn Cung Dục trên đỉnh đầu, trực tiếp đem đập xuống đất. Miêu Miêu người chuyện ra sao, gà đại ca ta còn tại cùng hắn nói xin lỗi, người đem người cho bổ. Đánh xong ngủ ngon cảm giác meo, ta buồn ngủ quá, không kiên trì nổi. Miêu Miêu mặt ủ mày trao nói. Dạng này đối thoại, để người vây xem lại là dở khóc dở cười, lại là tâm lý rung động. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh cái này ba đầu cộng sinh thú, nhìn như cảnh giới thấp, kỳ thật chiến đấu lực thật mạnh, mà lại đều có tuyệt kỹ, rất khó đánh tan bọn họ. Hiện tại Tôn Cung Dục đều bị bổ đến mắt trợn trắng, hắn một đầu cộng sinh thú sắp bị đánh phế đi, còn lại một đầu nhiên tinh ma viên tạm thời không có việc gì. Chỉ là, thì sau đó một khắc, nó gặp Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa vây quanh. Đường đường táo bạo viên hầu, nhất thời dọa đến kẹp chặt hai chân, ngồi xổm trên mặt đất, chạy trối chết, tại chỗ nhận thua. Ta nhận thua, ta nhận thua, Tôn Cung Dục bò lên, sắc mặt có chút trắng bệch, thanh âm có chút khàn khàn nói. Kỳ thật, hắn cũng là xem ra so sánh thảm, Lý Thiên Mệnh không có tránh thức làm bị thương hắn, nặng nhất thương thế cũng là vạn ma độc. Bất quá, vạn ma độc có giải dược, cái kia chính là Miêu Miêu đi tiểu. Nếu là không uống vào, chuẩn là không muốn sống. Xì xì, Miêu Miêu chạy đến người ta ngoài miệng đi, gắn ngâm, để cái kia nhiên tinh ma viên nuốt xuống, lập tức liền chạy. Nó còn không có xông vào đến Lý Thiên Mệnh bên người đâu, thì ở trên đường nhắm mắt lại. Nửa người trên đã ngủ, nửa người dưới còn lại hai cái đùi, còn tại ủi lấy thân thể hướng phía trước lui, thẳng đến trượt đến Lý Thiên Mệnh trước mắt, bốn chân đạp một cái, thì cùng quy thiên như vậy, triệt để mềm nhũn ra. Trên 10.000 người, đều đang nhìn nó biểu diễn, sau đó nhịn không được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thật mất mặt a, Huỳnh Hỏa ôm đầu nói. Phanh phanh, lên chơi a. Một bên khác, Lam Hoàng đem đầu kia không bị thương tổn nhiên tinh ma viên chống đỡ trời. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tràng diện này rất sung sướng. Có thể, Tôn Cung Dục giống như có chút khó chịu. Trong lúc nhất thời, hắn ngơ ngác đứng tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Nhưng là, ám tinh doanh chiến sĩ trong mắt, Lý Thiên Mệnh hình tượng, đã triệt để biến hóa. Tôn Phó Tướng tuổi tác 60, thực lực so Đông Dương Phong Trần một chút kém một chút xíu. Đại nhân có thể dựa vào địa thánh cảnh thực lực đánh bại hắn. Cái kia chính là có thể đánh bại Đông Dương Phong Trần. Điều này nói rõ, thần quốc thái tử, rất có thể thì là đại nhân giết chết. Bây giờ còn có người cảm thấy, đại nhân mới vừa nói chính mình là 100.000 năm qua đệ nhất nhân, là không khiêm tốn sao. Ai nói loại này cuồng vọng, vậy cũng là chuyện cười lớn. Nhưng là, chúng ta tinh tướng đại nhân nói lời này, ta phục. Có mấy cái thiên phu trưởng mang đi, ám tinh doanh chiến sĩ đều vui vẻ. Phó tướng Liễu Ngự Ý, lớn tiếng nói, chúng ta không phục không được a, đại nhân tài 20 tuổi, thì có bản lãnh như thế,
so đại nhân phụ thân Lý Mộ Dương còn nghịch thiên, hổ phụ không khuyển tử, ta Liễu Mỗ người hoàn toàn phục. Về sau, dùy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại nhân có thể làm chúng ta ám tinh doanh tinh tướng, là vinh hạnh của chúng ta. Phó tướng, Trần Phóng, khẽ cười nói. Bọn họ hai vị mở miệng, cũng là một loại hướng gió. Nghe nói như thế về sau, Bạch Tử Căng mỉm cười. Nàng ngay tại hai vị kia bên người, cho nên thấp giọng cùng bọn hắn nói. Tính toán các ngươi hai cái thức thời, nói trắng ra là, thiên mệnh ngay tại các ngươi cái này trộn lẫn dưới, tinh tướng chỉ là hắn bắt đầu, làm không được bao lâu. Đã hiểu không? Bạch đại tiểu thư yên tâm, có cơ hội này, chỉ ít ta Trần Phóng, thề chết cũng đi theo. Trần Phóng nói. Ta cũng thế. Thành, đây chính là Bạch Tử Căng mục đích, hiện tại đã đạt thành. Thông qua một trận chiến này, Lý Thiên Mệnh tính toán chân chính trưởng khống cái này ám tinh doanh. Võ đạo là dễ dàng nhất chinh phục thủ đoạn của người khác, lấy về phần hiện tại, ám tinh doanh dù là đều là trưởng bối, vẫn là lấy ánh mắt kính sợ, nghênh đón Lý Thiên Mệnh ngồi phía trên. Cuối cùng, mọi người đem ánh mắt, chuyển rời đến Tôn Cung Dục trên thân. Hắn chủ động xin chiến, hiện tại lại sẽ nói thế nào? Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Tôn Cung Dục sắc mặt tái nhợt, hắn đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nói, đại nhân thực lực mạnh, để ta tâm phục khẩu phục, Tôn Mỗ tính tình ngay thẳng, dễ dàng tranh cường háo thắng, còn mời đại nhân chớ có cùng ta trách móc. Đi qua một trận chiến này, ta đối đại nhân thực lực đã triệt để thán phục, về sau tuyệt đối. Hắn cúi đầu nói chuyện, nói đến đây, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên chú ý tới, ánh mắt của hắn giống như có chút biến hóa. Theo khâm phục, bỗng nhiên biến thành âm ngoan. Cẩn thận, huỳnh hỏa ngay tại Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, nó trong chớp mắt này, có dự cảm không lành. Nó trực tiếp ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, một miệng luyện ngục hỏa hóa thành lục đạo hỏa liên, trực tiếp phun về phía đối thủ. Thì trước lúc này, Tôn Cung Dục ánh mắt biến hóa thời điểm, trong tay hắn thì xuất hiện một bản hỏa hồng sắc cổ thư. Đi chết đi! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, máu tươi đã sớm nhỏ ở cái kia thiên văn thư lên. Theo cái này thiên văn sách phán đoán nhìn, chỉ ít có tam tinh trình độ. Lý Thiên Mệnh biến sắc, hắn tại giây phút đầu tiên, thì kéo lại huỳnh hỏa lui về sau. Sau một khắc, kia hỏa hồng sắc thiên văn thư phút chốc bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn hắc hỏa. Cái này hắc hỏa rõ ràng là một loại phong tồn tại thiên văn trong sách linh tai, hắn nguyên lý cùng thiên văn kết giới linh tai tương tự, tăng thêm thiên văn ảo diệu, linh tai có thể trong nháy mắt này, bộc phát ra chí mạng lực sát thương. Ít nhất phải tam tinh thiên văn thư, mới có thể phong tồn linh tai. Quyển này tam tinh thiên văn thư giá trị, tối thiểu 200.000 thánh tinh. Thẳng thắn nói, Tôn Cung Dục toàn bộ giá trị con người, đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Hắn từ đâu tới tam tinh thiên văn thư? Hắn tại sao muốn giết chính mình? Những thứ này đều không trọng yếu là bảo mệnh. Vù vù, ngọn lửa màu đen kia hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh gào thét mà đến, may mắn huỳnh hỏa phản ứng nhanh, trước tiên phun ra thần thông của mình lục đạo hỏa liên, đem ngọn lửa màu đen này sớm dẫn bạo. Ầm ầm, nổ tung ngọn lửa màu đen, còn có hơn phân nửa cuốn tới, bổ nhào huỳnh hỏa cùng Lý Thiên Mệnh trên thân tới. Đậu phộng, thật nóng a a. Huỳnh hỏa trong nháy mắt thành một cái màu đen hỏa kê, Lý Thiên Mệnh thì bị đốt thành một cái màu đen hỏa nhân, hai người cùng một chỗ, bị trực tiếp đánh bay mấy chục mét. Ha ha, lão tử một cái mạng chó, đổi một cái 100.000 năm thiên tài, thật kiếm lời lật ra. Tôn Cung Dục càn rỡ cười to. Tình cảnh này, liền Bạch Tử Căng đều không nghĩ tới, hoàn toàn sợ ngây người, đợi nàng kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa đều sắp bị đốt thành than cốc đi. Đây là tam tinh thiên văn thư, nhiên cốt phệ tâm thư, đó là nhiên cốt phệ tâm hỏa, có thể cấp tốc bị bỏng cốt cách, thôn phệ tâm mạch, đem người thiêu đến một chút xíu đều không thừa dưới, Tôn phó tướng điên rồi đi. Không cần thiết a. Không đúng, hắn từ đâu tới thánh tinh, mua loại bảo bối này. Hắn là Đông Dương Dục nội ứng. Có người hô to. Mọi người cuối cùng nghĩ thông suốt, bọn họ khẩn cấp bao vây quanh, nhưng là đã chậm. Theo Tôn Cung Dục điên cuồng cười to, đều có thể nhìn ra, hoàn toàn bị đốt thành hỏa nhân Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa, tuyệt đối chết chắc. Đây chính là tam tinh thiên văn thư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng hốt. Nhanh đi tìm tinh vương. Tìm cung chủ, điện vương. Trời ạ, xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều người cấp tốc ra ngoài thông báo. Nhiều người hơn vây quanh Tôn Cung Dục, không cho hắn đi. Đến mức Lý Thiên Mệnh bên này, nói thật,
đối mặt loại này tam tinh thiên văn thư, bọn họ có chút bất lực, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đại nhân muốn là chết, tổn thất này, thật sự là vô cùng lớn. Cái này cũng thật là đáng tiếc đi. Từ xưa đến nay, chết hiểu thiên tài nhiều lắm, không nghĩ tới tại chúng ta trước mắt chết hiểu đều có. Tôn Cung Dục hoan hỉ, cùng bọn hắn đau thương, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái mồm còn hôi sữa, có chút bản lãnh, cũng không biết trời cao đất rộng, cùng chúng ta chơi, ngươi còn nộn điểm, Đông Dương Phong Trần không đánh chết ngươi, ta nhẹ nhõm giết chết ngươi. Thiên tài, không thể trở thành cường giả thiên tài, đều là phế vật. Cùng ta hoàng tộc đối nghịch, thứ đồ gì? Tôn Cung Dục giữ tợn cười lạnh, rất hiển nhiên, hắn là cái tử sĩ, hoàn toàn không sợ chết. Đúng vào lúc này, ngươi nói rất có đạo lý, một cái lãnh đạm thanh âm, theo ngọn lửa màu đen bên trong truyền ra. Ngay sau đó, khiến mọi người đờ đẫn là, một thiếu niên, vậy mà phá vỡ hỏa diễm chui ra. Bên cạnh hắn hỏa diễm phượng hoàng cũng là như thế. Nhìn ra được, ngọn lửa màu đen này thiêu cho chúng nó ra thịt có chút cháy đen, nhất là Lý Thiên Mệnh, mái đầu bạc trắng đều bị đốt thành cho bụi. Nhưng là, bọn họ vẫn khí huyết dồi dào, một chút sự tình đều không có, thậm chí, ánh mắt đều không biến hóa qua. Đại nhân không có việc gì. Trong lúc nhất thời, toàn trường gieo hò, thậm chí vui đến phát khóc. Thiên Mệnh, bỗng nhiên một làn gió thơm, Lý Thiên Mệnh bị một cái ôn nhu trước ngực ôm vào trong ngực. Mở mắt xem xét, trước mắt trắng bóng một mảnh. Đây cũng quá thơm. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Bạch Tử Căng thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng kiểm tra một chút, Lý Thiên Mệnh xem ra rất chật vật, nhưng là không có thương tổn cùng căn bản. Lần này không trúng chiêu, nguyên nhân có ba. Đệ nhất, Huỳnh Hỏa đi đầu phát hiện nguy cơ, đem thiên văn thư uy lực sớm dẫn bạo, tránh thức đến Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa trước mắt nhiên cốt phệ tâm hỏa không coi là nhiều. Thứ hai, Huỳnh Hỏa cản ở phía trước, phân tán một bộ phận. Thứ ba, bọn họ là vĩnh hằng luyện ngục thể, gần đây thân thể bên trong, hấp thu quá nhiều hỏa diễm linh tai, cái này mặc dù là tam tinh thiên văn thư, nhưng đối bọn hắn lực sát thương, thực sự rất có hạn. Bạch tỷ tỷ, trên mặt ta than cốc, đều bôi đến ngươi trên ra đi. Lý Thiên Mệnh mê muội nói. Bạch Tử Căng cúi đầu xem xét, không phải sao, cổ mình phía dưới tốt một khối to không thể miêu tả chi địa, đều là đen. Không sao, Bạch Tử Căng nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Thật tốt, cái kia một lần nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng muốn, khói đen bốc lên Huỳnh Hỏa lui tới. Ngươi hai người này, Bạch Tử Căng thật sự là dở khóc dở cười. Kinh lịch lớn như vậy nguy hiểm, bọn họ đây là ý gì a? Lý Thiên Mệnh cũng là mở cái trò đùa, hiện tại chính thức phải giải quyết, là Tôn Cung Dục. Hướng bên kia xem xét, Tôn Cung Dục ánh mắt đờ đẫn, lùi lại ba bước, vừa rồi càn rỡ nụ cười, toàn bộ chồng chất trên mặt, còn cứng ngắc ở phía trên. Chỉ là, ánh mắt của hắn, đã biến thành tuyệt vọng. Dấu không tệ a ngươi, nhiều năm như vậy đều không người phát hiện, ngươi vì Đông Dương Dục làm việc. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Ngươi làm sao có thể không chết? Tôn Cung Dục ánh mắt trừng đến to lớn. Để ngươi thất vọng, đều tránh ra đi, ta muốn giết người. Lý Thiên Mệnh nói. Ám tinh doanh chiến sĩ nghe xong, cấp tốc tản ra. Thiên Mệnh, muốn không để cung chủ đến xử lý. Thương thế của ngươi, Bạch Tử Căng lo lắng hỏi. Ta không sao, Lý Thiên Mệnh ánh mắt dữ tợn. Hắn đầu tiên là đối Bạch Tử Căng hơi cười, sau đó vượt qua nàng, đi hướng Tôn Cung Dục. Lưu một người sống, dùng để tra hỏi. Bạch Tử Căng chỉ có thể nói. Được. Lý Thiên Mệnh đem trở lại cộng sinh không gian ngủ Miêu Miêu, cho ôm đi ra. Ta dựa vào, các ngươi hủy khuôn mặt a, hai cái xấu bức. Miêu Miêu quay cuồng nói. Nó vừa nhắm mắt, làm sao biết, lần nữa mở mắt ra, đã vậy còn quá kích thích. Lý Thiên Mệnh đem nó vứt trên mặt đất, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tôn Cung Dục, lại nhìn ám tinh doanh trên 10.000 người. Ta biết trong các ngươi, còn có một số người, giống như hắn, vì Đông Dương Dục bán mạng. Nhưng là không quan hệ, Đông Dương Dục sớm muộn đến chết, ta cũng chậm sớm đem các ngươi bắt tới, Tôn Cung Dục là cái thứ nhất, tiếp đó, chờ xem. Vừa mới nói xong, hắn quất ra Đông Hoàng Kiếm, cùng ba đầu cộng sinh thú cùng một chỗ giết đi lên. Mặt khác một bên, tại Lý Thiên Mệnh nói chuyện trước đó, Dạ Lăng Phong thì cùng hồn ma cùng một chỗ, tại chỗ đem một đầu nhiên tinh ma viên làm thịt rồi. Giống. Hồn ma ba cái đầu, đem cái kia nhiên tinh ma viên hồn linh, làm ba bộ phận, cho ăn vào trong bụng, thỏa mãn đến gào thét một tiếng.
bên này còn có một cái. Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong, một người ba thú đồng loạt ra tay. Đông Dương Phong Trần cũng đỡ không nổi hắn vây công, huống chi là Tôn Cung Dục. Tương xứng. Liên tục ba kiếm, Tôn Cung Dục lần nữa bị lật tung. Đạo cung cả gan làm loạn, dám thông đồng với địch phản quốc, nhất định hủy diệt. Lý Thiên Mệnh, người hẳn phải chết. Tôn Cung Dục gào thét một tiếng. Phốc phốc. Vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm, theo trên cái miệng của hắn xuyên qua. Ách! Tôn Cung Dục trừng to mắt, trong nháy mắt mất mạng. Sẽ im miệng sao? Sau một khắc, Đông Hoàng Kiếm rút ra, Tôn Cung Dục mềm ngã trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh một chân đem hắn thi thể đá ra ngoài. Hồn ma trực tiếp tiếp được, nó một chút huyết nhục đều không ăn, đem linh hồn lựa đi ra, ăn một miếng rơi, sau đó đem thi thể ném đi. Đông Dương Dục mưu sát tiên đế, mới thật sự là loạn thần tặc tử. Đạo cung phụ tá cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, cửu hoàng tử mới là đương đại cổ chi đại đế. Nếu như các ngươi còn muốn làm Đông Dương Dục nội ứng, tai mắt, linh hồn cũng đừng nghĩ bảo trụ. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua. Đây chỉ là lâm thời thuyết pháp, mục tiêu của bọn hắn là cả cổ hoàng tộc. Đại nhân uy vũ. Rất nhiều người cuồng nhiệt hô to. Lần này, mới thật sự là lập uy. Lập đến rất nhiều trong lòng người đi, đủ để cho những trưởng bối này, đối nó khăng khăng một mực. Ám tinh doanh, triệt để ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Huỳnh Hỏa, vừa mới cảm ơn, Lý Thiên Mệnh nói. Dưới tình thế cấp bách, nó phản ứng đầu tiên là cản ở trước mặt mình, cái này đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Thái Kê, cái này đem ngươi cảm động, làm gì, muốn lấy thân báo đáp không? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Ta sợ ngươi, chống đỡ không được nha. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đậu phộng, các ngươi những người này, thật sự là không bị cản trở. Huỳnh Hỏa kính nhi viễn chi. Lần này thuộc về đột phát sự kiện, bất quá, uy hiếp không tính lớn. Cũng là đoán chừng phải có một đoạn thời gian, hình tượng có chút chật vật mà thôi. May mắn có Thái Nhất Tháp, khôi phục sẽ không chậm. Còn lại một đầu nhiên tinh ma viên, để Lý Thiên Mệnh dùng tam thiên tinh vực bó trói lại. Đạo cung có thể từ nơi này mở ra lỗ hổng. Tiến hành một trận nội bộ quét sạch. Sau đó không lâu, Vi Sinh Vân Tịch, Dạ Nhất, Bạch Mặc, Bạch Tử Quân bọn họ đều đã tới. Không có sao chứ, Vi Sinh Vân Tịch quan tâm hỏi. Không có việc gì. Thật sự là đuổi kịp, cho người tùy tiện an bài một cái ám tinh doanh, đều có thể đụng tới Đông Dương Dục tử sĩ. May mắn không có việc gì, Vi Sinh Vân Tịch bất đắc dĩ nói. Loại này người nhiều không? Không tính thiếu. Bất quá, bối cảnh không phải phá lệ rõ ràng, trên cơ bản làm không được tinh tướng, cái này Tôn Cung Dục, cũng là bởi vậy bị kẹt tại phó tướng vị trí đã nhiều năm. Đạo cung chỉ có thể theo tứ phương thu nạp nhân tài, loại chuyện này rất khó tránh cho. Vi Sinh Vân Tịch nói. Vậy cũng không có việc gì, tinh tướng trở lên là người một nhà, vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Vân Tịch gật đầu. Tôn Cung Dục dám ra tay, khẳng định là Dục Đế ra lệnh. Muốn vì Đông Dương Phong Trần báo thù. Bọn hắn người, thầm giết chúng ta tinh tướng, chúng ta vừa vặn có thể, coi đây là sao, xuất binh trợ giúp Đông Dương Lăng. Bạch Mặc nói, thông báo Đông Dương Lăng đi, để hắn chuẩn bị tốt, mùng một tháng sau, các loại hoàng thành, nhật nguyệt thần hoàng kết giới, lớn nhất suy kiệt thời điểm, đạo cung cùng hắn cùng một chỗ, tiến công hoàng thành. Vi Sinh Vân Tịch nói, vâng, Bạch Mặc gật đầu, Đông Dương Lăng bên này, hắn đang phụ trách liên hệ. Hắn trực tiếp đi. Mùng một tháng sau thì động thủ. Không có bao nhiêu ngày rồi. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn biết, hoàng thành nhật nguyệt thần hoàng kết giới, vì lục tinh thiên văn kết giới, so huyết kiếp kết giới đều cường một cái cấp bậc, gần với thất tinh nhiên hồn kết giới. Cái kia là phi thường khủng bố thủ hộ kết giới, là lớn cổ hoàng tộc nhiều đời tiên liệt sáng tạo, truyền thừa đến bây giờ. Yên hỏa tiết ngày ấy, Đông Dương Lăng mục tiêu. Cũng là trực tiếp chiếm trước kết giới này, nhưng là không thành công, sau đó nhật nguyệt thần hoàng kết giới, thì ở vào mở ra trạng thái. Đạo cung ngược lại là nghĩ đánh lén, xuất kỳ bất ý, nhưng nói thật, giữa song phương nội ứng nhiều lắm. Thần đô bên trong rất nhiều hành động, đều không có bí mật, phần lớn thời gian, chỉ có thể chính diện giao phong. Cái kia, nhật nguyệt thần hoàng kết giới, ban ngày hấp thu thái dương chi lực, buổi tối thì hấp thu ánh trăng chi lực. Trong đó... Ban ngày thái dương chi lực rất ổn định, mà buổi tối ánh trăng chi lực, 15 trăng tròn thời khắc mạnh nhất, sơ nhất nguyệt khuyết thời điểm yếu nhất. Sơ nhất ban đêm, là nhật nguyệt thần hoàng kết giới thời khắc yếu đuối nhất,
khi đó, hắn quy cách cơ hồ hạ xuống đến ngũ tinh mức độ. Thiên mệnh, sinh tử lộ lên, còn cần cẩn thận hơn một chút. Chiến tranh lên, không giao tâm người, không thể tin hoàn toàn, cần thêm một cái phòng bị. Dù sao, tiến thần táng trước, có người kiểm tra cấm đoán thiên văn thư, nhưng là sinh tử chiến trường, sẽ không còn có. Vi sinh Vân Tịch nói, cung chủ, ta được đến dạy dỗ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, dừng một chút, hắn hỏi lại, cung chủ, mùng một tháng sau động thủ, có thể trực tiếp đánh hạ Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, triệt để chu diệt dục đế một mạch a? Khả năng còn không được, đạo cung tuy nhiên tham chiến, nhưng cần khống chế thương vong, tuyệt không thể tiêu hao quá lớn. Tốt nhất là từng bước một đem đối thủ mài chết. Nói thật, trong hoàng tộc đấu đến bây giờ, Đông Dương Dục tuy nhiên tổn thất mấy trăm ngàn quân đội, nhưng vẫn có 800 ngàn người chen chúc hắn, bao quát Võ Thánh Phủ, Linh Lung các cùng phần lớn Khương Thị hoàng tộc, muốn bắt lại cũng không dễ dàng. Chiến trường dù sao không phải võ đạo đơn đấu, có lúc, người đông thế mạnh thì là chân lý. Vi sinh Vân Tịch nói, Đông Dương Lăng đâu? Hắn có bộ phận Khương Thị hoàng tộc, cổ thị tộc cùng 9 đại cảnh vực tông môn người chống đỡ, ước chừng còn có 600 ngàn tinh nhuệ. Vi sinh Vân Tịch nói, nội đấu đến bây giờ, còn có nhiều cường giả như vậy, thượng cổ hoàng tộc thật có thể sinh a. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói, như thế, thập phương đạo cung ám điện có 100 vạn đại quân, đối phương nếu là không nội đấu, không phân cách thành 2 đại phe phái, thì có đếm 100 vạn đại quân. So sánh phía dưới, đạo cung ám điện quả thật có chút không đáng chú ý. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, muốn bắt lấy bọn hắn huynh đệ, gánh nặng đường xa. Khẳng định sẽ có rất nhiều người hy sinh, nhưng là... không có cách nào, Vi sinh Vân Tịch nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thượng cổ hoàng tộc, lớn nhất gần một chút năm không có luân hồi kính diệt, mới bớt phóng túng đi một chút, đã từng, bọn họ cả tộc lấy luân hồi kính diệt, hấp thu phàm nhân hồn phách tu luyện hình ảnh, ngươi là chưa có xem, ai? Báo ứng tới, Lý Thiên Mệnh nói. Thập phương đạo cung trước khi xuất chiến, thần đô chiến hỏa càng kịch liệt, liền đạo cung bên trong, đều sóng ngầm mãnh liệt. Nắm trong tay ám tinh doanh về sau, Lý Thiên Mệnh đem số một đình viện hết thảy, đều chuyển đến ám tinh doanh, tinh tướng phủ đệ tới. Trước khi rời đi, không thể không cùng Chu Viên Viên trước cáo biệt. Thế sự khó liệu a, không nghĩ tới, ta còn không có mang huynh đệ ngươi đi Phong Nguyệt một con đường, cái kia Phong Nguyệt Giang liền bị chiến hỏa tác động đến, những cái kia mỹ diệu lầu cát. Hiện tại là một vùng phế tích, rất nhiều mỹ nhân chết tại trong chiến loạn, khiến người ta bóp cổ tay. Khó chịu, thật gọi người khó chịu. Hiện tại thần đô, cũng là một vùng phế tích, tiếp tục đánh xuống, phế tích cũng bị mất, còn lại một phiến đất hoang vu. Chu Viên Viên giận dữ nói. Không có chuyện, người sẽ thấy, thần đô trọng kiến ngày nào đó. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hy vọng Đông Dương Lăng có thể thắng đi, dù sao có đạo cung chèo chống. Chu Viên Viên nói, hy vọng đi. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi. Ám tinh doanh, tinh tướng phủ đệ. Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ, đều chuyển đến nơi này tới. Tại cái này rộng lớn trên mặt đất, Lam Hoàng cùng hồn ma triệt để buông tay buông chân, mỗi ngày ở chỗ này sáp lá cà, cả ngày đều cùng động đất giống như, nhất là Lam Hoàng cái kia, ngây thơ tiếng cười to âm, gọi người đinh tai nhức óc. Trước gương. Hoàn toàn tốt đây, Khương Phi Linh nhìn lấy trong gương thiếu niên tóc trắng nói. Có thái nhất tháp, tóc đều lớn lên nhanh, Lý Thiên Mệnh sờ lấy chính mình, cái kia màu bạch kim chói sáng tóc nói. Ca ca, mùng một tháng sau tiến công hoàng thành, ám tinh doanh sẽ ra chiến sao? Khương Phi Linh hơi có lo lắng hỏi. Không biết, nghe theo an bài, Dạ Nhất Điện chủ nói, toàn bộ bình thường an bài, sẽ không cho ta trường hợp đặc biệt. Lý Thiên Mệnh nói. Muốn không ta đem tiên thiên thần thai thả cái này, đến lúc đó, về sau thiên thần thai, phụ linh, trợ giúp ngươi. Ngươi hiện tại địa thánh cảnh tầng thứ 8, có thể đánh bại thiên chi thánh cảnh tầng thứ 4. Nếu là có ta phụ linh, đối phó cái này tầng thứ 4, còn có thể thoải mái hơn, thậm chí, có thể cùng tầng thứ 5 chống lại. Thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5, tại toàn bộ thần đô, đều là đỉnh cấp cường giả đi. Nàng nói, tầng thứ 5 đã rất cao, so tầng thứ 5 mạnh. Tỷ như nói Bạch Tử Quân Tinh Vương, cùng Bạch Tử Phong Điện Vương hai vị, đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Trừ bọn họ, Dục Đế Đại Hoàng Tử Đông Dương Phần, thậm chí Kỳ Lân Cổ Tộc Cảnh Nguyệt, Linh Tinh Thái Thượng, đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Bọn họ đã là thần đô đỉnh phong cường giả. Lý Thiên Mệnh đã nghe qua, thực lực của bọn hắn. Còn có đây này,
Thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng, tầng thứ 8, tầng thứ 9, mỗi người đều có nào cường giả? Khương Phi Linh hỏi. Thiên chi thánh cảnh đỉnh cao cường giả, mỗi một tầng chênh lệch đều rất lớn, mỗi một cảnh giới đột phá, khả năng đều cần 10 năm, mấy chục năm. Những trưởng bối này, trên cơ bản đã đến tu hành cực hạn, thậm chí vượt qua trăm tuổi, muốn đột phá, đã cơ bản không có khả năng. Cả đời định hình về sau, đến đón lấy tu vi không rút lui, cái kia cũng không tệ rồi. Đạo cung ban đầu điện vương, trên cơ bản đều là thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng trở lên, nói thí dụ như Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh, Ngụy Kỵ, còn có Sinh Linh, Phương Nam, thiên chi điện ba vị điện vương, bao quát thiên võ đại nguyên soái Triệu Thần Hồng cùng kỳ lân cổ tộc Sùng Dương Thái Thượng, đều là thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng. Trong đó Tử Linh điện vương, Khương Ám, thực lực mạnh hơn một chút, đạt tới thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8, dục đế bên người thần vũ nguyên soái Hoàng Sùng Hoán cũng là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8. Cái kia Bạch Mặc cùng đêm một hai vị tiền bối đâu? Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. Bọn họ là đạo cung trụ cột, hai vị đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9 cường giả, cùng Đông Dương Dục, Đông Dương Lăng tương đương. Trong đó Bạch Mặc tiền bối cùng Đông Dương Lăng thuộc về sơ nhập thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9, mà Đông Dương Dục cùng Dạ Nhất tiền bối, là hiện tại cổ thánh phía dưới mạnh nhất hai người. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyên lai cái này hai vị tiền bối, lợi hại như vậy à? Khương Phi Linh hơi kinh ngạc. Đúng, dù sao điện vương chỉ là chức vị, không nhất định đại biểu thực lực. Bạch Mặc điện vương hiện tại học cung chi chủ. Bạch Tử Phong những thứ này vừa đi lên điện vương, thực lực chỉ có thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, cùng Bạch Mặc xác thực chênh lệch rất lớn. Ca ca, người vẫn chưa trả lời ta, đến cùng có để hay không cho, ta đi cùng chiến trường đâu. Khương Phi Linh ủy khuất nói. Đi thôi, ta nếu là không cho ngươi đi, ngươi khẳng định mỗi ngày ở ta nơi này rông dài. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười nói. Người ta lo lắng ngươi nha. Đừng đem ngươi tiên thiên thần thai thần thể, thả thối thế là được. Nói bậy. Gần nhất tu luyện tới cảnh giới gì? Quy nhất cảnh tầng thứ 8, càng ngày càng chậm, tu luyện thật khó a. Khương Phi Linh khổ não nói. Không cho phép thư giãn. Biết. Lần trước Tôn Cung dục sự tình, có thể đem Khương Phi Linh dọa sợ. Những khi này, khi nàng biết Lý Thiên Mệnh lại muốn xuất chiến, thường xuyên tâm thần bất an, Lý Thiên Mệnh đều nhìn ở trong mắt. Cùng để cho nàng trong nhà lo lắng nghĩ lung tung, còn không bằng mang lên, dù sao nàng có thể giúp đỡ đại ân. Linh Nhi, ta muốn tranh thủ tại mùng một tháng sau trước đó, đột phá đến địa thánh cảnh tầng thứ 9. Như vậy, các loại xuất chiến ngày nào đó, tăng thêm hỗ trợ của ngươi, tại thần đô nơi này, ta trên cơ bản, xem như không chết được. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Được, ta và ngươi cùng một chỗ nỗ lực, Khương Phi Linh chân thành nói. Không tệ, tiếp đó, để cho ta, xâm nhập, kiểm tra một chút, tu luyện của ngươi thành quả. Lý Thiên Mệnh đem nàng kéo đến trong ngực. Không tệ a, luyện lớn, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Ngươi nói cái gì nha? Khương Phi Linh sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Ngươi Linh Nguyên a, chẳng lẽ còn có thể là còn lại sao? Buông tay ra. Tinh tướng phủ đệ phòng tu luyện càng lớn, thường ngày cần thiết, đầy đủ mọi thứ. Không biết ta cái kia cha, hiện tại ra sao? Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Vẫn luôn không có Lý Mộ Dương tin tức. Hiện tại kỳ lân cổ tộc đầu phục Đông Dương Lăng, chẳng khác gì là đồng minh, chờ sau đó lần gặp gỡ, hỏi một chút ba vị thái thượng. Không biết, hiện tại trong hoàng tộc, phải chăng còn có người, biết hơn 40 năm trước, phát sinh qua cái gì? Lý Thiên Mệnh thoáng phân thần. Sự chú ý của hắn, còn tại Đông Hoàng Kiếm phía trên, lấy hoàn toàn mới hai mắt, liếc nhìn Đông Hoàng Kiếm. Cung chủ nói, là đế hoàng giả, không thể mổ gà lấy trứng. Thượng cổ hoàng tộc làm, chính là loại này phát rồ sự tình. Chúng sinh mạnh, thì đế cường. Dạng này đế hoàng thiên ý, mới tính vạn cổ đệ nhất chính đạo a. Trong khoảng thời gian này, thần đô hỗn loạn, để hắn cảm ngộ rất nhiều. Liên phong trần một con đường đều bị hủy diệt. Thần đô phồn hoa, biến mất trong nháy mắt, chứng minh đây hết thảy, bất quá là ảo ảnh trong mơ. Cho đến nay, cái này quốc độ, vẫn luôn là cái vô đạo chi quốc, quốc vô chân quân. Chân chính đế đạo, cần phải sáng lập một cái chân chính thịnh thế. Như thế nào thịnh thế? Có lẽ, cung chủ trong miệng thần vực, cũng là thịnh thế. Bách tính cường đại, vạn vật cường thịnh. Cái này, mới là ta truy tìm đạo lý. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Trên thế giới này, có rất nhiều người, vì tư lợi, hết thảy bằng vào ta làm chủ, động một chút lại giết người cả nhà,
lấy sát phạt quyết đoán tự xưng, kỳ thật cũng là trong lòng vô đạo sát nhân cuồng ma. Làm một người tốt, cũng không đáng xấu hổ. Làm, người tốt, tăng thêm, thủ đoạn, đó chính là hắn hiện tại đế hoàng thiên ý. Đây chính là hắn ý chí. Từ chính đạo xuất phát, có thể hung ác, có thể nghiền ép, có thể hy sinh, nhưng nhất định muốn giữ vững đạo nghĩa, trấn trụ đại cục. Cứ như vậy, người tốt, thì không chỉ có chỉ là người tốt, mà chính là mọi người trong miệng, khai sáng thịnh thế minh quân. Ta rốt cuộc muốn làm một cái người thế nào? Điều này rất trọng yếu. Một người tu luyện thiên ý, cùng tính tình của hắn, vĩnh hằng phù hợp. Dương Thúc nói, nhất định muốn giữ vững đạo nghĩa, không thẹn với lương tâm. Đây cũng là căn bản đi. Không biết Dương Thúc, cùng ta mẹ du lịch đến ra sao, muốn là trở về Diễm Đô, đoán chừng nghĩa phụ ta, sẽ trước tiên, đem bọn hắn đưa đến Đông Hoàng Tông. Nghĩa phụ một năm bạo phát kỳ sắp kết thúc rồi, đoán chừng, hắn mau tới Thần Đô. Sóng ngầm mãnh liệt bên trong, hắn một bên suy nghĩ Đông Hoàng kiếm trên cửa chính thiên ý, vừa nghĩ rất nhiều chuyện. Làm hắn đem màu vàng nhạt cùng màu đen nhạt hai tòa cửa lớn thiên văn, thông hiểu đạo lý không sai biệt lắm thời điểm, tu vi của hắn, đạt tới địa thánh cảnh đỉnh phong. Rốt cục, địa thánh cảnh tầng thứ 9. Đây chính là Vũ Văn Thái Cực đã từng cảnh giới. Vũ Văn Thái Cực cướp đi Đông Hoàng kiếm thời điểm, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối nghĩ không ra, một năm sau hôm nay, mình sẽ ở cảnh giới phía trên, đuổi kịp hắn. Khi đó, hắn chả lo lắng, ba năm không đến được địa thánh cảnh. Đến địa thánh cảnh đỉnh phong về sau, bọn họ một người ba thú thánh nguyên, chưa từng có tăng vọt. Thần đô bên trong, có thể giết ta người, càng ngày càng ít. Nhất là có Linh Nhi phụ linh thời điểm, Lý Thiên Mệnh híp mắt. Tiếp đó, đoán chừng cần dựa vào Đông Hoàng kiếm tầng thứ 3 môn sâu kim sắc thiên văn, trùng kích thiên chi thánh cảnh. Đại cảnh giới đột phá, cùng cảnh giới nhỏ có căn bản khác nhau, lần này, cần thiên ý trên diện rộng trưởng thành, cũng cần nhục thân thánh nguyên thuế biến. Cung chủ nói không sai, nếu như bế quan tu hành, nhục thân thánh nguyên đại khái có thể thuế biến, nhưng là thiên ý trưởng thành, cần một người tại trong trần thế bên trong, đi cảm ngộ thiên đạo, đi hình thành chính mình mạnh nhất ý chí. Có lẽ, thần đô đại quyết chiến, lại là cơ hội của ta. Hắn đã quật khởi mạnh mẽ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh muốn đến, làm trên cổ hoàng tộc, đều không thể chạm đến trình độ. Mấy đứa tầm tuổi chúng ta, cần phải thế thiên hành đạo. Từ đó, đi sáng tạo thuộc về mình đế đạo. Ánh mắt của hắn bên trong liệt hỏa mãnh liệt. Cửu minh nhất tộc vô đạo, như vậy, ta nên, tuân theo tiên liệt ý chí, cùng trưởng bối, các bằng hữu cùng một chỗ, lật đổ thần quốc, khai sáng thịnh thế. Lý Thiên Mệnh đứng lên, tiến về kiếm khí trì. Đã cuối tháng. Lập tức, chính là mùng một tháng sau. Ngày nào đó đến thời điểm, Lý Thiên Mệnh trên thân dung hội kiếm khí, đã đạt đến 3.000. Hắn xác thực phát hiện, theo cảnh giới đột phá, hắn hấp thu kiếm khí hiệu suất điên cuồng gia tăng, nhưng nói thật, gặp tra tấn cũng không có giảm bớt. Cứ theo đà này, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 tháng, ta có thể hoàn thành vạn kiếp kiếm. Cung chủ đã nói qua rất nhiều lần, chờ mong vạn kiếp kiếm uy lực. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cũng rất chờ mong. Mặt khác, Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, cũng tu luyện thành chiêu thứ 2, tinh hà loạn thế. Tăng thêm Linh Nhi. Ta có phải hay không liền Bạch Tử Phong Điện Vương cùng Bạch Tử Quân Tinh Vương, đều có thể miễn cưỡng chống lại. Chí ít, tại trước mặt bọn hắn, giữ cho không bị bại, cũng không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn thật leo lên thần đô đỉnh phong cường giả bậc thang. Ai còn dám ở trước mặt hắn nói, không có trở thành cường giả thiên tài, chỉ là một cái củi mục. Hôm nay cũng là sơ nhất. Hiện tại vẫn là ban ngày, Lý Thiên Mệnh đang đợi Bạch Tử Quân quân lệnh. Khương Phi Linh Thiên Thiên Thần Thai nằm ở trên giường, Lý Khinh Ngữ còn ở nơi này chiếu khán, sẽ không có vấn đề gì. Nàng trực tiếp phụ linh mà đến. Rất lâu không có phụ linh, Lý Thiên Mệnh càng là cảm nhận được, trên người mình nổ tung lực lượng. Linh Nhi là cái đại mỹ nhân Nhi, phụ linh ở trên người, xác thực dễ dàng phấn khởi, thì như điên cuồng. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Cái gì máu gà, tại sao muốn đánh máu gà, chúng ta trêu chọc ngươi rồi. Huỳnh Hỏa cả giận nói. Gà đại ca, mau thả điểm huyết, ta cũng muốn đánh máu gà. Lam Hoàng hưng phấn nói. Các ngươi trước xuất phát, bản mèo trước ngủ một hồi. Tại bọn chúng ồn ào bên trong, Lý Thiên Mệnh tập mãi thành thói quen, mang theo Dạ Lăng Phong cùng hồn ma, đi ra tinh tướng phủ đệ. Tiểu Phong, đột phá sao? Lý Thiên Mệnh hỏi.
vừa tới thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai. Dạ Lăng Phong nói. Có nguyên thủy ma tôn truyền thừa, tốc độ của ngươi cũng tăng lên. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, còn có hồn ma trợ giúp. Dạ Lăng Phong nói. Thực nghiêu, ta phong ngươi làm thần quốc 100.000 năm qua đệ nhị thiên tài. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lúc này thời điểm, cũng còn có thể đuổi kịp chính mình, Dạ Lăng Phong thật xem như cái kỳ tích. Những người khác, sớm không biết cho Lý Thiên Mệnh, vung ra cách xa vạn dặm đi. Dạ Lăng Phong hiện tại tăng thêm hồn ma, cũng coi như chiến lực đại tăng. Có nắm chắc đánh bại thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thế nhưng là thử một chút. Tối nay khai chiến, cùng ở bên cạnh ta, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ giết địch. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, Thiên Mệnh ca. Lý Thiên Mệnh biết, hắn cùng Dạ Lăng Phong liên thủ lực sát thương, sẽ chỉ càng mạnh. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh đi tới ám tinh trên chiến đài. Tập hợp. Ra lệnh một tiếng, hơn vạn thánh chi cảnh giới cường giả hội tụ, lấy chỉnh tề đội ngũ, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Tối nay xuất chiến, thảo phạt nghịch tặc, đây là quang vinh việc quan trọng, trận chiến ngày hôm nay, tất nhiên tái nhập sử sách. Các huynh đệ, yên lặng chờ hiệu lệnh, đến lúc đó, ta tất xung phong đi đầu, cùng chư vị cùng một chỗ, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, vạn chúng cùng hét. Lý Thiên Mệnh nghiêm chỉnh đã chinh phục bọn họ. Thời gian đảo mắt tiếp cận trạng vạng tối. Buổi tối hôm nay có thể sẽ trời mưa, mây đen rất nặng, ánh trăng càng cạn, nhật nguyệt thần hoàng kết giới uy lực, sau đó xuống đến thấp nhất tầng thứ, trời cũng giúp ta. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên nói. Đại nhân, Tinh Vương có sắp xếp chúng ta ám tinh doanh xuất chiến sao? Trần Phóng hỏi. Hắn đại khái là cảm thấy, Lý Thiên Mệnh cũng là đến lăn lộn cái tên tuổi, thật muốn phía trên tuyến đầu, chưa chắc sẽ hàng ám tinh doanh. Có. Ta đã được đến mệnh lệnh, tối nay Thiên Xu quân đoàn xung phong. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này khiến Trần Phóng rất ngạc nhiên. Dạng này thiên tài, không che chở, đẩy đến tuyến đầu đi lên. Điên rồi sao? Trần Phóng. Theo sinh tử bên trong đi ra người, mới có tư cách đứng tại cao nhất vị trí bên trên. Ta không sợ mạo hiểm, bởi vì, chiến đấu, chính là ta tu hành ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Đại nhân, bội phục, Trần Phóng tất nhiên. Thề chết cũng đi theo. Trần Phóng kích động nói. Chúng ta, thề chết cũng đi theo. Trên 10.000 người hô to. Rất tốt, tối nay để cho chúng ta ám tinh doanh, danh chấn cả nước. Vâng. Vù vù. Chờ đợi bên trong, liền hô hấp thanh âm đều có thể nghe được. Thiên Xu quân đoàn, tập hợp. Thiên Xu đài chiến đấu phương hướng, truyền đến Bạch Tử Quân thanh âm. Theo ta xuất chinh. Lý Thiên Mệnh nhảy xuống đài chiến đấu. Phủ đầu mà ra, mang theo hơn vạn ám tinh doanh, rung động ra sân. Hắn hôm nay người mặc ám tinh chiến giáp, toàn thân bao phủ trong bóng đêm, một đầu mái tóc dài màu trắng cũng đặt ở đầu khôi phía dưới, lộ ra 10 phần thiết huyết. Trước đó vừa giả trang phía trên, Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ đều nói đẹp trai ngây người. Đương nhiên, Dạ Lăng Phong làm phó tướng, vậy cũng coi như không tệ. Cái này màu đen ám tinh chiến giáp rất thích hợp hắn, hắn đứng tại Lý Thiên Mệnh bên người. Giống như là một cái huyết nhãn sát thủ. Trong lúc nhất thời, hơn 100.000 Thiên Xu quân đoàn toàn bộ đi vào Bạch Tử Quân trước mắt. Toàn quân nghe lệnh, lập tức xuất phát, mục tiêu Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, Hoàng Thành, Thiên Võ Môn. Màn đêm bắt đầu buông xuống, quả nhiên, tại trời tối thời điểm, thần đô thì rơi ra tí tách nước mưa. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, mơ hồ còn có tiếng sấm gió, xem ra cái này mưa to sẽ chỉ càng rơi xuống càng lớn. Tại màn mưa bên trong, Thập Phương Đạo Cung Thất Tinh quân đoàn, đi tới Hoàng Thành Thiên Võ Môn. Lần này ám điện Thất Tinh quân đoàn cơ hồ toàn quân đều xuất hiện, có thể gặp bọn họ trợ giúp Đông Dương Lăng đăng cơ ngồi phía trên quyết tâm. Thập Phương Đạo Cung có Thập Phương Trấn Ma kết giới thủ hộ, vấn đề không lớn. Màn mưa bên trong, trăm vạn đại quân thêm phía trên 1 triệu trở lên cộng sinh thú, tại cái này hoang vu thần đô bôn tẩu mà qua. Ngày xưa phồn hoa thần đô, đã quá xấu không còn hình dáng, bách tính đại bộ phận đều đã đảo vong, còn lại, trên cơ bản không chỗ có thể đi, chỉ có thể cuộn mình lên, trông cậy vào chiến tranh khác lan đến gần chính mình. Rầm rầm rầm, từng đầu cự thú, dẫm lên phế tích tiến lên. Lý Thiên Mệnh đứng tại Lam Hoang trên lưng. Lam Hoang hình thể, tối thiểu là ám tinh doanh lớn nhất, vô cùng dễ thấy, nó ở phía trước mở đường, chỗ đến, khắp nơi oanh minh, phế tích chấn động. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu,
thì tại Lam Hoang hai cái đầu rồng phía trên, Miêu Miêu gia hỏa này, còn Oa ở phía trên, nắm chặt hết thảy thời gian ngủ đây. Thần đô động tĩnh lớn như vậy, cũng liền nó còn có thể an tâm ngủ. Đến, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, trong màn đêm, Hoàng Thành Thiên Võ ngoài cửa, đã tụ tập chí ít 600.000 đại quân, cùng vượt qua 600.000 cộng sinh thú. Bọn họ tập hợp một chỗ, khí thế ngút trời, chờ đợi lấy đạo cung thất tinh quân đoàn đến. Ầm ầm, bụi mù lăn lộn ở giữa, một triệu thất tinh quân đoàn lao đến, cái kia bàng bạc trùng kích lực, dẫn động Đông Dương Lăng đại quân dưới chân đất đai đều đang rung động, cái này để bọn hắn cộng sinh thú vô cùng bất an, phát ra trận trận gào rú. Ngừng, theo, Dạ Nhất, ra lệnh một tiếng, thất tinh quân đoàn vào tới Thiên Võ Môn mới dừng lại. Lý Thiên Mệnh khoát tay chặn lại, sau lưng ám tinh doanh trên 10.000 người toàn bộ dừng lại, không rên một tiếng, có thể thấy được kỷ luật nghiêm minh. Hai quân ánh mắt sáng rực, lẫn nhau đối mặt. Hôm nay mặc dù là minh quân, nhưng, Đông Dương Lăng là chủ nhân, lại so đạo cung yếu. Người nào trên khí thế nắm giữ chủ động, kỳ thật rất quan trọng. Sĩ khí, chính là bởi vậy mà đến. Lý Thiên Mệnh nói, có đạo lý, hôm nay đạo cung mặc dù là đến giúp đỡ, nhưng, chưa hẳn cần kém một bậc. Tư thái cao một chút, toàn quân ngược lại càng có thể tiến thối tự nhiên, không dễ dàng làm trên cổ hoàng tộc khí thế áp chế. Phó tướng Trần Phóng nói, Lý Thiên Mệnh hướng Hoàng Thành phương hướng nhìn, mơ hồ có thể nhìn đến Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới tồn tại. Bây giờ cái này thiên văn kết giới có chút tối nhạt, tại màn mưa bên trong, rất hiển nhiên, cái này lục tinh thiên văn kết giới, rất khó phát huy ra uy lực chân chính tới. Hiện tại chỉ là vừa vào đêm, đến đón lấy mưa rơi sẽ tăng cường, thiên địa hội càng thêm tối tăm, lại thêm sấm sét vang dội, đoán chừng khoảng một canh giờ, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới uy lực sẽ càng yếu. Hơn hai quân đoán chừng đến lúc đó, mới có thể khởi xướng tiến công. Trước lúc này, thất tinh quân đoàn cùng Đông Dương Lăng đại quân ở giữa, chỉ sợ sẽ có một số đánh cược. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Nhất đều biết, đạo cung mục tiêu chân chính to gan lớn mật, Đông Dương Lăng đều là đạo cung con mồi. Chính vì vậy, hiện tại để thất tinh quân đoàn cùng Đông Dương Lăng tranh phong đấu khí, ngược lại lộ ra chân thực. Bây giờ đạo cung lực lượng mạnh nhất. Muốn là tại Đông Dương Lăng trước mặt sợ hãi rụt rè, đó mới quỷ dị. Đây chính là đạo cung trăm vạn đại quân, vọt thẳng đến Đông Dương Lăng đại quân trước mắt, để bọn hắn như lâm đại địch, thậm chí hoảng sợ ra một chút mồ hôi lạnh nguyên nhân. Khởi bẩm cửu hoàng tử, đạo cung ám điện điện chủ, Dạ Nhất, chỉ huy ám điện chiến sĩ 1.000.000, đến đây vì cửu hoàng tử hiệu lực, thảo phạt nghịch tặc Đông Dương Dục. Đêm một thanh âm chấn thiên động địa, thậm chí lấn át sấm sét, hắn ngồi tại Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng phía trên. Chạy như bay trên không trung, sau khi nói xong, lúc này mới rơi xuống. Đạo cung hiểu rõ đại nghĩa, vì thương sinh cân nhắc, khiến người ta khâm phục. Bỉ nhân đối đạo cung trợ giúp, vô cùng cảm kích. Cầm xuống nghịch tặc Đông Dương Dục, chém giết cái này mưu hại tiên đế ác đồ, thiên hạ mới có thể thái bình, chúng sinh sẽ nhớ kỹ thập phương đạo cung cống hiến. Người nói chuyện, người mặc kim sắc trường bào, mái tóc màu đen bó tại sau lưng, giữ lấy chòm râu nhỏ, khuôn mặt anh tuấn. Dáng người thon dài, hắn một hai tay chắp sau lưng, ngoài miệng treo nụ cười như có như không, lộ ra 10 phần nho nhã, nhưng hắn ánh mắt thâm thúy, ánh mắt hừng hực, cũng không mất đế hoàng chi khí. Hắn chính là cửu hoàng tử Đông Dương Lăng. Khí chất của hắn cùng Đông Dương Dục hoàn toàn khác biệt, Đông Dương Dục bá đạo mà cường thế, vội vàng sao động dễ giận. So sánh phía dưới, Đông Dương Lăng một thân chính khí, xem xét cũng là minh quân khí chất, quả thật mục đích chung. Dạng này người, trên thực tế thâm bất khả chắc. Tại Đông Dương Lăng bên người, còn có không ít Lý Thiên Mệnh người quen. Nói thí dụ như, cổ thị trong tộc, tham lang cổ tộc tộc trưởng, Ngụy Kỵ, hắn nguyên lai thế nhưng là đạo cung Tây Phương Điện Vương, đây là còn có kỳ lân cổ tộc 7 vị thái thượng, Sùng Dương, Cảnh Nguyệt, Linh Tinh, Mạc Vũ bọn người tại. Kỳ lân cổ tộc chí ít phái ra 100.000 đang tuổi phơi phới tộc duệ, đến đây tham chiến, nói thí dụ như mặc kỳ lân tộc kỳ lân vương, Tần Định Thiên. Lý Thiên Mệnh có thể chưa quên, hắn lúc trước nắm chặt qua Lý Thiên Mệnh tóc. Cổ thị tộc hết thảy có 10 mấy chi, Tham Lang, Thao Thiết, Tất Phương, Kỳ Lân đều là lớn nhất cổ thị tộc. Đã từng Kỳ Lân cổ tộc là thứ nhất cổ thị tộc, hiện tại tối thiểu rơi xuống thứ tư. Thập Phương Đạo Cung bên này, lấy, Dạ Nhất, cầm đầu, dưới trướng 7 vị tinh vương, trên 100 vị tinh tướng, Lý Thiên Mệnh đã nghiêm chỉnh tiến nhập cao thủ hàng ngũ. Dạ Nhất, lấy trước mắt khí trời tình huống nhìn. Chúng ta nguyên bản quyết nghị một lúc lâu sau động thủ, hiện dự định sớm nửa canh giờ.
Hai quân vừa mới hội tụ, khách sáo về sau, Đông Dương Lăng nhân tiện nói. Cái này cũng không thành, còn là dựa theo kế hoạch đã định tới đi. Chúng ta người vừa tới, còn cần một chút thời gian, nhiều quan sát Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Dạ Nhất trực tiếp cự tuyệt. Nói trắng ra là, cũng là Đông Dương Lăng muốn chứng minh một chút, trận này liên hợp tiến công bên trong, quyền uy của mình. Nhưng rất hiển nhiên, đạo cung không có cho mặt mũi này. Trên thế giới này còn nhiều, rất nhiều được một tấc lại muốn tiến một thước người, chuyện này nếu để cho bước, bọn họ liền sẽ đưa ra yêu cầu khác. Nói thí dụ như, để đạo cung xung phong, cho bọn hắn chịu chết. Hiển nhiên, đạo cung cùng Đông Dương Lăng ở giữa, cũng có một trận đánh cược. Lý Thiên Mệnh nói, ta cảm thấy Đông Dương Lăng khẳng định đối đạo cung cũng có phòng bị. Tiếp đó, vẫn là lẫn nhau tính kế. Bất quá đạo cung xác thực chiếm cứ ưu thế, tổng thể mạnh nhất. Mà lại cung chủ còn có át chủ bài. Khương Phi Linh nói, đúng, bọn họ đoán không sai, Dạ Nhất từ chối về sau, Đông Dương Lăng cũng không có tranh chấp. Ngược lại là hắn thủ hạ người, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Dù sao, trên mặt nổi, đạo cung là hoàng tộc chi thần, lý nên càng tôn trọng một số. Phụ thân, những thứ này đạo cung người, nguyên một đám mũi vểnh lên trời, ta đoán chừng coi như cầm xuống Đông Dương Dục, người đăng cơ làm đế, bọn họ cũng biết này dạng kiêu căng, thật sự là to gan lớn mật. Nói chuyện chính là Đông Dương Lăng thứ bảy hài tử, tên là Khương Liễu Đình. Người này dung mạo đại khí, diễm như mẫu đơn, thân mặc quần đỏ, khuôn mặt tôn quý, xem xét chính là ung dung hoa quý thế hệ. Đỏ dưới váy, hắn tư thái có thể nói hết sức kinh người, hình dáng như ma quỷ, đường cong xinh đẹp, nhất cử nhất động, đều hấp dẫn lấy rất nhiều nam nhân ánh mắt. Bất quá, bởi vì hắn thân phận địa vị tôn quý, còn có khí chất phía trên bá đạo, gọi người không dám đến gần. Chúng ta muốn đối mặt hiện thực chính là, đạo cung xác thực rất mạnh. Về sau có một đoạn thời gian, đều có thể tại chúng ta hoàng tộc trước mặt không kiêng nể gì cả. Bất quá không quan hệ, kinh lịch lần này phong ba, chúng ta nhất tộc có thể tốt hơn trưởng thành, luôn có khiến người ta cúi đầu một ngày. Đông Dương Lăng ở tại bên tai nói khẽ. Muốn là Đông Dương Dục không có, bọn họ sẽ có đối phó chúng ta ý nghĩa. À? Khương Liễu Đình bỗng nhiên thấp giọng nghiêm túc hỏi. Lời này, không nên hỏi. Đông Dương Lăng chừng nàng liếc một chút, nhàn nhạt hỏi. Minh bạch, phụ thân nhất định có dự định. Khương Liễu Đình nói. Một canh giờ thời gian rất ngắn, nhưng là ở cái này giờ này khắc này, vậy mà rất dài. Nhất là song phương đại quân cộng sinh thú, lẫn nhau gào rú, không ai phục ai, bầu không khí càng thêm cháy bỏng. Đúng vào lúc này, Kỳ Lân cổ tộc người, tại đạo cung trong đám người, thấy được Lý Thiên Mệnh. Sùng Dương Thái Thượng vội vàng tới, cùng Đông Dương Lăng thấp giọng nói vài câu. Đông Dương Lăng nhẹ gật đầu. Lý Thiên Mệnh, bên cạnh hắn Khương Liễu Đình, cũng nghe được cái tên này. Chúng ta thượng cổ hoàng tộc chết ở trong tay hắn người cũng thật nhiều a, tuy nhiên đều là Đông Dương Dục con cháu, nhưng, hắn tại thập phương đạo thiên chiến trường nói cái gì, tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng mà này còn là Lý Mộ Dương chi tử, dạng này người, đạo cung vậy mà thu lưu, còn tiến hành trọng dụng, thật là có chút không đem chúng ta để vào mắt. Khương Liễu Đình tức giận nói. Ta hiếu kỳ chính là, đạo cung người, đem hắn đưa đến trên chiến trường, không sợ này thiên tài, tùy tiện liền chết sao. Đông Dương Lăng cau mày nói. Nghe nói hắn vài ngày trước, giết Đông Dương Phong Trần, đánh bại thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư. Danh xưng là 100.000 năm qua đệ nhất thiên tài. Thật sự là đầy đủ cuồng vọng, hôm nay muốn là vô lễ, chết tại chiến trường bên trong, cái kia chính là 100.000 năm đệ nhất chê cười. Khương Liễu Đình nói, chỉ có thể nói, đạo cung người, tâm thật sự là lớn. Tại sinh tử chiến trường phía trên, tinh vương đều chưa hẳn nhất định bất tử, huống chi một cái thân hoài trọng bảo, còn đã dẫn phát hoàng tộc cừu hận người trẻ tuổi. Đông Dương Lăng thản nhiên nói, phụ thân, đạo cung người quá nhảy. Muốn không ta thừa cơ áp một chút nhuệ khí của bọn họ, để bọn hắn thành thật một chút, đợi lát nữa tiến vào chiến trường, thuận tiện áp chế bọn hắn. Khương Liễu Đình nói, thất muội nói rất có lý. Những người này, thật cho là chúng ta hoàng tộc, cùng đường mạt lộ rồi. Đông Dương Lăng còn lại con gái không vui nói. Lý Thiên Mệnh người này, là chúng ta mang đến thần đô. Vừa tới thời điểm, hắn cũng chỉ có thiên ý cảnh bát cửu trọng chiến đấu lực. Bây giờ có thể đánh bại thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư, tiến bộ quả thực nghịch thiên. Không biết, hắn cái gì thời điểm, vậy mà đuổi kịp chúng ta những trưởng bối này. Kỳ Lân cổ tộc mấy cái thái thượng, có chút bất đắc dĩ nói.
đạo cung có nhân vật như vậy, mặc kệ như thế nào, một khi có cơ hội, đều muốn giết chết. Nói không chừng tối nay cũng là một cơ hội. Khương Liễu Đình nói. Tối nay không được, đoán chừng có người trong bóng tối bảo hộ, để hắn lịch luyện. Nhưng, muốn là chàng diện mất đi khống chế, nói không chừng có cơ hội. Tham lang cổ tộc tộc trưởng Ngụy Kỵ nói. Nói đến như thế mơ hồ, ta còn thực sự không quá được, một người 20 tuổi tiểu hài tử, có thể có bản lãnh gì? Khương Liễu Đình bĩu môi. Nàng khoanh tay, cái kia nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh hai mắt, mang theo một tia áp bách. Thất muội, muốn không ngươi bây giờ thử một chút, ngươi vừa không phải nói, muốn chèn ép đạo cung phách lối sao? Đạo cung như thế nâng cái này Lý Thiên Mệnh, ngươi đem Lý Thiên Mệnh đánh một trận, thuận tiện giúp trợ Đông Dương dục người, thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, chờ hắn tiến vào Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, còn có thể ngoài định mức nhằm vào. Coi như không thành, cái này cũng tương đương đánh đạo cung mặt. Loại này không thể tưởng tượng thiên phú, còn thật không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Đông Dương Lăng con trai trưởng, Đông Dương Thừa, nói. Ta cầu còn không được. Khương Liễu Đình nhìn một chút Đông Dương Lăng. Tùy tiện ngươi, Đông Dương Lăng thản nhiên nói. Cái này khiến Khương Liễu Đình ánh mắt sáng lên. Đông Dương Lăng đều mở miệng, tương đương với nàng có thể, làm một số động tác. Khương Liễu Đình đi về phía trước mấy bước, đi vào hai quân trung gian, đối, Dạ Nhất nói. Dạ Nhất tiền bối, nghe nói các người đạo cung Lý Thiên Mệnh, mới hơn 20 tuổi, liền giết nghịch tặc Đông Dương Phong Trần, lập xuống đại công lao, còn thụ phong làm, thiên su tinh tướng, không biết hôm nay, cái này 100.000 năm đệ nhất thiên tài, nhưng có theo quân xuất chiến. Có, người tìm hắn, Dạ Nhất nhàn nhạt hỏi. Đó cũng không phải, cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Dạng này kỳ nhân, chúng ta bên này rất nhiều người, đều muốn mở mang kiến thức một chút đây. Khương Liễu Đình nói. Thật sao, thế nhưng là gia hỏa này có cái quái tính tình, để hắn xuất đầu lộ diện, hắn liền sẽ muốn đánh người, ta sợ chàng diện khống chế không nổi, người vẫn là mời trở về đi. Đêm cười nói. Dạ Nhất tiền bối thật biết nói đùa, ta hiện tại cũng không phải tiểu bối. Lại thế nào đồng dạng, tại trước mặt tiểu bối vẫn là đứng được ở. Nghe nói hắn tại thập phương đạo thiên kết giới, nói qua đối với chúng ta thượng cổ hoàng tộc bất kính, ta hôm nay, muốn cho hắn ý thức đến, sự dốt nát của mình cùng sai lầm. Khương Liễu Đình nói, ngươi chắc chắn chứ? Đúng. Tại bọn họ nói chuyện thời điểm, Phó tướng, Liễu Ngự Ý, đang cùng Lý Thiên Mệnh giới thiệu cái này Khương Liễu Đình. Đây là cửu hoàng tử thiên phú tốt nhất con gái, hắn cộng sinh thú nắm giữ 8 bài thiên phú, thực lực vì thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5, số tuổi không tính lớn. Hơn 30 tuổi đi. Nàng tính tình như thế nào, người cũng thấy đấy, nói trắng ra là cũng là cái nữ bản thần quốc thái tử, tại thần đô không chuyện ác nào không làm, còn chính mình mở cái nam hậu cung, thu nạp mấy trăm mỹ nam, người xưng nàng là thần đô ngựa hoang, ý gì ngươi thảo a? Khi nàng nam nhân, trong nhà đến có thảo nguyên, xanh mơn mởn loại kia. Như thế kích thích, Đông Dương Lăng xem ra không phải rất có gia giáo sao. Sao rồi nữ cũng dạng này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây chính là nhất tộc bầu không khí, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, rất bình thường. Bất quá, so với Đông Dương Dục, cửu hoàng tử con gái đại bộ phận tính toán tốt. Khương Liễu Đình chỉ là trong đó lớn nhất lãng một cái. Liễu Ngự Ý nói. Liễu tỷ, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Lý Thiên Mệnh cười nói. Chuyện xưa của nàng đầy thành đều biết, còn dùng ta chuyên môn nghe ngóng. Ta cũng không phải bát quái thế hệ. Có điều, ta ngược lại thật ra nghe nói. Nàng và Bạch Gia đại tiểu thư, vẫn luôn có rất lớn mâu thuẫn a. Liễu Ngự Ý nói, nữ nhân chính là như vậy, phía trước còn nói mình không bát quái, ngay sau đó thì ném đi ra một cái bát quái. Cùng ta Bạch tỷ tỷ có mâu thuẫn. Cái này liền không thể nhịn. Mâu thuẫn gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Liễu Đình cùng ta tiểu muội cùng tuổi, người này ưa thích diễm áp quần phương, tự nhiên nhìn ta tiểu muội không vừa mắt. Phàm là có người truy cầu ta tiểu muội, nàng thì bỏ vào trong túi, làm đến tiểu muội độc thân đến bây giờ. Có một lần chúng ta không có chú ý, tiểu muội để cho nàng đánh một trận, lúc ấy mặt đều bị phá phá, trở về khóc rất lâu, đến bây giờ còn không có báo thù đây. Dù sao, nàng xác thực so Tử Căng ưu tú một số. Bọn họ trò chuyện thời điểm, cách đó không xa Bạch Tử Quân xông tới, tại Lý Thiên Mệnh bên tai nói vài câu. Bạch Tử Căng vừa đột phá thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3. Cái này Khương Liễu Đình đã là tầng thứ 5. Đây đã là 10 năm trở lên chênh lệch. Làm Đông Dương Lăng thiên phú tốt nhất nữ nhi, thượng cổ hoàng tộc 8 bài thiên phú,
tương lai đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9, đoán chừng cũng có thể. Còn dám hủy dung nhan, ghen ghét Bạch tỷ tỷ so với nàng đẹp mắt, Lý Thiên Mệnh nổi giận. Nàng hủy đi đẹp mắt cô nương, cũng không chỉ trăm người. Bạch Tử Quân nói, xem ra cho đến nay, hắn đều đối Bạch Tử Căng bị khi dễ, không thể quên. Lý Thiên Mệnh cùng cái kia Khương Liễu Đình liếc nhau một cái này người ánh mắt rất cường thế, là cái muốn trưởng khống hết thảy nữ nhân. Thiên Mệnh, người tại đạo cung địa vị cao cả, nàng muốn chèn ép ngươi, hình thành đối đạo cung khí thế áp chế. Ta nghe nói ngươi lại đột phá một tầng, làm một chút nàng, Bạch Tử Quân hỏi. Trình độ gì? Lập tức cùng Đông Dương Dục khai chiến, còn phải thu điểm. Bạch Tử Quân nói xong, tiến đến hắn bên tai, nói khẽ, đến mức tiểu muội thù, về sau sẽ có cơ hội. Minh Bạch, hôm nay là Bạch Tử Căng không có tới, nàng muốn là ở chỗ này, lấy tính tình của nàng, chuẩn để Lý Thiên Mệnh đánh chết cái này Khương Liễu Đình. Vừa nói xong nơi này, Dạ Nhất thì hô Lý Thiên Mệnh đi qua. Hắn khống chế Lam Hoang cái này thái cực hồng mông quỷ long, chấn áp mặt đất, oanh minh mà tới. Hôm nay Lý Thiên Mệnh người mặc ám tinh chiến giáp, lộ ra thiết huyết mà âm lãnh, kim tròng mắt màu đen trong đêm tối thiểm quang, áp bách lực siêu nhiên. Thiên Xu tinh tướng Lý Thiên Mệnh đến, mời điện chủ phân phó. Khương Liễu Đình muốn cùng ngươi luận bàn một chút, mở mang kiến thức một chút ngươi 100.000 năm qua đệ nhất thiên tài thủ đoạn. Ta đoán chừng rất nhiều người không có tận mắt chứng kiến, còn chưa đủ nhận biết ngươi, ngươi liền phơi bày một ít, đương nhiên, chạm đến là thôi, chớ có tổn thương hòa khí. Dạ Nhất mỉm cười nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, tại mấy triệu người cùng thú trong ánh mắt, mặt hướng cái kia Khương Liễu Đình. Khương Liễu Đình khoanh tay, chính híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thiên Mệnh. Nàng đối Lý Thiên Mệnh vẫy tay, tựa như là một cái cấp trên, để Lý Thiên Mệnh đi qua. Siêu. Lý Thiên Mệnh theo Lam Hoang trên thân nhảy đi xuống, tại mưa to lôi đình ở giữa, đi hướng Khương Liễu Đình. Ngẩng đầu thời điểm, lôi đình lóe lên, hắn nói. Ta có ba đầu cộng sinh thú, thì không mượn cộng sinh thú ưu thế. Lập tức muốn cùng Đông Dương Dục khai chiến, đã chạm đến là thôi, thì lấy ngự thú sư giao phong, có thể hay không? Có thể nha, tùy tiện. Khương Liễu Đình cười lạnh. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lý Thiên Mệnh, nói, nghe nói ngươi vừa tới thần đô thời điểm, bị bắt được nhiên hồn kết giới phía trên, Bạch Tử Căng tự mình bảo vệ ngươi mấy tháng, để ngươi trở thành nàng độc chiếm, tại nhiên hồn kết giới phía trên ngày đêm triền miên. Nàng người này mặt ngoài giả đến mức thanh thuần, trên thực tế chuyên môn tốt ngươi khẩu này thanh niên a. Lý Thiên Mệnh, người Bạch tỷ tỷ thân thể, chơi vui sao? Lý Thiên Mệnh nghe được sững sờ, chợt cười lạnh thành tiếng. Đường đường thượng cổ hoàng tộc, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, linh hồn phẩm vị dơ bẩn, liền cho rằng người khác đều giống như ngươi không chịu nổi. Còn tự cho là dài đến rất đẹp a, cầm cái tấm gương thật tốt chiếu mình một cái, thì ngươi chó này cứt, cho nàng xách giày cũng không xứng. Khương Liễu Đình, người càng là thiếu thốn cái gì, thì càng muốn chứng minh cái gì, rất rõ ràng, ngươi ở chỗ này phỉ báng nàng, còn không phải là bởi vì ngươi quá bẩn, hâm mộ người khác giữ mình trong sạch. Lý Thiên Mệnh cười cười, khoát khoát tay. Hắn liền Cửu Minh nhất tộc đều nói qua, vốn là không dùng, tại Đông Dương Lăng trước mặt khách khí cái gì. Khương Liễu Đình không nghĩ tới cái này một thiếu niên, sẽ đối với mình như thế không khách khí, mấu chốt là lời hắn nói, chính bên trong tử huyệt của nàng. Cái này khiến Khương Liễu Đình một chút thì phát hỏa, sắc mặt nàng tối đen, ánh mắt 10 phần lạnh lùng. Không biết trời cao đất rộng con hoang, thật coi ngươi đã vô địch đâu. Khương Liễu Đình cười khẩy nói. Lần trước cùng ta nói loại lời này người, danh xưng thần quốc thái tử, tên là Đông Dương Phong Trần, hiện tại, hắn đã chết. Lý Thiên Mệnh vừa mới nói xong, liền soát một tiếng, run một cái trong tay tam thiên tinh vực. Cái kia tinh thần trường liên tại đêm tối cùng bạo trong mưa. Lóe ra chướng mắt mà hào quang chói mắt, 99 điều thánh thiên văn, 10 phần chói sáng. Khương Liễu Đình lên cơn giận dữ, đang muốn giận mắng, lại không nghĩ rằng Lý Thiên Mệnh đi đầu xuất thủ. Đinh! Nàng khoảng cách Lý Thiên Mệnh còn có hơn 100 mét, một đạo tinh quang bỗng nhiên lấp lóe mà đến, nguy cơ trong nháy mắt buông xuống. Nàng đột nhiên thân thủ, chặn cái này một roi. Ba! Một tiếng đâm vang, Khương Liễu Đình bị tát bay mấy chục mét. Trên tay bị rút ra một đầu máu me đầm đìa dấu vết. Nàng tại lúc khẩn cấp đợi, đã dùng thánh nguyên chặn Lý Thiên Mệnh tam thiên tinh vực, vẫn là bị thương tổn tới. Ngươi dám đánh lén ta? Khương Liễu Đình gào thét một chút. Im miệng đi ngươi, nói nhảm còn thật nhiều. Nói nhảm nữa, ta liền trực tiếp quất chết ngươi.
Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, trong tay Tam Thiên Tinh Vực như là tinh thần vẫn lạc, lấy đầy trời huyễn ảnh, quất về phía đối thủ. Ba ba ba. Tại cái này thời khắc khẩn cấp, Khương Liễu Đình mới xuất ra thánh thú binh tới. Không thể không nói, binh khí của nàng tương đương lợi hại, một đao nhất thuẫn, đều nắm giữ 80 điều thánh thiên văn, đều nhanh bắt kịp Đông Dương Phong Trần Cửu Minh Đế Kiếm. Cái kia một cây đao, cùng Cửu Minh Đế Kiếm rất tương tự, chỉ là trên đó con mắt màu xanh lục thiếu một cái, nhưng đao nhận thì càng thêm sắc bén dài nhỏ. Đây là Bát Minh Quỷ Đao. Ngoại trừ Bát Minh Quỷ Đao bên ngoài, nàng còn có một mặt Bắc Minh Thú Thuẫn. Đây là một cái màu đen thuẫn bài, trên mặt thuẫn là cửu anh chạm nổi, trên đó 80 điều thánh thiên văn du tẩu, cửu anh chạm nổi sinh động như thật, có thể thấy được hắn kiên cường. Lý Thiên Mệnh Tam Thiên Tinh Vực, viễn trình quất đánh đi qua, đều bị Khương Liễu Đình dùng cái này Bắc Minh Thú Thuẫn chặn. Linh Nhi, hôm nay Phụ Linh, làm sao phá lệ cường a? Lý Thiên Mệnh đã địa thánh cảnh tầng thứ 9, hắn hiện tại thánh nguyên tăng thêm Khương Phi Linh Phụ Linh, chỉ là tại lực lượng phương diện phía trên, đều đã tới gần thiên thánh cảnh tầng thứ 5. Ta nghe được sinh khí, nàng nói. Nói cũng phải, cái này Khương Liễu Đình tại lan ra Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Tử Căng không lời hay luật, nàng có thể không tức giận sao? Cái này tốt, liền nàng đều tức giận, Lý Thiên Mệnh cảm giác lực lượng nổ tung. Lại rút mấy lần, làm cho Khương Liễu Đình chỉ có thể tiếp nhận hắn cái này cuồng phong bạo vũ tiến công, lại đụng đều không đụng tới hắn. Khương Liễu Đình nổi giận, mặt đều sắp bị chính mình khí sưng lên. Đi chết đi. Nàng như màu đen huyễn ảnh một dạng, đứng vững Tam Thiên Tinh Vực trùng kích, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Chỉ bằng ngươi. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, trận này chiến trường, để song phương 1 triệu người đều đem khí thế, tập trung ở 2 người bọn họ trên thân. Giữa bọn hắn đọ sức, hiện tại thành 2 đại quân đoàn ở giữa khí thế giao phong. Ai cũng không muốn để cho chính mình người thua, nhất là 2 người bọn họ, tại chính mình trong trận doanh, thân phận địa vị cũng rất cao. Lý Thiên Mệnh gánh vác, là toàn bộ thập phương đạo cùng ý chí tại chiến đấu. Hắn nghe được, chỗ có người đang gọi tên của mình. Hơn 1 triệu người. Lý Thiên Mệnh sở quy, đánh như tử nàng. Bọn họ kêu rất trực tiếp, cũng tương đương kích thích. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh đấu chí ngút trời. Cửu Thiên Ngân Hà quyết thôi sán xí tinh. Tam Thiên Tinh Vực hóa thành chân chính tinh hà, quang mang vạn trượng, huyễn ảnh vô số, bao phủ xuống. Làm. Khương Liễu Đình còn không có tới gần, còn tại 50 mét có hơn, thì đã nhận lấy Lý Thiên Mệnh lần này trùng kích. Nàng giơ lên trong tay Bắc Minh Thú Thuẫn ngăn cản. Nhưng không ngờ, cái này Tam Thiên Tinh Vực bên trong, ẩn chứa 99 điều thánh thiên văn binh khí cùng 3.000 bất diệt kiếm khí uy lực, tại lúc này hình thành kinh khủng bạo phát. Cái kia cường hãn chấn động, để cho nàng hoàn toàn nhìn không được Bắc Minh Thú Thuẫn, dẫn đến cái này Bắc Minh Thú Thuẫn, đụng vào hắn trên thân. Nàng phun ra một ngụm máu, bị đánh bay 500 mét. Đập xuống đất về sau, nàng còn tại trên mặt đất, áp ra một đầu mấy chục mét khe rãnh. Mặt đất gạch xanh đều bị chấn bể. Hắn không đến thiên thánh cảnh, làm sao có thể có như thế lực đạo. Khương Liễu Đình trực tiếp mộng. Lần này không tính trọng thương, nàng lập tức nhảy dựng lên, phẫn nộ cùng nghi hoặc lấp kín đầu, để cho nàng lâm vào trong hỗn loạn. Đúng vào lúc này, Cửu Thiên Ngân Hà quyết. Tinh hà loạn thế. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hất lên, roi thứ 2 đánh tới. Một chiêu này như là trên trời đầy sao hội tụ, ức vạn tinh thần đồng thời vẫn lạc, đập xuống, nghịch loạn thế gian. Thời khắc này Khương Liễu Đình, nhất định phải chịu đựng lấy cái này vô tận ngôi sao vẫn lạc. Làm. Nàng lấy Bát Minh Quỷ Đao xuất thủ, thi triển đao pháp, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bổ vào trên xiềng xích. Nhưng là. Cái kia Tam Thiên Tinh Vực. Bỗng nhiên quấn quanh ở trên thân đao, hóa giải Bát Minh Quỷ Đao uy lực, cùng lúc đó, cái kia Tam Thiên Tinh Vực cuối cùng, trực tiếp quất vào Khương Liễu Đình trên mặt. 3. Khương Liễu Đình một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, đầu trực tiếp đập xuống đất. Máu tươi vẩy ra. Mọi người tê cả da đầu nhìn sang, chỉ thấy nàng ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Mặt của nàng, xuất hiện một đầu thật sâu lõm đi xuống vết máu, xương cốt đều bị đánh nát, xem ra. Đều đau đến làm cho người hít một hơi lãnh khí. Giờ khắc này, Đông Dương Lăng đại quân 600.000 người, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mưa rơi đã dần dần tăng lớn, ào 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 nước mưa rơi xuống, trên mặt đất vết máu dày đặc. A, à,
Khương Liễu Đình còn rúc tại trên mặt đất kêu thảm. Trên người của nàng, còn có bất diệt kiếm khí tại tàn phá bừa bãi, cho nên, thương thế của nàng, tuyệt đối không phải mặt ngoài, xem ra đơn giản như vậy. Đường đường Đông Dương Lăng có thiên phú nhất nữ nhi, lại bị bại thảm như vậy, gọi người sụt xịt. Nhất làm cho người khó chịu là, nàng từ đầu tới đuôi, cũng còn không có đụng phải Lý Thiên Mệnh, một sợi tóc đều không làm bị thương, liền bị đánh thành dạng này. Cái này khiến Đông Dương Lăng một mạch, Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc, chín đại cảnh vực tông môn các loại 600.000 người, ngây ra như phỗng, chỉ sợ muốn nhiều biệt khuất, thì có bao nhiêu biệt khuất. Lý Thiên Mệnh lúc này mới 20 tuổi a. Khương Liễu Đình đã là thần đô đỉnh phong thiên tài, cùng hắn chênh lệch, lớn đến loại trình độ này. Nàng là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5 a. Ai biết, Lý Thiên Mệnh 30 tuổi, có thể tới trình độ nào? Chưa từng có bất kỳ một cái nào thiên tài, thiên phú của hắn, đạt tới khiến người ta dùng mình trình độ. Cái này, mới gọi tuyệt thế yêu nghiệt. Nhất là Sùng Dương Thái Thượng bọn họ, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Phải biết, Khương Liễu Đình cũng liền so Kỳ Lân cổ tộc các vị Thái Thượng, thấp một cảnh giới, cái này há không phải nói rõ, Lý Thiên Mệnh đều nhanh có thể giáo huấn bọn họ rồi. Người nào còn nhớ rõ, lúc trước bọn họ thì cùng bắt được con gà con giống như, đem Lý Thiên Mệnh kéo tới thần đô đến. Sùng Dương Thái Thượng bọn họ liếc nhau một cái, tựa hồ có chút dùng mình. Tại cái này lặng ngắt như tờ bên trong, Khương Liễu Đình kêu thảm cùng tiếng sấm âm lăn lộn cùng một chỗ, mới là lớn nhất châm chọc. Ta còn không có thua, Khương Liễu Đình bò lên. Xem ra, nàng còn muốn cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, một lần nữa đánh một lần. Trở về, Đông Dương Lăng trầm giọng nói, tiếp tục đánh xuống, hắn càng gánh không nổi người này. Khương Liễu Đình tự biết mất mặt xấu hổ, cuối cùng sợ, trong lòng những cái kia u ám, toàn bộ đều được bản thân nuốt vào. Lý Thiên Mệnh sắc mặt lãnh đạm, thu hồi Tam Thiên Tinh Vực. Linh Nhi, hài lòng không? Cái này còn tạm được, Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh không có muốn nhân cơ hội nhục nhã Đông Dương Lăng một mạch, hiện tại vẫn là minh hữu, nhục nhã không có ý nghĩa gì. Vừa đánh xong, Dạ Nhất liền để hắn trở về. Cửu Điện Hạ, người trẻ tuổi luận bàn giao phong, khó tránh khỏi bị tổn thương thế, Thiên Mệnh gia hỏa này, xuất thủ không biết nặng nhẹ, quay đầu ta giáo dục hắn. Dạ Nhất đối Đông Dương Lăng nói. Không sao, tiểu nữ cũng là tài nghệ không bằng người. Lại nói, Lý Thiên Mệnh đứa nhỏ này thành tựu, đã so phụ thân hắn khủng bố nhiều. Ta đoán chừng hắn tại 30 tuổi trước, đều có thể thành cổ chi thánh cảnh. Bực này thiên phú, xưa nay chưa từng có, đằng sau, chỉ sợ sẽ không có người đến. Đông Dương Lăng tán thán nói. Đúng vậy a, gia hỏa này là đạo cung bảo tàng, cũng là thần quốc bảo tàng. Dạ Nhất nói. Đông Dương Lăng nở nụ cười, không có tiếp tục nói đi xuống. Một trận chiến đấu, chỉ là để bọn hắn trận doanh 600.000 người, thu hồi khiêu khích ánh mắt mà thôi. Dù sao đều là minh hữu, tiếp đó, còn phải kề vai chiến đấu đây. Mưa to càng đậm. Lý Thiên Mệnh cảm giác, thời gian nhanh đến. Hoàng Thành, Hoàng Thiên Điện. Hoàng Thiên Điện bên trong, bầu không khí hết sức nghiêm túc. Bên trong đại điện, quang ảnh ảm đạm, không ngừng có tiếng sấm âm nổ vang, bạch quang bỗng nhiên lóe sáng. Soi sáng ra mọi người giữ tợn sắc mặt. Tại cao nhất đế hoàng trên ghế ngồi, dục đế, dựa vào thành ghế, ngồi tại chỗ cao, hắn không rên một tiếng, tự nhiên không giận mà uy. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một lưng gù lão giả. Hắn xem ra tuổi tác tựa hồ không nhỏ, tóc đã trắng xám, nhưng là khí huyết lại vô cùng tràn đầy, da thịt hồng nhuận phơn phớt giống như là đối thủ đồng. Loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ người này tuy nhiên tuổi tác lớn, nhưng khẳng định có bảo dưỡng huyết nhục chi pháp. Hắn chính là thần quốc đệ nhất thái giám, người xưng Trung Hiền Quân, đã từng chính là càn đế tốt nhất hợp tác. Dục đế trước mắt, đứng đấy thần quốc văn võ đại thần, Khương thị hoàng tộc cùng chư vị hoàng tử công chúa. Trong đó, Hoàng Sùng Hoán, Khương Ám, Khương Tiến Ảnh, Khương Kiêu, Triệu Thần Hồng bọn người đứng tại phía trước nhất, hàng thứ hai có đại hoàng tử Đông Dương Phần, giám quốc thái giám, Ngụy Tiếu Đào. Đại Thanh Tự Quốc Giám, Tần Hạc, Tứ Hoàng Tử Đông Dương Lưu, Ngũ Hoàng Tử Đông Dương Phong bọn người. Đương nhiên, cái gọi là Hoàng Tử, hiện tại thì dục đế mạch này thừa nhận, người trong thiên hạ chưa hẳn thừa nhận. Liên dục đế cổ chi đại đế, hiện tại cũng còn không có ngồi vững vàng. Báo. Khẩn trương bên trong, có thám tử đạt tới Hoàng Thiên Điện bên ngoài. Tuyên, Trung Hiền Quân nói. Khởi bẩm Thánh Thượng, kẻ phản quốc Đông Dương Lăng.
cùng thập phương đạo cung nghịch tặc, đã tại thiên võ ngoài cửa hội tụ. Thám tử nói, có bao nhiêu nhân mã? Đông Dương Lăng cùng thập phương đạo cung, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, ám điện thất tinh quân đoàn trăm vạn đại quân toàn bộ đến. Thám tử nói, thập phương đạo cung đây là phát rồ. Đường đường thần quốc học cung, vậy mà cùng kẻ phản quốc trồng sen một đạo, thông đồng với địch phản quốc, bại hoại đạo cung truyền thừa, thẹn với liệt tổ liệt tông. Vi sinh vân tịch to gan lớn mật, tất nhiên được xếp vào sử sách, để tiếng xấu muôn đời. Cái này tiện phụ, chết chưa hết tội. Trên triều đình, rất nhiều đại thần phẫn nộ nhục mạ. Vài vạn năm đi qua, rất nhiều người đều quên, thập phương đạo cung, đã từng cũng không phải là một tòa học cung, càng không quy thuộc thượng cổ hoàng tộc quản hạt. Trọn vẹn 1,6 triệu đại quân, so với chúng ta muốn nhiều ra gấp đôi trở lên, tăng thêm hôm nay là nguyệt khuyết chi dạ, nhật nguyệt thần hoàng kết giới. Có thể giữ vững hoàng thành, đánh tan những thứ này loạn thần tặc tử sao? Mà lại, như hôm nay hàng mưa to, lôi điện đan sen, khó a. Vì bảo chính thống, giữ vững thánh thượng, chúng ta nhất định phải thề sống chết chống cự, tru diệt nghịch đồ, để bọn hắn bất tử đều lột ra. Mặc kệ là Đông Dương Lăng, vẫn là thập phương đạo cung, đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Hoàng thiên điện phía trên, nghị luận ầm ĩ. Yên lặng, Trung Hiền quân nói. Mọi người lúc này mới yên tĩnh trở lại. An tĩnh về sau, Khương thị hoàng tộc Khương Ám đứng dậy, hắn là dục đế cùng Đông Dương Lăng đệ đệ, coi như không có có đạo cung điện vương thân phận, lấy thực lực của hắn, ở chỗ này cũng có trước ba địa vị. Bệ hạ, tối nay đế thú có thể xuất thủ sao? Khương Ám hỏi. Trung Hiền quân, ngươi nói. Dục đế nói. Đế thú khí huyết suy yếu, không thể ra tay. Bất quá, đế thú làm tiên đế cộng sinh thú, nó có thể ra mặt. Khuyên nhủ Đông Dương Lăng cùng thập phương đạo cung thu tay lại, từ đế thú tự mình chứng thực, Đông Dương Lăng buồn cười lý do, tự sụp đổ. Hắn thủ hạ bộ hạ, chưa hẳn nguyện ý vì hắn hiệu lực. Chỉ cần chúng ta nguyện ý chiêu hàng bọn họ, đối phương tất nhiên sụp đổ. Trung Hiền quân nói, vạn nhất, Đông Dương Lăng vu hãm chúng ta bức hiếp đế thú đâu. Khương Tiến Ảnh nói, đến cùng phải hay không bức hiếp, người thông minh tự nhiên có kết luận, ngu dốt người đã bị tẩy não, sẽ chỉ giết ở hàng đầu. Chờ đợi loại này người, lại là chúng ta cuồng phong bạo vũ một dạng tiến công. Loại này người bị chết nhanh nhất, không cần quan tâm. Trung Hiền quân nói. Nói đúng, Nhật Nguyệt thần hoàng kết giới lại suy yếu, uy lực đều đầy đủ, lại thêm chúng ta còn có 800.000 tinh nhuệ. Các phương quân đoàn lâu dài tác chiến, so cổ thị tộc những cái kia sống an nhàn sung sướng quân không chính quy mạnh hơn nhiều lắm. Thập phương đạo cung thất tinh quân đoàn, cơ hồ đều không có chính thức xuất chiến qua, chiến đấu lực chẳng mạnh đến đâu. Chiến tranh là chiến thuật cùng đoàn đội chém giết, không phải cá nhân rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chúng ta có được hoàng thành, dùng khỏe ứng mệt, mặc cho bọn họ đến bao nhiêu người, đều để bọn hắn chết ở chỗ này. Tứ hoàng tử Đông Dương Lưu nói, hắn lâu dài đi theo thần Vũ Nguyên Soái, Hoàng Sùng Hoán, bốn phía chinh chiến, đối với chiến tranh phương diện, rất có tâm đắc. Tứ ca nói đúng, dám tiến công hoàng thành, Đông Dương Lăng hẳn phải chết không nghi ngờ, đạo cung dám khinh thị chúng ta. Vừa vặn đem bọn hắn cũng một mẻ hốt gọn. Không có những thứ này tinh nhuệ, cho dù có thập phương trấn ma trụ, bọn họ cũng là không xác. Thần đô trước kia người không nghe lời nhiều lắm, chỉ cần chúng ta thắng trận chiến tranh này, này sau thiên hạ nhất thống, phụ hoàng vạn thọ vô cương. Ngũ hoàng tử Đông Dương Phong nói, bệ hạ vạn thọ vô cương, hoàng thiên điện phía trên, quần thần lễ bái. Các vị ái khanh, dục đế đứng lên, ánh mắt của hắn thâm trầm. Uy nghiêm bá đạo, giống như là một con mãnh hổ, cùng Đông Dương Lăng khí chất hoàn toàn khác biệt. Chúng ta thượng cổ hoàng tộc, từ xưa đến nay, trấn áp qua vô số người, cướp bóc qua vô số đất đai, chưa từng có để cho địch nhân, đánh tới trong hoàng thành tới. Nhật Nguyệt thần hoàng kết giới, chưa bao giờ từng sử dụng tới. Những người này, đại khái đã quên đi, chúng ta thượng cổ hoàng tộc, sẽ không bao giờ thua ý chí. Tối nay, chấm cùng chư vị ái khanh. Những đồng bào cùng một chỗ, cho chúng ta thượng cổ hoàng tộc mà chiến, cho chúng ta nhất tộc bất tử ý chí mà chiến. Trẫm muốn khiến cái này loạn thần tặc tử, chết tại trong hoàng thành, để bọn hắn thi thể chồng chất thành núi, máu tươi chảy xuôi thành hà, để bọn hắn buồn số, thút thít, tại chúng ta thượng cổ hoàng tộc dưới chân run rẩy. Dạng này, bọn họ thì sẽ biết, cái gì gọi là, chân chính hoàng tộc. Dục đế thanh âm hùng hậu, truyền khắp hoàng thành. Giết! Trong hoàng thành bên ngoài, tiếng la chấn thiên. Giờ khắc này, bọn họ hồi tưởng lại các vị tổ tiên, theo phương Bắc Minh Hải xuất phát,
một đường xuôi nam, chinh phục thiên hạ cố sự. Hoàng tộc, vĩnh hằng bất diệt. Hừng hực nộ hống, uy chấn thần đô. Ầm ầm, mưa rào tầm tã, ầm vang mà xuống, triệt để phủ lên thần đô. Cái này trong một vùng phế tích, còn chưa khai chiến, liền có rất nhiều máu tươi, xen lẫn trong nước mưa, tại thần đô chảy xuôi. Tối nay mưa to rồi rào, dẫn đến thần đô thủy hệ tăng lên rất nhiều, Bắc Minh Giang trướng đến hung hăng, đem phụ cận Phong Nguyệt lâu triệt để chìm ngập. Một mảnh điêu khắc, Thanh Thanh Hòa lâu, bảng hiệu, va vào Bắc Minh Giang, theo Giang Bắc đi, bị nước sông chìm ngập. Ô ô, ban đêm phảng phất có nhi đồng khóc nỉ non, nhưng ngay lúc đó bị đánh gãy, chuyển thành kinh hoàng thanh âm. Ầm ầm, ngẫu nhiên một tiếng sấm rền, kinh thiên động địa, dọa đến thiên địa trắng bệch. Thiên võ ngoài cửa, tia chớp bạch quang lóe lên thời điểm, một triệu cự thú cùng trăm vạn đại quân, triển lộ ra một góc của băng sơn, đó là vô số hung hãn ánh mắt. Không khí khẩn trương, bao phủ toàn trường. Có thể trên chiến trường, đều là đem sinh tử không để ý, vì trong lòng đại nghĩa, vì thủ hộ, đạp vào cái này sinh tử chi lộ. Bọn họ đều không phải là kẻ hèn nhát. Đúng vào lúc này, thiên su quân đoàn, chuyển thành hoàng thành đông nam phương hướng, toàn quân chờ lệnh, chờ hiệu lệnh. Vĩnh dạ thiên ma ưng một tiếng bén nhọn kêu to, chính là dạ nhất mệnh lệnh. Hắn cộng sinh thú thanh âm, có thể bao phủ toàn bộ chiến trường, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Thiên su quân đoàn, theo ta xuất động. Bạch tử quân hét lớn một tiếng, ngồi lên một đầu to lớn màu trắng mãnh hổ, chỉ huy 100.000 quân đoàn, chuyển di hướng hoàng thành đông nam. Thiên tuyền quân đoàn, chuyển thành hoàng thành tây bắc phương hướng. Khai dương quân đoàn, chuyển thành hoàng thành hướng chính đông. Nguyên một đám chỉ lệnh, theo dạ nhất trong miệng phát ra. Thất tinh quân đoàn, tuy nhiên thật lâu không có tham dự, loại này chính thức chiến tranh. Nhưng, bọn họ đã sớm phòng ngừa chu đáo, thường xuyên diễn luyện, thậm chí trình diễn công thành chi chiến, trải qua rất nhiều ngày văn kết giới khảo nghiệm. Chí ít, tỷ như cổ thị tộc cùng chín đại cảnh vực tông môn người, bọn họ muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Trong lúc nhất thời, thất tinh quân đoàn đã bao vây hoàng thành. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Thiên võ môn bên ngoài, Đông Dương Lăng đồng dạng tại làm an bài. Không biết có phải hay không là trùng hợp, cùng thiên su quân đoàn cùng đi đến hoàng thành phía đông nam, là kỳ lân cổ tộc đại quân. Kỳ lân cổ tộc toàn bộ thanh niên trai tráng, tụ cùng một chỗ, biên chế thành một cái quân đoàn, có chừng 100.000 người, từ Sùng Dương Thái Thượng thống soái, còn lại Thái Thượng làm phụ. Làm thiên su quân đoàn tinh tướng, Lý Thiên Mệnh địa vị bây giờ, cùng mấy vị kia Thái Thượng không sai biệt lắm, thậm chí so kỳ lân vương đô cao. Mưa to mưa như chút nước ở giữa, Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn liếc nhau một cái. Mấy vị Thái Thượng, ánh mắt phức tạp. Chúng ta kỳ lân cổ tộc, gia tận thiên tài, nhất là cái này Lý Mộ Dương cha con, càng là thiên hạ yêu nghiệt, nhưng vì sao, đều là kết cục như thế, ai? Sùng Dương Thái Thượng cảm khái nói. Đều là mệnh, đừng nói nữa, Cảnh Nguyệt Thái Thượng đạo. Đúng rồi, gần nhất luân hồi kết giới, còn có động tĩnh sao? Có, Lý Mộ Dương vị trí, dần dần tới gần thần đô. Xem ra, tiên đế băng hà, liền hắn cũng không sợ. Hắn không phải là bị tiên đế phế bỏ sao? Vì sao lại lần nữa có tu vi? Chẳng lẽ còn có thể trọng tu? Bọn họ vừa mới nghị luận đến nơi đây, chiến lệnh truyền đến. Thiên su quân đoàn nghe lệnh, bạch tử quân dưới trướng mãnh hổ một tiếng gào thét. Giết! Cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt, hoàng thành bất kỳ một cái nào phương hướng, đều có vô số người giết đi vào. Cái này khiến Đông Dương dục một mạch, căn bản không có cách nào tập trung phòng thủ, chỉ có thể phân tán toàn quân. Một khi để Đông Dương Lăng một mạch cùng thất tinh quân đoàn đột phá một lỗ hổng, bọn họ liền sẽ tương đối nguy hiểm. Dù sao, trong hoàng thành, cũng có người già trẻ em. Rất hiển nhiên, lấy Đông Dương Lăng đánh chiêu bài, còn có thập phương đạo cung chuẩn tắc, bọn họ song phương đều tuyệt đối sẽ không, đối người già trẻ em động thủ. Về điểm này, dục đế cần phải không có sợ hãi. Rầm rầm rầm, thiên quân vạn mã xông vào, nhật nguyệt thần hoàng kết giới, thời điểm, toàn bộ thần đô, đều trên mặt đất chấn. Theo ta đi, nói thật, một trận chiến này Lý Thiên Mệnh không có chút nào cuống cuồng. Vi sinh Vân Tịch đã nói qua. Tối nay chỉ là sách lược chi chiến, không phải chân chính hủy diệt Đông Dương Dục, Đông Dương Lăng quyết chiến, hôm nay muốn bình tĩnh ứng đối, hành sự tùy theo hoàn cảnh, mục đích là tiêu hao đối phương chiến lực, mặc kệ là Đông Dương Dục vẫn là Đông Dương Lăng,
chỉ cần bọn họ chết người, đối với mình đều có chỗ tốt. Cho nên, căn bản không dùng quá liều, có thể làm bộ dáng, thì làm bộ dáng. Ám tinh doanh. Lý Thiên Mệnh xông đi vào kết giới thời điểm, trong tay tam thiên tinh vực vung đến dài nhất. Một đầu 3.000 mét tinh hà, 10 phần lập lòe, từ đầu tới đuôi, để tất cả ám tinh doanh chiến sĩ, đều có thể sâu chuỗi tại cái này tam thiên tinh vực bên cạnh, không đến mức tách ra. Điều này rất trọng yếu. Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới phía trên, Điệp Gia, Ngân Nguyệt Huyễn Mộng kết giới. Đây là một cái ngũ tinh thiên văn kết giới, mê huyễn năng lực mạnh phi thường, Lý Thiên Mệnh có động tất chi nhãn tồn tại, có thể rất lớn trình độ hiểu rõ huyễn cảnh, nhưng là ám tinh doanh những người khác thì không nhất định. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy, mọi người ổn định. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh tùy thời chú ý Thiên Xu quân đoàn những người khác vị trí, mang theo ám tinh doanh, từng bước một tiến lên. Kỳ lân cổ tộc người theo bên cạnh thân tiến đến, bọn họ xông đến so sánh mãnh liệt, bởi vì kỳ lân cổ tộc nhất định phải nịnh nọt Đông Dương Lăng, lấy lập xuống chiến công. Vội vã làm liếm chó. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng. Người có chí riêng, Lý Thiên Mệnh không muốn nghị luận bọn họ, dù sao bọn họ cũng không dễ dàng. Thiên Xu quân đoàn sẽ không lạc hậu kỳ lân cổ tộc quá xa, làm được quá giả, Đông Dương Lăng khẳng định không thoải mái. Nguyên tắc của chúng ta là, gia tốc bọn họ lẫn nhau làm hao mòn, tuyệt không thể để trong đó một phương, cấp tốc tan tác. Đây chính là Vi Sinh Vân Tịch nói, tối nay sẽ không triệt để cầm xuống, Đông Dương dục lý do. Đạo cung vào tràng, là gia tốc huynh đệ bọn họ điên cuồng, để bọn hắn tại ban đầu trên cơ sở, tiếp tục tử chiến làm hao mòn. Trong bọn họ đấu đến loại trình độ này, muốn là không có mới kích thích, Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục, đều sẽ kéo chậm chiến tranh tiết tấu, bọn họ đều vội vã đem thập phương đạo cung lôi xuống nước. Một khi bước vào Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, cái kia chính là tam phương đánh cược. Lần này, giết người ngược lại là tiếp theo, mục tiêu là, chính mình người chết ít nhất. Câu nói này, Bạch Tử Quân đã phân phó mấy lần, làm phía trên vạn nhân thống soái, nhất định phải vì ám tinh doanh phụ trách. Lý Thiên Mệnh đồng dạng cải biến tư duy. Có điều, đáng giết, vẫn là đến giết. Hắn híp mắt, cấp tốc tiến lên. Hắn nghe được nơi xa có rất nhiều thanh âm huyên náo, không có gì bất ngờ xảy ra, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới linh tai, sắp xuất hiện rồi. Quả nhiên, thì tại tiếp theo trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, phong bạo cuốn tới. Vô số hỏa diễm hình thành vòi rồng, xé rách hoàng thành kiến trúc, đập vào mà đến. Đồng thời, trên trời rơi xuống mưa to, những cái kia giọt mưa đều có thánh thiên văn tồn tại, rơi vào trên người, có thể trực tiếp thiêu ra một cái lỗ máu. Đây chỉ là một phần rất nhỏ. Kết trận, lẫn nhau bảo hộ, cấp tốc thông qua. Thu hồi cộng sinh thú, thu nhỏ thể tích. Chiến trường không có mắt, trong nháy mắt, đều có thể có chí mạng biến hóa. Những thứ này linh tai mãnh liệt mà đến, phía trước có kỳ lân cổ tộc đứng vững, ám tinh doanh bên này, cũng bị cường điệu đối đãi. Hướng. Lý Thiên Mệnh lấy Lam Hoang bắt đầu, nó thần thông sơn hải giới đầy đủ kiên cố, có thể chống đỡ rất nhiều linh tai trùng kích. Nó hướng lên tốc độ rất nhanh, tựa như là một thanh dao nhọn, xé rách ra một đầu lỗ hổng. Đuổi theo. Hắn tam thiên tinh vực kéo dài 3.000 mét, có thể để người đứng phía sau, tại mê huyễn bên trong tìm tới vị trí của hắn. Chỉ cần có thể nhìn đến cái này, tam thiên tinh vực tồn tại, liền sẽ không cách Lý Thiên Mệnh quá xa. Đều kéo ở. Vâng. Cộng sinh thú đều trở lại cộng sinh không gian, trên 10.000 người kéo lại 3.000 mét tam thiên tinh vực, vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh đem cái này tam thiên tinh vực treo ở Lam Hoang cái đuôi phía trên, gia hỏa này khí lực lớn, lôi kéo trên 10.000 người không hề có một chút vấn đề. Ong ong. Lý Thiên Mệnh lấy ra 5 bản hải linh thư, trực tiếp đập ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đại lượng nước biển xuất hiện. Lam Hoang xông vào trong nước. Như cá gặp nước, tại nước biển hóa thành dao động hướng về phía trước phóng đi thời điểm, nó lôi kéo trên 10.000 người một đường lướt sóng, vọt thẳng qua một mảnh lớn linh tai khu vực. Bọn họ ám tinh doanh, so kỳ lân cổ tộc còn nhanh. Bọn họ cơ hồ rất ít người, tại kết giới linh tai tàn phá bừa bãi phía dưới thụ thương. Đợi một chút, đi vào khu vực an toàn về sau, Lý Thiên Mệnh cũng không nóng nảy, hôm nay mấu chốt nhất, chính là muốn có thể nhẫn nại. Kết giới linh tai có người khống chế, trên cơ bản hướng nhiều người địa phương đánh tới, bọn họ vị trí này chỉ có cái này trên 10.000 người, ngược lại an toàn không ít. Ngược lại là xa xa kỳ lân cổ tộc, hấp dẫn đại lượng kết giới linh tai, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ.
những cái kia thánh thiên văn linh tai, lực sát thương cùng bất diệt kiếm khí không sai biệt lắm. Thực cốt linh phong, thất tâm đốt lửa, một nguyên trọng độc thủy, mê mộ phấn vàng chờ một chút, điên cuồng đập vào, chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Đại nhân, chúng ta lưu tại nơi này, có thể hay không để kỳ lân cổ tộc nhìn đến? Liễu Ngư Ý hỏi, nhìn đến lại có thể thế nào? Chúng ta tới giúp đỡ, chẳng lẽ vào tới phía trước nhất sao? Không chạy phía sau bọn họ, đã không tệ. Lý Thiên Mệnh nói, ta còn tưởng rằng, đại nhân nhiệt huyết lên não, sẽ giết ở hàng đầu đây. Trần Phóng cười nói, ha ha, người đây là mỉa mai ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, đại nhân tha mạng, Trần Phóng ủy khuất nói. Mọi người vui vẻ. Tại Nhật Nguyệt Thần Hoàng trong kết giới, còn có như thế bầu không khí, chỉ có thể nói Lý Thiên Mệnh cái này tinh tướng làm không sai. Nhất là, hắn vừa mới sử dụng Tam Thiên Tinh Vực cùng Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long lướt sóng, để mọi người khỏi bị rất nhiều tra tấn. Ám tinh doanh bộ hạ, tự nhiên càng thêm chịu phục. Kỳ thật, bọn họ liền sợ Lý Thiên Mệnh tuổi còn rất trẻ, xúc động chuyện xấu, nhìn đến hắn có thể bình tĩnh tỉnh táo, lấy đại cục làm trọng, trong lòng bọn họ càng an tâm, càng muốn nghe hắn chỉ huy. Dạng này, một cái ám tinh doanh chiến đấu lực, mới có thể càng mạnh. Chuẩn bị tốt, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ánh mắt hắn đảo qua đi, sắp có quân đồng minh, vào tới bọn họ vị trí này. Tiếp đó, tại linh tai tàn phá bừa bãi phía dưới, còn muốn cùng Đông Dương dục một mạch người, đao thật kiếm thật làm. Mọi người phải tránh không muốn phía trên, vây ở bên cạnh ta, thời khắc tìm ta Tam Thiên Tinh Vực vị trí, tốt nhất lấy nhiều đánh ít, không muốn xâm nhập địch quân, không cần thiết. Nghe hiểu sao? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Minh bạch, trên 10.000 người trả lời. Cuối cùng một câu, còn sống ra ngoài, người nào đều không cho chết, Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Tất cả mọi người rất đồng ý, dù sao, ai muốn chết đâu. Đại nhân, người muốn lấy Tam Thiên Tinh Vực, bại lộ vị trí, để cho chúng ta tìm tới ngươi, nhưng là nếu như vậy, địch nhân cũng dễ dàng nhìn đến vị trí của ngươi, dễ dàng nhằm vào ngươi. Thân phận của ngươi đặc thù, nếu là dẫn tới cường giả làm sao bây giờ? Trần Phóng lo lắng nói. Vậy liền để bọn họ, tới một cái, chết một cái. Lý Thiên Mệnh híp mắt, ánh mắt mãnh liệt. Đại nhân yên tâm. Chúng ta sẽ làm thể chết cũng đi theo. Mọi người đỏ mắt nói. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh đến Lam Hoang trên đầu. Toàn thể cộng sinh thú, xuất chiến. Trong lúc nhất thời, ám tinh doanh toàn bộ theo bộ binh, chuyển hóa làm kỵ binh, liền Dạ Lăng Phong đều có hồn ma. Lam Hoang tại đội ngũ phía trước nhất, nó thấp giọng gào thét, đã sớm bốn mắt đỏ bừng, khó có thể thuần phục, cái kia thô to long chảo đập trên mặt đất, ầm ầm chấn động. Huỳnh Hỏa thì tại Lý Thiên Mệnh bên người, một mặt cười xấu xa. Xem ra, có Lam Hoàng yểm hộ, nó mới là trên chiến trường ám sát ma quỷ. Đến mức Miêu Miêu, cái này thần kỳ tồn tại, còn kẹp ở Lam Hoàng trên lưng hai tòa núi ở giữa ngủ. Xem ra, không đến cuối cùng thời khắc, nó là không thể nào đi lên. Lý Thiên Mệnh lười nhác quản nó, dù sao hiện tại có phía trên vạn tiểu đệ, không thiếu nó một cái. Hống hống hống. Hơn vạn cộng sinh thú, điên cuồng gào rú. Chuẩn bị tốt. Lý Thiên Mệnh một tay giơ lên Đông Hoàng Kiếm. Ngay sau đó, hắn đem Đông Hoàng Kiếm, một phân thành hai, tay trái tay phải mỗi người một thanh. Tam Thiên Tinh Vực, thì quấn quanh ở cánh tay cùng trên thân thể, có thể tùy thời sử dụng, cũng có thể ngăn trở bộ phận công kích. Giờ khắc này, ám tinh chiến giáp, tinh quang lưu chuyển, phong vân bên trong, tóc trắng phấn khởi. Ca ca, rất đẹp a. Khương Phi Linh Hoa Si, mê gái trai, nói. Ướt sao? Ta không để ý tới ngươi. Cái gì, ta là hỏi ngươi, có hay không, hốc mắt ẩm ướt, cảm giác, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ngươi cút. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng. Đùa giỡn Linh Nhi, chính là nhân sinh nhất đại niềm vui thú, muốn là cái này niềm vui thú không có, tương đương với nhân sinh đã mất đi nhất đại sung sướng a. Đương nhiên. Sung sướng về sau, chém giết thời khắc đến. Ám tinh doanh nghe lệnh. Theo ta cùng một chỗ, giết. Ầm ầm. Khắp nơi oanh minh, long trời lở đất. Lam Hoang mở đường, một đám ngự thú sư, nhấc lên đầy trời bụi mù. Viễn trình thần thông chuẩn bị. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh động tất chi nhãn, xuyên qua hắc ám, đã thấy địch quân tồn tại. Kỳ lân cổ tộc quân đoàn, đã trước một bước, cùng đối phương trùng sát ở cùng nhau. Trên trời còn có vô số linh tai buông xuống.
Tại dạng này sinh tử chiến trường phía trên, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo. Tiến công! Oanh! Oanh! Trong lúc nhất thời, bao quát Lam Hoàng Hồng Mông Âm Ba, Huỳnh Hỏa Lục Đạo Hỏa Liên ở bên trong, vô số cộng sinh thú thần thông, ầm vang bạo phát. Phanh phanh! Thần thông giao phong, thanh thế to lớn. Lăn tăn cái gì a? Miu Miu mở mắt ra, phát hiện trên đỉnh đầu vô số thần thông đụng nhau, nổ ra sáng chói yên hỏa. Lại đánh nhau, thật không nói chuyện, bản mèo vẫn là trước nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Nói xong, nó mềm mại ngã xuống, theo Lam Hoang trên lưng tuột xuống, ngã vào trong nước bùn. 17171717ZZZ. Nó ngủ thiếp đi. Rầm rầm rầm. Cự thú lao nhanh mà qua, đem Miu Miu đã dẫm vào vũng bùn chỗ sâu, biến thành tiểu bùn mèo. Bất quá, nó hồn nhiên không hay, chờ mình, tiếp tục ngủ say. Tại kết giới linh tai tàn phá bừa bãi bên trong, ám tinh doanh chiến sĩ một bên bảo mệnh, một bên lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, lấy Lam Hoang vì dao nhọn, trực tiếp cắm vào Đông Dương Dục một mạch trận doanh, tại chỗ xé rách ra một đạo lỗ hổng tới. Ầm ầm. Lam Hoang thần thông, đại địa hồng hoang, chấn động mà đi, trước mắt mảng lớn đất đai, trực tiếp biến thành đầm lầy, rất nhiều địch nhân lâm vào trong đó. Lấy Lý Thiên Mệnh thực lực bây giờ, đối diện trên cơ bản đều là địa chi thánh cảnh đối thủ, rất khó đứng vững Lam Hoang trùng kích. Đối phương cộng sinh thú thần thông lại nhiều, đều rất khó đối 814 ngôi sao Lam Hoang, tạo thành cái uy hiếp gì. Nó tại cuộc tỉ thí này bên trong, cũng là sắt thép chiến tranh cự thú, chỗ đến, người ngã ngựa đổ. Đinh đinh đinh, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa cùng một chỗ, trên người bất diệt kiếm khí, là lớn nhất mãnh liệt linh tai, hắn trực tiếp lấy Đông Hoàng kiếm mở đường. Phốc phốc, chiến trường không phải thiên tài đối quyết, nơi này sinh tử, không khỏi mình nói tính toán, không giết người, người liền sẽ giết chính mình. Hắn Đông Hoàng kiếm chỗ đến, thi thể bay tán loạn, mặc kệ là người vẫn là cộng sinh thú, trên cơ bản cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Chỉ là thập kiếp kiếm. Phổ biến địa thánh cảnh thượng cổ hoàng tộc cùng hoàng triều quân đoàn binh lính, đều chỉ có thể tan tác tại chỗ. Huỳnh Hỏa luyện ngục hỏa ảnh chỗ đến, hỏa diễm lăn lộn, luyện ngục hỏa bao phủ ở giữa, rất nhiều người đều chỉ có thể kêu thảm. Rầm rầm rầm. Ám tinh doanh trên 10.000 người, lúc này đã giết tiến vào địch quân trận doanh, bọn họ trận hình trên cơ bản bảo trì không rời, dù sao, ngoại trừ ứng đối địch quân, còn muốn tránh né, ngăn cản kết giới linh tai trùng kích, một khi lạc đàn, vô cùng phiền phức. Siêu. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên không phải thiên chi thánh cảnh, nhưng có thiên chi dực, kỳ phi được chuyển di tốc độ, ngược lại càng nhanh. Hắn trên chiến trường du tẩu, trên cơ bản lấy trợ giúp làm chủ, bảo trụ cấp dưới tánh mạng đồng thời giết địch. Linh Nhi, người thời gian chàng phạm vi, lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Làm lớn ra gấp 4-5 lần, cực hạn trạng thái, có thể đem chung quanh 5.000 người đều bao phủ tiến đến. Không gian tường cũng có thể đạt tới 50 mặt. Khương Phi Linh nói, nàng hiện tại thì thi phát triển không gian tường, đang trợ giúp ám tinh doanh ngăn cản trên trời rơi xuống linh tai, một nguyên trọng độc thủy. Lợi hại, xem ra ngươi chỉ là hậu thiên thần thai, thì khá là ghê gớm. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Khương Phi Linh ngạo kiều cười một tiếng. Nàng tại Lý Thiên Mệnh trên thân, không cần chú ý vị trí của mình, chỉ cần trưởng khống đại cục, vô cùng nhẹ nhõm. Tiếp tục giết. Đối thủ rất nhiều người đều phát hiện hắn. Thấy không, đây chính là Lý Thiên Mệnh. Cũng là hắn giết Thái tử Điện Hạ. Cầm xuống đầu của hắn, cam đoan thăng quan tiến tước A. Đó còn cần phải nói, cả một đời áo cơm không lo, con cái đời sau đều muốn hưởng phúc. Nhanh đi thông báo đại nhân. Từ Lý Thiên Mệnh đưa tới hỗn loạn, trên chiến trường bao phủ lái đi. Ở trong đó, thượng cổ hoàng tộc người chiếm cứ hơn phân nửa. Những người này ánh mắt hừng hực mãnh liệt. Từng cái hung hãn dữ tợn, sát khí ngút trời. Kẻ này hung hăng càn quấy, ngay cả chúng ta thượng cổ hoàng tộc cũng dám khiêu khích, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, thật sự coi chính mình là cái nhân vật rồi. Lại còn dám xâm nhập chiến trường, hắn chết chắc, đi tìm người. Trước vây quanh hắn, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ, vây giết Lý Thiên Mệnh. Hắn quả nhiên thành nhân vật tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, tràng diện đại biến. Làm hắn thành bánh trái thơm ngon về sau, rất nhiều người trực tiếp từ bỏ đối thủ của mình, chỉ ít có hơn 100 người, hướng về Lý Thiên Mệnh giết đi lên. Bảo hộ đại nhân. Trần Phóng hô một tiếng, rất nhiều người hướng về bên này tụ tập. Không dùng. Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo cười một tiếng, hai tay cầm Đông Hoàng kiếm,
thiên chi dực chấn động, lóe lên một cái rồi biến mất. Bất diệt kiếm khí. Hắn hiện tại có 3.000 bất diệt kiếm khí, mỗi lần ra một kiếm, đều nắm chắc 100 đạo bất diệt kiếm khí bạo phát, đừng nói cái này hơn 100 người, cũng là thiên chi thánh cảnh, đều chịu không được kiếm khí của hắn đâm xuyên. Phốc phốc, phốc phốc, kim sắc cùng màu đen đông hoàng kiếm cùng múa, kiếm quang sở hướng chỗ, quang mang lập lòe, cái kia lao vút kiếm khí, xuyên thấu nguyên một đám thân thể máu thịt. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh trong đám người xuyên thẳng qua mà qua, mọi người bất ngờ nhìn đến. Vô số cỗ thi thể, liên tiếp té lăn trên đất. Không tính là người vẫn là cộng sinh thú, trên cơ bản nhất kích mất mạng. Chết! Đều đã chết, đừng đi lên, hắn quá mạnh. Cái này, đây là 20 tuổi người sao? Thần quốc trong lịch sử, xuất hiện qua loại quái vật này. Những thứ này thượng cổ hoàng tộc, nguyên một đám đã sắc mặt trắng bệch, sĩ khí nhận lấy đả kích cực lớn. Càng đáng sợ chính là, trong mắt bọn hắn, một cái ba đầu sáu tay. Hất lên xanh lớp vảy màu xám, mặt mũi hung dữ đại quái vật, tại trên thi thể bôn tẩu, chỗ đến, há miệng một hút vào, những cái kia xương trắng trạng thái linh hồn, đều bị nó hút vào trong bụng, làm vi thực vật tiêu hóa. Trong mơ hồ, đều có thể nghe được những người kia, trước khi chết tuyệt vọng kêu thảm. Cái này khiến thượng cổ hoàng tộc càng hoảng sợ. Chạy mau! Không chịu nổi, ai? Bọn họ biết, vật này gọi là hồn ma, là Dạ Lăng Phong theo thần táng bên trong mang ra. Ăn sống linh hồn, còn không sợ. Đối hồn ma tới nói, nơi này quả thực đều là thiên đường của nó. Nó đều không cần chính mình động thủ, một đường ăn rồi đi, hôm nay đoán chừng đều có thể chịu đựng. Phương thức của nó là đem những linh hồn này, triệt để hấp thu tiêu hóa, dung hội thành lực lượng của mình. Tiểu Phong, nó có phải hay không tại mạnh lên? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, mạnh tốt nhiều, không quá nhanh ăn no rồi, những thứ này đầy đủ nó tiêu hóa thời gian rất lâu. Dạ Lăng Phong nói, tốt, phải tránh để nó mất đi khống chế. Không có vấn đề, Dạ Lăng Phong nói. Hồn ma thực lực càng mạnh, chẳng khác nào Dạ Lăng Phong mạnh lên, đây là chuyện tốt. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục đầu nhập chém giết bên trong, một bên bảo mệnh, một bên giết địch. Rầm rầm rầm, toàn bộ chiến trường, đã vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi, tam đại trận doanh, đã giết tới mức độ kịch liệt. Lý Thiên Mệnh ám tinh doanh. Có Khương Phi Linh đối thời gian cùng không gian khống chế, bảo hộ, có thể nói là chiến công rất cao. Đừng nhìn kỳ lân cổ tộc giết đến điên cuồng, liền mệnh đều liều lên, trong bọn họ 10.000 người giết địch số lượng, tuyệt đối không có ám tinh doanh nhiều. Tiếp tục bảo trì. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đẫm máu, vong hồn dưới kiếm vô số. Trải qua sinh tử chiến trường ma luyện, xác thực có thể dẫn phát rất nhiều suy nghĩ, phía trước tiến trên đường, từng bước một tìm tới chính mình. Đúng vào lúc này, mặt bên bỗng nhiên giết ra một đám người. Theo phục sức của bọn họ đến xem xét cũng là Đông Dương hoàng tộc, mà không phải Khương Thị hoàng tộc, hoặc là Võ Thánh Phủ, Hoàng Triều quân đoàn người. Trên người bọn họ cơ bản mặc lấy kim trường bào màu đen, ung dung đại khí, quý giá xa hoa lãng phí, biểu lộ kiêu căng, ý chí cường thế, giết người như ngóe. Đám người này hết thảy 10 cái, trên cơ bản đều là thiên chi thánh cảnh. Bọn họ ngự không phi hành mà đến, tựa hồ là từ Tam Thiên Tinh Vực, khóa chặt Lý Thiên Mệnh vị trí. Giết hắn. Chém giết Lý Thiên Mệnh người, khen thưởng thánh tinh 5 triệu. Cộng sinh thú tiến hóa làm cổ thánh thú. Cái này hét lớn một tiếng, trực tiếp dẫn động chung quanh chiến trường xô trào, vô số người để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Oanh. Rất nhiều người như bị điên, hướng về Lý Thiên Mệnh vọt tới, may mắn lúc này thời điểm, ám tinh doanh trận hình bảo trì đến không ngừng. Đổi công làm thủ, Lý Thiên Mệnh cũng không hoảng hốt, mà chính là bình tĩnh đối mặt. Đoàn bọn hắn đoàn cố thủ, ám tinh doanh vốn là so với đối phương nhiều người, một khi lựa chọn đóng giữ, đối phương rất khó giết tiến đến, trừ phi là từ trên trời. Địa chi thánh cảnh ngự thú sư, coi như cộng sinh thú là phi cầm, bọn họ cũng không dám từ trên trời nện vào đến, dù sao một khi rơi xuống, vậy nhưng chết chắc. Thiên chi thánh cảnh có thể bay trời ngự không, tiến thối thuận tiện, rất nhiều cường giả. Đều bởi vậy để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều thiêu đốt lấy ánh mắt, sát khí ngút trời. Đại nhân, dẫn đầu hai người, là Dục Đế Tứ Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử, phân biệt gọi Đông Dương Lưu cùng Đông Dương Phong, lệ thuộc về Thần Vũ quân đoàn, từ nhỏ theo Thần Vũ nguyên soái, chinh phục thần quốc Tây Bắc Man Di, chiến trường chém giết kinh nghiệm phong phú. Trần Phóng vội vàng nói. Thực lực như thế nào? Bọn họ hơn 50 tuổi,
thực lực cùng Khương Liễu Đình tương đương. Liễu Ngự Ý nói, rất tốt, hôm nay lấy trước hai cái hoàng tử khai đao, bắt bọn hắn thủ cấp mở đường. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng. Hai cái này số tuổi so Lý Vô Địch còn lớn hơn hoàng tử, ngự không bay tới, đều để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh bọn họ, còn có 10 cái thiên chi thánh cảnh. Các ngươi trợ giúp ngăn lại những người khác, hai cái này đều giao cho ta. Lý Thiên Mệnh triệu tập ám tinh doanh tất cả thiên chi thánh cảnh, hết thảy có khoảng 20 người. Đại nhân, muốn không cho thêm ngươi ngăn lại một cái? Trần Phóng lo lắng hỏi. Không dùng, các ngươi phối hợp Tiểu Phong, cấp tốc làm thịt những người khác, để tránh đối phương nửa đường xuất hiện trợ giúp. Vâng. Lấy Lý Thiên Mệnh cầm đầu, hết thảy hơn 20 người mang theo cộng sinh thú, hướng lên không trung, tại chỗ kích đụng vào nhau. Hắn khóa chặt hai cái hoàng tử, không dùng hắn chọn tuyển đối thủ, hai vị này đều tranh nhau chen lấn, muốn giết hắn lập công, trên cơ bản không ai nhường ai. Hai người đều là song sinh ngự thú sư, cộng sinh thú đều là 7 con thiên phú, cùng Đông Dương trước tương đương. Loại thiên phú này, không tính cả cổ hoàng tộc tối đỉnh cấp. Nhưng mấu chốt là, bọn họ số tuổi lớn, kinh nghiệm phong phú, giết người như ngóe, hai người bốn thú vây công, so một cái Khương Liễu Đình mạnh hơn nhiều. Tứ hoàng tử, Đông Dương Lưu, cộng sinh thú, tên là, Núi Vàng Thần Thuẫn Cửu Anh, hai đầu đều là 79 ngôi sao cấp 7 cộng sinh thú, đã dài đến trưởng thành, hình thể phi thường to lớn. Hắn toàn thân áo giáp đều như là hoàng kim đúc thành, giống như là hai tòa hoàng kim đại sơn, không thể phá vỡ, nó cái kia 7 cái hình dáng đặc thù đầu, chất thành một đống, liền thành một cái kim sắc thuẫn bài. Cửu Anh là phi thường hung ác cộng sinh thú, hoàng thành là ông trời của bọn nó chỗ. Khóa chặt Lý Thiên Mệnh về sau, cái này hai đầu cộng sinh thú đã đập xuống, làm hoàng cái kia to lớn thần long thân thể xông tới, cùng cái này hai đầu hoàng kim cự thú, chật đánh nhau. Phanh phanh phanh, giống, hồng mông âm ba bạo phát, tăng thêm long đuôi diệt tuyệt thần kiếm chặt chém, trận chiến đấu này, có thể nói là 10 phần thô bạo. Ngay sau đó, ngũ hoàng tử Đông Dương phong hai đầu cộng sinh thú, theo một phương hướng khác đánh tới chớp nhoáng. Hai cái này đều là 77 ngôi sao, toàn thân gai đen, cùng Đông Dương phong trần cộng sinh thú có chút tương tự, cũng là gai đen càng nhiều, nhưng không có lôi hỏa thuộc tính, có chỉ có kịch độc. Đây là hắc ma gai độc cửu anh. Cái này hai đầu hắc ma gai độc cửu anh, mặc dù không có Bắc Minh đế ma cửu anh huyết thống cao quý, nhưng dù sao đã trưởng thành, cho nên thân thể càng thêm to lớn, chiến đấu lực khẳng định càng mạnh. Tùy tiện một đầu, đoán chừng đều có thể đánh bại Đông Dương phong trần cộng sinh thú. Dù sao, Đông Dương Phong Trần là bọn họ cửu đệ. Miêu miêu đâu? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Không biết rơi chỗ nào ngủ, Huỳnh Hỏa nói. Cái kia đừng quản nó, người đi lên một cái đỉnh hai cái. Lý Thiên Mệnh nói. Khiêu chiến cực hạn a, ta bị thương làm sao bây giờ? Lăn đi lên. Lý Thiên Mệnh đem nó đánh tới hướng hắc ma gai độc cửu anh. Tiếp theo trong nháy mắt, Đông Dương Lưu cùng Đông Dương Phong hai người đã giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Rất hiển nhiên, huynh đệ bọn họ đều muốn Lý Thiên Mệnh mệnh. Ngươi chính là Lý Mộ Dương xúc sinh kia nhi tử. Có chút thiên tư, ngay cả chúng ta thượng cổ hoàng tộc cũng dám khiêu khích, còn dám nghênh ngang đi tìm cái chết, huynh đệ chúng ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Đông Dương Lưu tiếng như chuông lớn nói. Ta khiêu khích qua các ngươi. Lý Thiên Mệnh yên lặng cười một tiếng. Hai vị nói là cửu minh nhất tộc sao? Ta không có nói sai a, các ngươi không dám thừa nhận. Chỉ có thể nói lòng tự trọng quá yếu ớt. Cầm hoàng tộc đến tô son chát phấn chính mình, cái này cùng quên nguồn quên gốc khác nhau ở chỗ nào. Cửu minh nhất tộc, cũng là cửu minh nhất tộc, không đổi được các ngươi vết bẩn âm hiểm bản tính, lại truyền thừa 100.000 năm, các ngươi cũng không đảm đương nổi hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm đông hoàng kiếm, thiên chi rực vọt lên đến, lấy một địch hai, trực tiếp cùng hai vị hoàng tử giết ở cùng nhau. Đinh đinh đinh. Trong lúc nhất thời, binh khí giao phong, tia lửa tung tóe. Làm càn, Đông Dương Lưu nổi giận, vừa đến chặt chém mà đến, ánh sáng màu vàng bổ nứt thiên địa. Thả mẹ ngươi, Lý Thiên Mệnh toàn thân khí huyết nổ tung. Hắn hội tụ 3.000 bất diệt kiếm khí, dẫn động đông hoàng kiếm phía trên, đế vực kiếm hoàng kết giới. Cứ như vậy, chung quanh hắn 10 mét địa phương, toàn bộ đều là bạo loạn đế hoàng kiếm khí. Đối phương muốn công kích đến hắn, đầu tiên đến bị đế vực kiếm hoàng kết giới oanh sát. Dầm dầm dầm. Đế vực kiếm hoàng kết giới còn đang khuếch đại, đảo mắt đã có 20 mét. Đây là Lý Thiên Mệnh cảnh giới sau khi đột phá,
Tại Đông Hoàng kiếm bên trong, thu hoạch càng nhiều đế hoàng kiếm khí kết quả, cái này khiến đế vực kiếm hoàng kết giới uy lực càng mạnh. Bên cạnh hắn Đông Dương Lưu cùng Đông Dương Phong, toàn bộ đều bị vây quanh tại trong kết giới. Loại này mang theo người thiên văn kết giới, phẩm giai đều nói không nên lời, tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Chết! Lý Thiên Mệnh hội tụ 3.000 bất diệt kiếm khí, tăng thêm đế vực kiếm hoàng kết giới bạo phát, lại thi triển thần tiêu kiếm thứ tư. Ông! Một kiếm này tại Khương Phi Linh phụ linh phía dưới, mạnh đến mức hủy thiên diệt địa. Đông Hoàng kiếm quét ngang mà qua, loảng xoảng một tiếng, Đông Dương Lưu binh khí tại chỗ vỡ vụn. Phốc phốc! Kiếm khí càn quét mà qua thời điểm, đáng sợ sự tình phát sinh. Đông Dương Lưu trừng to mắt, ngốc đứng ở giữa không trung. Cúi đầu xem xét, cổ của hắn trở xuống, toàn bộ để Lý Thiên Mệnh kiếm khí chìm ngập, trong nháy mắt vỡ nát. Cái này đều tương đương với bị trảm thủ. Dù sao, thì còn lại một cái đầu. Ây! Đông Dương Lưu còn tại trở về chỗ cũ, cuộc đời của mình. Còn cuồng sao, cái gì thượng cổ hoàng tộc, dựa vào cái gì các ngươi trời sinh thì cao cao tại thượng. Chúng sinh đều như thế, các ngươi cũng sẽ chết, đừng có lại một bộ khó có thể tin biểu lộ được không, ta đều nhìn phiền. Ta thì giết ngươi, thế nào? Lý Thiên Mệnh một bàn tay vung trên mặt của hắn. Hô! Đông Dương Lưu ánh mắt chừng đến càng lớn, sau đó, triệt để tắt thở. Lý Thiên Mệnh bắt lấy tóc của hắn, cầm trên tay, thanh âm trầm xuống, sau đó gào thét một tiếng, nghịch tặc Đông Dương Dục thứ tư con, Đông Dương Lưu, đã chết, tiếp đó, đến phiên người nào? Đại nhân Châu Phê, ám tinh doanh sĩ khí tăng vọt, tại chỗ giết đỏ cả mắt. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, ngũ hoàng tử Đông Dương Phong đã bị hù chạy, ngay cả mình cộng sinh thú đều không để ý tới. Đại khái là Lý Thiên Mệnh một kiếm chém giết hắn tứ ca, làm cho hắn sợ hãi. Ngươi muốn chạy. Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng kiếm, trong tay tam thiên tinh vực hất lên. Cửu thiên ngân hà quyết tinh hà loạn thế. Cái kia sáng chói tam thiên tinh vực, trong nháy mắt kéo dài, tăng vọt 300 mét, buông xuống tại Đông Dương Phong trên đỉnh đầu. A! À, Đông Dương Phong cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên quay đầu, trường thương vừa ra. Hắn coi là Lý Thiên Mệnh truy chắp sau lưng, giết một cái hồi mã thương, nhưng là mũi thương vừa ra, là hắn biết xong đời. Lý Thiên Mệnh còn tại ba ngoài trăm thước. Đinh đương. Tam thiên tinh vực chợt lóe lên, tinh hà vẫn lạc, tát bay hắn trường thương. Lại đến một lần. Cửu thiên ngân hà quyết thôi sán xí tinh. Tam thiên tinh vực lần nữa trong đêm tối lập lòe, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, quất vào Đông Dương Phong trên cổ, trong nháy mắt quấn quanh mấy tầng. Cút, Đông Dương Phong tròn mắt tận nứt, thân thủ muốn kéo đứt tam thiên tinh vực. Thế nhưng là, cái này căn bản liền cứu không được hắn. Tam thiên tinh vực lam vòng, sắc bén như lưỡi dao, liền binh khí đều có thể cắt đứt, lại càng không cần phải nói cổ của hắn. Siêu, làm Lý Thiên Mệnh kéo trở về thời điểm, trực tiếp rút về một cái đầu. Đông Dương Phong thân thể, tại chỗ đập xuống đất, nhấc lên đầy trời bụi đất. Hô, cái kia đầu hất lên. Rơi vào Lý Thiên Mệnh trên tay. Cầm lên xem xét, Đông Dương Phong hai mắt tràn đầy tơ máu, hoảng sợ nhìn lấy chính mình. Ngươi thật đúng là kẻ hèn nhát, chiến bại không phải đến tự sát sao? Ngươi còn đào tẩu, tính cả cổ hoàng tộc sao? Ha ha! Lý Thiên Mệnh vô tình chế giễu, để Đông Dương Phong sau cùng ý thức tiêu tán thời điểm, thống khổ nhắm mắt lại. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử. Toàn bộ chết tại Lý Thiên Mệnh trong tay, mà lại đều là chết thảm. Loại này đơn giản thô bạo giết hại phong cách, thực sự quá hết giận. Hai vị này thế nhưng là thượng cổ hoàng tộc nhân vật trọng yếu, càng là thượng cổ hoàng tộc ý chí người thừa kế, Lý Thiên Mệnh chẳng những giết bọn hắn, càng nghiền ép, tan rã ý chí của bọn hắn. Cái này, mới là thượng cổ hoàng tộc, nhất không thể tiếp nhận. Bọn họ là bất bại nhất tộc, coi như chiến bại, ý chí vĩnh viễn bất tử. Thậm chí lấy tự sát tả tội. Nhưng bây giờ, Đông Dương Phong đều bị hù chạy, cái này tính là gì? Tự mình đánh mình mặt sao? Cái gì bất bại nhất tộc, kết quả là, còn không phải sợ chết. Hoàng tộc vài vạn năm chân áp, thành lập chất đầy hài cốt thần đô, đã sớm dẫn phát người người oán trách. Nếu không phải cừu hận thượng cổ hoàng tộc, những người này, cũng không sẽ thêm vào thập phương đạo cung, không bị hoàng tộc sử dụng. Khi thấy Lý Thiên Mệnh biểu hiện như thế, cuồng nhiệt, hai chữ, đều không đủ lấy hình cho tâm tình của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh, ta nói thật, người tại ta trong mắt, cũng là cái tiểu hài tử,
lão tử cái này số tuổi, làm ra ra ngươi đều có thể. Nhưng là lão tử phục ngươi. Ta đi đặc biệt thượng cổ hoàng tộc, còn không phải sẽ chết. Các huynh đệ, chơi hắn nhóm. Ầm ầm. Ám tinh doanh toàn thể đánh lên máu gà, trang bị gan báo, giết đến thượng cổ hoàng tộc liên tục bại lui. Vừa rồi cái kia 10 cái Đông Dương hoàng tộc thiên chi thánh cảnh, bị Dạ Lăng Phong, hồn ma, tăng thêm Lý Thiên Mệnh cấp dưới toàn bộ giải quyết. Bọn họ chi viện huỳnh hỏa cùng Lam Hoang bên này, lại tụ hợp Lý Thiên Mệnh, đem cái kia 4 đầu cộng sinh thú, triệt để chém giết. Lam Hoang, tiếp lấy. Lý Thiên Mệnh tiện tay quăng ra, đem Đông Dương lưu đầu, toàn bộ cắm ở trên lưng của hắn. Cái đồ chơi này sau khi ra ngoài, còn có thể làm một loại chứng minh. Làm xong hai vị hoàng tử, Lý Thiên Mệnh dự định thu một chút. Bọn họ đã tương đối sâu vào, sau đó, hắn mang theo, ám tinh doanh, hướng rút lui một số. Không biết những người khác thương vong như thế nào, chỉ ít ta ám tinh doanh thương vong không lớn, luận công cực khổ cũng không kém. Nhiệm vụ hoàn thành đến không sai biệt lắm. Đây cũng là Lý Thiên Mệnh, thu về trận hình nguyên nhân. Bọn họ lời nói cung là đến trợ giúp, Đông Dương Lăng người còn không có đột phá phòng tuyến. Bọn họ không có khả năng, trước hết giết vào bên trong chịu chết. Đúng vào lúc này, tới một kiện đột phát sự kiện. Lý Thiên Mệnh nhận được Bạch Tử Quân khẩn cấp quân lệnh toàn quân rút lui. Lui ra Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Cái này kết thúc, không tiếp tục tiến công. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất nghi hoặc, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Ám tinh doanh, toàn quân rút lui. Vâng, tại trong quân đội, dù là chỉ lệnh lại mơ hồ. Tất cả mọi người không có, bất kỳ nghi ngờ nào thói quen. Bọn họ giết ở đây, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lập tức trở về. Ong ong, đại quân rút lui, vẫn phải bị kết giới linh tai trùng kích, còn muốn bị thượng cổ hoàng tộc truy kích, cũng sẽ có một ít tổn thương. Lý Thiên Mệnh tận khả năng, bảo vệ tốt chính mình bộ hạ, tìm ra một đầu an toàn nhất đường, nếu có người lạc đàn hoặc là trọng thương, lập tức cứu viện. Rút lui, rút lui. Tại lui về quá trình bên trong, Lý Thiên Mệnh phát hiện Kỳ Lân cổ tộc cũng tại lui về. Xem ra hẳn là phát sinh một loại nào đó đại sự, đánh gãy hai đại minh quân tiến công tiết tấu. Sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh đụng phải Bạch Tử Quân, hắn chính thu nạp toàn bộ Thiên Xu quân đoàn lui về. Tinh Vương, phát sinh cái gì rồi? Lý Thiên Mệnh cùng mấy cái tinh tướng cùng tiến lên đến hỏi. Đông Dương Dục mở ra Trầm Uyên chiến trường thủ hộ kết giới, bọn hắn người. Theo Trầm Uyên chiến trường dẫn rất nhiều hung thú, lập tức liền muốn hội tụ tại thần đô, theo hoàng thành động không đáy lao ra, ngăn tại chúng ta phía trước. Bọn họ hành động lần này, từ số ít người thao tác, rất bí mật, chúng ta thực hiện không biết rõ tình hình. May mắn, hung thú đột kích động tĩnh rất lớn, giấu giếm không được. Cung chủ vừa nhận được tin tức, lập tức liền để cho chúng ta rút khỏi, Nhật Nguyệt Thần Hoàng chiến trường, tránh cho mũi nhọn. Bạch Tử Quân ánh mắt lạnh lẽo nói. Đông Dương Dục phát rồ đi. Hung thú, đây là không lý trí chút nào, phe thứ tư, thế lực, đụng tới ai cũng giết, thần đô hiện tại mặc dù là phế tích, nhưng cũng có rất nhiều người tại thủ vững. Đông Dương Dục mở ra Trầm Uyên chiến trường thông đạo, còn đem hung thú đưa vào đến, chẳng phải là để thần đô, biến thành hung thú chi thành. Thần đô thiên địa linh khí, đối hung thú có sức hấp dẫn rất mạnh, mở cái này lỗ hổng, nếu là không lại phong bế, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Không chỉ là chúng ta rất phiền phức, Đông Dương Dục chính mình cũng phiền phức. Vốn là thần đều đã thành phế tích, lại đem hung thú bỏ vào đến, sẽ chỉ sụp đổ đến càng thêm triệt để. Tinh tướng nhóm phẫn nộ nói. Hắn không để ý tới nhiều như vậy, hắn mở ra là trong hoàng thành động không đáy, chính là vì để hung thú đột nhiên xuất hiện, đối với chúng ta tạo thành đả kích chí mạng. May mắn, chúng ta sớm đạt được liễu tình báo, hiện đang rút lui còn kịp. Bạch Tử Quân nói. Tiếp đó. Đông Dương Dục chính mình kết thúc như thế nào? Chính hắn, cũng phải bị hung thú tiến công. Đoán chừng các loại ban ngày đến đi, đến lúc đó có Thái Dương chi lực, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới uy lực gia tăng, theo Trầm Uyên chiến trường tiến đến hung thú, cũng sẽ bị kết giới tiêu ký, chỉ cần ngăn chặn Trầm Uyên chiến trường bên kia thông đạo, liền có thể ngăn cản hung thú gia tăng. Bạch Tử Quân nói, đám hung thú này cũng sẽ không, lưu tại trong kết giới để hắn chu sát. Đoán chừng sẽ chạy trốn đến thần đô, khắp nơi phá hư. Đông Dương Dục mới sẽ không quản thần đô, trong mắt của hắn chỉ có chính mình đế vị. Hắn phương pháp này xác thực có hiệu quả, chí ít, ép được ta nhóm không thể không rút quân, hắn nhìn đúng chúng ta thập phương đạo cung, muốn giữ lại thực lực. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ?
mọi người hỏi. Đi ra ngoài trước các loại tin tức, tiếp đó, chúng ta chỉ sợ cần, trước phái người đi công chiếm Trầm Uyên chiến trường, đem hung thú triệt để ngăn chặn, không để chúng nó tới quấy rối. Nắm giữ bên kia thông đạo, còn làm cho chúng ta, theo kết giới nội bộ tiến công hoàng thành. Có điều, tối hôm nay cơ hội, rất có thể chớp mắt là qua, lần sau hành động, đoán chừng phải đợi tháng sau. Bạch Tử Quân nói. Vâng. Không sao, chúng ta có nhiều thời gian. Bạch Tử Quân nói. Vâng. Tản, trở về mang các huynh đệ ra ngoài. Vâng. Hôm nay vốn là cũng chỉ là một loại thăm dò cùng làm hao mòn, không có một lần tính nghiền nát dục đế, Lý Thiên Mệnh cũng không thất vọng. Thập Phương Đạo Cung muốn là người mình cân nhắc, tại Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục, còn có rất cường lực lượng thời điểm, không cần thiết đem đạo cung hao tổn chết ở chỗ này. Nếu là tháng sau lại đến, ta sẽ chỉ mạnh hơn, đến lúc đó, có thể ngăn cản ta người càng ít. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Giống giống. Hắn đã nghe được, sau lưng có hung thú tiếng giống giận dữ âm. Xem ra tình báo trong chiến tranh tương đối quan trọng, lần này thú triều tiến công, đoán chừng là Đông Dương Dục bên người nhân vật trọng yếu thao tác, cho nên Đông Dương Lăng cùng đạo cung nội ứng, đều không có đạt được tin tức. May mắn, thú triều động tĩnh quá lớn, chúng ta sớm đạt được tình báo. Không phải vậy, chúng ta bây giờ khả năng, sẽ bị điên cuồng thú triều nghiền ép. Đông Dương Dục xác thực tàn nhẫn, đám hung thú này tràn vào thần đô triệt để xong đời. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu thì không cho rằng, muốn bắt lại thượng cổ hoàng tộc cái này hai huynh đệ rất đơn giản. Hiện tại khó khăn gặp phải, nằm trong dự đoán của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới biên giới đã xuất hiện. Đem đám người này mang đi ra ngoài. Hắn thì hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vào lúc này. Ngọa tào, Miêu Miêu đâu, Lý Thiên Mệnh não tử sắp nổ. Bởi vì muốn khai chiến, Miêu Miêu cũng không có lưu tại cộng sinh không gian, mà là tại Lam Hoang trên lưng. Chỉ bất quá, nó vẫn là lười biếng, trên chiến trường ngủ ngon đây. Mèo ca không tại ta trên lưng, nó còn ở bên trong. Lam Hoang quay cuồng nói. Ta dựa vào, sớm biết ra hỏa này như thế lười. Trực tiếp để nó tại cộng sinh không gian ngủ. Lý Thiên Mệnh quả thực dở khóc dở cười. Hắn dựa vào tâm linh cảm ứng, biết đại khái Miêu Miêu vị trí. Nó còn tại Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới trung bộ, bên trong động tĩnh lớn như vậy, gia hỏa này còn không có tỉnh lại. Đậu phộng, lão tử phải bắn nát nó chứng không thể, tâm thật to lớn a. Huỳnh Hỏa cuống cuồng nói. Làm sao bây giờ, Mèo Ca phải chết, oa. Lam Hoàng khẩn trương nói. Chết cái đầu của ngươi, chúng ta trở về, dẫn nó đi ra. Việc này trách nhiệm tại ta đem nó quên mất. Lý Thiên Mệnh cấp tốc làm ra quyết định. Đây chính là cái ngoài ý muốn, không có gì tốt oán trách, tất cả mọi người là thân huynh đệ, ai cũng sẽ ra điểm tình huống. Nếu là không lười biếng, nó vẫn là Miêu Miêu sao? Trần Phóng, Liễu Ngự Ý, các ngươi đem người mang đi ra ngoài, chờ ta một lát. Lý Thiên Mệnh cấp tốc an bài. Đại nhân! Người muốn đi đâu? Lập tức liền đi ra ngoài, cái này nhưng không được a. Trần Phóng nói. Ta có một cái cộng sinh thú rơi ở bên trong, lập tức liền đi ra, ngươi thấy tinh vương hoặc là giả nhất điện chủ, giúp ta đem tình huống, cùng bọn hắn nói một tiếng. Lý Thiên Mệnh nói. Rơi ở bên trong, Trần Phóng cùng Liễu Ngự Ý liếc nhau, quả thực dở khóc dở cười. Đây là cái gì kỳ hoa cộng sinh thú a, lại còn có thể làm mất. Mấu chốt là... Hiện ở bên trong đều là hung thú a. Hung thú gặp ai cũng giết, thậm chí, gặp hung thú khác đều giết. Đem bọn nó đặt ở thần đô, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới triệt để loạn. Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong, để Lam Hoang cùng Huỳnh Hỏa trở lại cộng sinh không gian, chấn động thiên chi dực, trực tiếp liền đi. Thiên Mệnh ca, ta và ngươi cùng một chỗ, Dạ Lăng Phong theo sau. Hồn ma thân thể quá lớn, để hắn ở lại bên ngoài. Lý Thiên Mệnh nói. Không dùng. Dạ Lăng Phong la lên một tiếng, cái kia hồn ma lắc mình biến hóa, vậy mà hóa thành một trận màu đen gió xoáy, cuốn lấy Dạ Lăng Phong. Hắn thân thể to lớn, biến mất vô hình, còn để Dạ Lăng Phong tốc độ nhanh không ít. Hồn ma là linh hồn cùng nhục thân biến hóa thể, loại thủ đoạn này, Lý Thiên Mệnh tại thần táng thời điểm liền kiến thức qua, xác thực rất kinh người. Hồn ma hôm nay ăn không ít linh hồn, mạnh mẽ hơn không ít, muốn là gặp phải nguy hiểm, còn có thể trợ giúp chúng ta. Dạ Lăng Phong nói. Đi. Hai người bọn họ người mặc ám tinh chiến giáp, lăn lộn trong bóng đêm, hành động cũng không đáng chú ý. Siêu siêu. Hai bóng người bay lượn mà qua,
hướng về Miêu Miêu vị trí mà đi. Lão Ngũ, một cái vóc người khôi ngô, sắc mặt âm u, người mặc lửa trường bào màu đỏ trung niên nam tử, tại một đầu tam giai cổ ma thú, hai đầu yêu lang, miệng bên trong, tranh đoạt một cỗ thi thể không đầu. Hắn nhìn thoáng qua phục sức, liền biết, cái này thi thể thuộc về hắn ngũ đệ, Đông Dương Phong. Người này, chính là dục đế trưởng tử Đông Dương Phần. Năm nào gần 70, còn có 30 năm tu luyện trưởng thành kỳ. Ở bề ngoài, hắn xem ra vừa bên trên trung niên, khí huyết dồi dào, chính là trong cuộc đời, mạnh nhất đỉnh phong thời khắc. Vết cắt vuông vức, không phải hung thú cắn chết, mà chính là bị giết. Lão Ngũ cùng Lão Tứ, là đến chặn giết Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, bọn họ chết tại Lý Thiên Mệnh trong tay. Đông Dương Phần ánh mắt híp lại. Vừa nghe nói, Lý Thiên Mệnh tại Thiên Võ Môn, đánh bại Khương Liễu Đình, sau khi đi vào, liền giết ta hai cái thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5 đệ đệ. Đông Dương Phần hai mắt bốc hỏa, ánh mắt chỗ sâu, sát cơ lẫm liệt. Đại điện phía dưới, hung thú tăng nhiều, muốn không đi về trước đi. Bệ hạ muốn đem đám hung thú này, đuổi ra kết giới, để đối thủ đi thu thập. Bên người mấy vị tùy tùng nói. Các ngươi đi về trước, ta tìm tiếp Lão Tứ, nói không chừng hắn còn sống. Hiện tại, cũng chỉ tìm được Lão Tứ cộng sinh thú thi thể. Không thể chứng minh hắn chết. Đông Dương Phần thản nhiên nói. Vậy chúng ta vẫn là trông coi ngươi đi. Lan, ta thực lực gì, cần phải các ngươi trông coi. Đông Dương Phần nổi giận gầm lên một tiếng. Nói thật, hai vị này đệ đệ, cùng hắn đi được gần nhất, nhìn đến Đông Dương Phong xuống tràng, Đông Dương Phần trong lòng đã lửa giận ngập trời. Thủ hạ tùy tùng, cũng đã làm cho hắn hoảng sợ đi. Chúng ta thượng cổ hoàng tộc, bá tuyệt thiên hạ vài vạn năm, chưa từng có qua tình cảnh như thế. Cái gì mèo cầu xúc sinh, đều ức hiếp đến trên đầu chúng ta đến. Đông Dương Phần gầm nhẹ một tiếng, khắp nơi đều dưới chân hắn chấn động. Chung quanh rất nhiều hung thú đều phát hiện hắn, nhưng là, tại hắn cái này cuồng bạo khí thế uy áp phía dưới, vậy mà đều không dám lên tới. Bỗng nhiên, dưới chân hắn vũng bùn, vậy mà lật ra một cái bùn mèo. Nó cái kia nước mắt to màu xanh lam con ngươi, dạo qua một vòng, bỗng nhiên chừng lấy Đông Dương Phần, cả giận nói. Đi ngươi mèo, giống cái gì giống, cái gì lông gà thượng cổ hoàng tộc, không biết bản mèo đang nghỉ ngơi sao. Nhanh lên lăn đi, làm ngươi huyết mẹ, ta tiếp cận. Miêu Miêu rời giường khí rất lớn, người còn không thấy rõ ràng thì mắng lên. Sau khi mắng xong, nó xoay người, tiếp tục ngủ. Đông Dương Phần sợ ngây người. Hắn thậm chí xoa xoa ánh mắt của mình. Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, thanh âm của hắn, theo ngạc nhiên, đến dữ tợn cùng điên cuồng. Đậu phộng, người cùng bản mèo đòn khiêng lên đúng hay không? Lão tử không phát bão tố, ngươi cho ta là bệnh mèo a. Miêu Miêu rất là khó chịu, quăng vài cái, màu đen lôi đình chấn động, trên thân sạch sẽ. Ha ha, Đông Dương Phần nhìn không được che mặt cười to, hắn nhìn thoáng qua chung quanh, hoàn toàn có thể xác định. Lý Thiên Mệnh không tại. Hắn rất có thể, sớm thì rời đi nơi này. Ngươi cái này xấu hàng, làm sao khá quen meo. Miêu Miêu hỏi. Ta gặp qua ngươi, ngươi là Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Ngươi đối với hắn rất trọng yếu. Đem ngươi sách về Hoàng Thành, liền tóm lấy tử huyệt của hắn, hắn chết chắc. Đông Dương Phần nói. Ngươi là ai a? Nói chuyện phách lối như vậy. Miêu Miêu nói. Ta gọi Đông Dương Phần, là thần quốc đại hoàng tử. Đông Dương Phần nói. Ha ha, Miêu Miêu ôm bụng cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi. Miêu Miêu lời vừa nói ra được phân nửa, bỗng nhiên xoay người chạy. Hỏng bét, lần này ngủ lớn, gặp rắc rối chim. Chơi trứng. Thiên Mệnh lão đại, gà đại ca, quy đệ, mau tới cứu bản mèo. Vù vù. Lý Thiên Mệnh lấy tốc độ nhanh nhất, cùng Miêu Miêu hội tụ. Nó đánh nhau, không biết cùng ai, nhanh. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong nói một tiếng, Khương Phi Linh cơ hồ đem thời gian tràng, mở ra đến trình độ lớn nhất. Miêu Miêu không có sao chứ? Khương Phi Linh khẩn trương nói. Liền Miêu Miêu tên chữ đều là nàng lấy, nàng làm sao có thể không khẩn trương? Không có việc gì, nó lười về lười, nhưng là thông minh cực kỳ. Có điều, bất kể là ai, muốn là đả thương nó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh đã thấy, phía trước tia chớp lôi đình oanh tạc. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Miêu Miêu cảm ứng được hắn đến, đã hướng về bên này di động. Chung quanh khá hơn chút hung thú để mắt tới Lý Thiên Mệnh, mới vừa lên đến, liền bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh chết.
hắn hiện tại sát khí ngút trời. Ông! Hắn xuyên qua một đạo kết giới linh tai, xinh xinh chống đỡ tới. Phía trước lôi đình bao phủ, điện xà đã lan tràn đến Lý Thiên Mệnh bên này. Lý Thiên Mệnh đụng nát một số tàn phá kiến trúc, rốt cục nhìn đến. Một đầu đế ma hỗn độn, bị ba cái đối thủ bao vây vào giữa, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, đã máu me đầm đìa. Trên người của nó, có mấy cái vết thương sâu tới xương, thậm chí bộ lông màu đen đều bị cháy rụi, xem ra rất thảm. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn, lập tức lửa giận ngút trời, sát khí bạo phát, cùng một chỗ hai mắt tinh hồng. Miêu miêu. Lý Thiên Mệnh trên tay tam thiên tinh vực trực tiếp văng ra ngoài, biểu bay vài trăm mét, phút chốc cắm vào miêu miêu trước người mặt đất. Miêu miêu cái kia đế ma hỗn độn thân thể, vội vàng thu nhỏ, bị tam thiên tinh vực cuốn lấy. Trở về. Lý Thiên Mệnh đột nhiên vừa thu lại, tam thiên tinh vực đang thay đổi ảo tưởng bên trong, tránh né nhiều lần chí mạng công kích. Tinh thần lấp lóe ở giữa, nó đập vào Lý Thiên Mệnh trong ngực. Lý Thiên Mệnh nắm bắt nó phần gáy, đem nó nhấc lên. Nhìn kỹ, nó trên thân vết máu rất nhiều, nhưng may mắn, không có thương tổn cùng căn bản, cũng là bị thiêu đốt đến có chút khó chịu, không chỉ là lông tóc, liền da thịt đều có chút cháy đen. Vốn chính là than đen, hiện tại càng đen hơn. Ngươi làm sao mới đến, bản mèo giữ vững được một vạn năm. Miêu miêu cái kia nước con mắt màu xanh lam lay động. Xem ra ta thấy mà yêu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần này đạt được giáo huấn không? Lý Thiên Mệnh đem nó xách tới trước mắt hỏi. Đạt được, Miêu Miêu ủy khuất nói. Nói nghe một chút. Về sau, ta ngay tại cộng sinh không gian bên trong ngủ được rồi. Ngươi liền không thể thiếu ngủ điểm sao? Lý Thiên Mệnh phát điên nói. Không được meo, ta buồn ngủ quá, một chút đều không muốn nỗ lực. Lý Thiên Mệnh nhận. Còn có thể đánh không? Có muốn hay không báo thù? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể a, cháu trai này vậy mà khi dễ ta, bản mèo đã lửa giận ngút trời. Miêu miêu cái kia nước con mắt màu xanh lam, lần nữa biến thành màu máu, ma khí mãnh liệt, sát khí cũng đi ra. Vậy liền phía trên, chính mình chàng tử, chính mình tìm trở về. Ngươi không giúp ta meo? Miêu miêu hỏi. Giúp a, đường đường dục đế đại hoàng tử, mang theo đầu của hắn ra ngoài. Đó mới gọi uy phong không phải sao. Dù sao dục đế con gái, ta giết nhanh một đám, giết chết cái này lớn nhất một cái, đó mới kêu xong mỹ. Đến lúc đó, ta hỏi lại hỏi dục đế, nhìn xem là hắn sinh được nhanh, vẫn là ta giết đến nhanh. Lý Thiên Mệnh ánh mắt xâm lãnh, khóa chặt Đông Dương Phần. Đông Dương Phần đã sớm đuổi theo, tại bọn họ lúc nói chuyện, đã đem bọn họ bao vây. Lý Thiên Mệnh muốn chạy cũng khó khăn. May mắn. Chung quanh nơi này chỉ có Đông Dương Phần một người. Ngươi lạc đàn, Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Ha ha, Đông Dương Phần cười ra tiếng âm. Hắn còn chưa lên tiếng đâu, Lý Thiên Mệnh mặt khác hai đầu cộng sinh thú, đều xuất hiện tại hắn bên người. Vừa nhìn thấy huỳnh hỏa, miêu miêu vội vàng bảo vệ chứng. Trở về tái giáo dục ngươi, huỳnh hỏa nói. Gà đại ca, thủ hạ lưu tình, ta quyết định về sau mỗi ngày, giảm bớt một phút lúc ngủ ở giữa. Hối cải để làm người mới. Miêu miêu ủy khuất nói. Ngươi chứng không có, trừ phi, ngươi hôm nay có thể giết chết cái này đại hoàng tử. Huỳnh hỏa cười hắc hắc nói. Miêu miêu tuyệt vọng. Đều là cái này cái gì cậu thí đại hoàng tử làm hại, bản mèo nổi giận, chịu chết đi. Thái sơ hỗn độn lôi ma, rốt cục hung hãn đi lên. Bầy ở trước mắt chỉ có một con đường, đánh bại hoặc là đánh giết đối thủ. Nếu không, căn bản rất khó thuận lợi chạy đi. Tiểu Phong, Đông Dương Phần là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, cùng Tinh Vương, Kỳ Lân cổ tộc Thái Thượng một dạng cường. Lần này nhất định phải chết chiến một trận, mới có thể có sinh cơ. Đông Dương Phần hai đầu cộng sinh thú, ngươi cùng hồn ma đối phó một đầu. Hiện tại hồn ma rất mạnh, ngươi nhìn có thể hay không, tranh thủ giết một đầu cộng sinh thú, sau đó trợ giúp Lam Hoang cùng huỳnh hỏa. Lý Thiên Mệnh cấp tốc phân tích an bài. Tốt, Dạ Lăng Phong gật đầu. Còn lại không dùng an bài, Lam Hoang cùng huỳnh hỏa tổ một, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu nhất tộc. Đối thủ rất cường đại, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trông cậy vào, Dạ Lăng Phong có thể dựa vào mạnh lên hồn ma đánh vỡ chiến cục. Bọn họ một người ba thú muốn làm được, cũng là cầm cự được. Động thủ. Ông. Sáu cái chiến đấu cá thể, trong nháy mắt phân làm ba cái tiểu tổ, mỗi một tổ đều là hai đánh một. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu, quyết đấu Đông Dương Phần. Hồn ma cùng Dạ Lăng Phong, huỳnh hỏa cùng Lam Hoang,
thì phân biệt đối phó một đầu, Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh. Cái này Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh, đều nắm giữ 8 cái đầu, mà lại đều là bát giai cổ thánh thú, nắm giữ 80 cái điểm sao. Cái này là trừ Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh bên ngoài, Lý Thiên Mệnh đối thủ bên trong xuất hiện thứ hai, còn thứ ba bát giai cổ thánh thú. Cái này hai đầu đã trưởng thành, cho nên hình thể cùng Lam Hoang không chênh lệch nhiều, cảnh giới phía trên càng là siêu việt Lý Thiên Mệnh bọn họ 6 tầng. Cái chênh lệch này đã tương đối lớn, Miêu Miêu có thể còn sống sót, thật sự là không dễ dàng. Giết! Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang tổ hợp, cùng một đầu Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh đụng vào nhau. Rầm rầm rầm! Hồn ma cưỡi tại một đầu khác Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh trên thân, 6 cái quyền đầu, cùng đối phương 8 cái đầu, va chạm chém giết. Cái này ba cái đối thủ, Đông Dương phần là mạnh nhất tồn tại. Lý Thiên Mệnh mang lên Miêu Miêu cùng Khương Phi Linh, đồng dạng là ba tổ mạnh nhất chiến đấu lực. Tự dỗi một khắc, Lý Thiên Mệnh đã dẫn theo Đông Hoàng Kiếm, giết đi lên. Điêu trùng tiểu kỹ, to gan lớn mật, ngay cả ta đều không coi vào đâu. Đông Dương phần bật cười một tiếng. Người 7-8 cái đệ đệ muội muội cùng ngươi nhi tử trước khi chết, đều là nghĩ như vậy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Đông Dương phần trong nháy mắt không cười nổi miệng. Oan ra ngõ hẹp, đến loại tình trạng này, chỉ có sinh tử giết hại một con đường. Lý Thiên Mệnh, người hôm nay muốn chết cũng khó khăn, chúng ta thượng cổ hoàng tộc, nhất định sẽ đem giá trị của ngươi, sử dụng đến lớn nhất, làm cho thập phương đạo cung đều sụp đổ. Có điều, sau cùng ngươi vẫn là trốn không thoát, thảm nhất kết cục. Người trẻ tuổi, ta nói cho ngươi, không nên quá nhảy, tại thượng cổ hoàng tộc trước mặt, ngươi thật không chơi nổi. Đến lúc đó, người muốn khóc cũng không kịp. Đông Dương phần rút ra một thanh trường kiếm, quả nhiên nắm giữ 82 điều thánh thiên văn. Cái này là một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ, phía trên hiện đầy tơ máu phía trên huyết hỏa thiêu đốt. Đây là, U Minh Quỷ Hỏa Kiếm. Nói nhảm nhiều quá a, người sắp chết, cũng là nói nhảm nhiều. Ta cho phép ngươi nhiều nói vài lời, một hồi đầu bị ta lấy trên tay, người muốn nói, đều không nói được. Đến lúc đó, ngươi cùng ngươi hai cái đệ đệ một dạng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lý Thiên Mệnh phía trước, Miêu Miêu tại bên người, hai người hầu như không cần đối thoại, tâm linh câu thông ở giữa, liền đã tại sấm sét vang dội ở giữa, tới gần Đông Dương phần. Tại bọn họ giao phong trước đó, cái kia hai đầu Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh tiếp liền thi triển thần thông, Phù Đồ Luyện Ngục cùng Dung Nham Độc Hải. Hai loại thần thông hỏa diễm thiêu đốt, kịch độc trải rộng, vô cùng khó đối phó. May mắn Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang đều có hộ thuẫn, bọn họ không có Khương Phi Linh phụ linh, đối mặt cảnh giới cao hơn phía trên 6 tầng đối thủ, quả thật có chút khó xử bọn họ. Chỉ là hiện tại không có cách, nhất định phải chết chống đỡ. Lão đại, ta sai rồi. Nhìn đến tràng diện này, nhiều người như vậy bởi vì chính mình mạo hiểm, Miêu Miêu hốc mắt có chút đỏ bừng. Không có chuyện, người nào không có điểm hứng thú yêu thích a, chớ suy nghĩ quá nhiều, chơi hắn nhóm chính là, huynh đệ chúng ta. Không chết được. Tâm linh giao lưu rất nhanh. Đối thoại thời điểm, thực Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu đã cùng cái kia Đông Dương phần chém giết cùng một chỗ. Đinh đinh đinh. Trường kiếm đan sen, tia lửa tung tóe. Còn có chút bản sự. Đông Dương phần sủi cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sâm nghiêm, trong tay Đông Hoàng kiếm phía trên, bất diệt kiếm khí mãnh liệt nổ tung. Đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra 20 mét trở lên. Kim sắc cùng kiếm khí màu đen điên cuồng gào thét, đặt ở Đông Dương phần trên đầu. Thần tiêu kiếm thứ tư. Hắn không thế nào khách khí, xuất thủ chính là sinh tử sát chiêu. Một kiếm này phách lên đi, thần tiêu kiếm thứ tư dung hợp kiếm đạo, để bất diệt kiếm khí đạt tới hoàn mỹ dung hợp. Một kiếm đâm xuyên. Đông Dương phần hai mắt đỏ bừng, trên tay cái kia U Minh Quỷ Hỏa Kiếm gào thét, vô số ngọn lửa xanh lục vần quanh, trong lúc nhất thời gào khóc thảm thiết, oan hồn vô số. Ta giết qua 100.000 sinh linh, người bất quá là trong đó không có ý nghĩa một cái. Người với người hồn linh, sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Cho nên Lý Thiên Mệnh, người tuyệt đối đừng cho rằng, chính mình là cái tuyệt thế yêu nghiệt, người liền có thể như thế nào. Liền xem như thần, nói muốn chết, đều phải chết. Đông Dương phần giơ kiếm giết ra, trong lòng ngàn vạn lạnh lùng. Địa ngục Minh Hỏa Kiếm quyết phần thiên địa ngục. Một kiếm này đánh tới. Giống như sáng tạo ra một cái thế giới, vô số hỏa diễm ép xuống. Hắn là phi thường thiêu đốt hỏa diễm thuộc tính, tại dạng này kiếm thế phía dưới, rất nhiều người khả năng ngay từ đầu đều không chịu nổi. Chỉ tiếc, phía trên này điệp ra hết thảy hỏa diễm,
đối lý thiên mệnh tới nói, không hiệu quả gì. Làm. Song kiếm giết cùng một chỗ. Đây là lý thiên mệnh mạnh nhất một kiếm, tại Khương Phi Linh phụ linh phía dưới, đã đầy đủ nổ tung. Bất quá, Đông Dương phần không hổ là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, có thể so với Thái Thượng, Tinh Vương trưởng bối, một kiếm này uy lực giết đến lý thiên mệnh máu me khắp người. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh bất diệt kiếm khí cùng Đông Hoàng kiếm tự mang kiếm khí càng hung mãnh, xuyên thấu mà qua, tại Đông Dương phần trên thân, xuyên ra mấy cái lỗ máu. Nói thật, một kiếm này là Lý Thiên Mệnh chiếm cứ thượng phong, dù sao, đây đã là hắn bạo phát mức cực hạn. Meo. Ngay tại cái này đỉnh phong quyết đấu thời khắc. Một cái hung mãnh đế ma hỗn độn đột nhiên xuất hiện, há miệng thì cắn lấy Đông Dương phần trên đầu. Đông Dương phần đau kêu một tiếng, trong tay một kiếm. Đột nhiên đâm vào Miêu Miêu cổ vị trí. Đi chết, Đông Dương phần trực tiếp xé rách ra một nói vết thương thật lớn. Người đi chết, Miêu Miêu toàn thân tia chớp bạo phát, vô số màu đen lôi đình điên cuồng oanh tạc, Đông Dương phần có thánh nguyên hộ thể, vẫn là bị công phá. Phốc phốc, Miêu Miêu vạn ma độc nha, đâm xuyên qua Đông Dương phần cổ, trong lúc nhất thời máu me khắp người. Không sợ chết, Đông Dương phần âm lãnh cười một tiếng, huy kiếm lại hướng về Miêu Miêu đầu đâm tới. Mắt thấy là phải xuyên thủng một. Đinh. Cái kia tay cầm U Minh quỷ hỏa kiếm tay, để Lý Thiên Mệnh tam thiên tinh vực dây dưa kéo lại, trong nháy mắt quấn quanh mấy tầng. Giống. Miêu Miêu giết điên rồi. Nó căn bản không e ngại chết, tại Lý Thiên Mệnh khóa lại Đông Dương phần thời điểm, nó lại cắn Đông Dương phần thân thể, vạn ma độc nha trực tiếp đâm xuyên qua Đông Dương phần ở ngực. Rầm rầm rầm. Cửu trọng hỗn độn lôi giới điên cuồng đập lên. Cút. Đông Dương phần cứ thế mà lôi kéo mở tam thiên tinh vực, lần nữa một kiếm bổ vào Miêu Miêu trên thân. Một kiếm này, lần nữa để Lý Thiên Mệnh kéo trạch hướng phương hướng, U Minh quỷ hỏa kiếm chỉ là đâm vào Miêu Miêu chân trước phía trên, đồng dạng không có tập trung muốn hại. Phanh phanh phanh, Miêu Miêu móng vuốt đưa nó đập xuống đất, đập nhiều lần. Phốc, Đông Dương phần thổ huyết, toàn thân bị nhuộm đỏ. Súc sinh, người cùng ta so rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đông Dương phần gào thét một tiếng, nhất quyền đánh vào Miêu Miêu, đem Miêu Miêu đánh cho tại trên mặt đất lộn vài vòng. Đông Dương phần bò lên, vừa mới đứng vững, chín đầu lôi đình điện xà đập vào trên đỉnh đầu của hắn, bổ đến hắn giận sôi lên. Không thể so sánh sao. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, một cái âm thanh lạnh lùng, xuất hiện tại Đông Dương đốt người sau. 3000 bất diệt kiếm khí, hội tụ đế vực kiếm hoàng kết giới, lần nữa đâm xuyên. Đinh đinh đinh. Vô tận kiếm khí chen chúc. Cút. Đông Dương phần quay người một kiếm. Địa ngục minh hỏa kiếm quyết phong xuyên tinh hỏa. Một kiếm kia như là trong bóng tối duy nhất ánh sáng, nhìn như đơn giản, kỳ thật thiên biến vạn hóa. Ngươi nhất định phải chết. Đông Dương phần nhe răng cười. Đúng vào lúc này. Ầm. Miêu Miêu từ phía sau đụng ở trên người hắn, để hắn kiếm thế vừa loạn, cả người vọt tới Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm, chấn khai U Minh quỷ hỏa kiếm, trực tiếp đâm vào hắn thánh cung phía trên. Oanh! Đông Dương phần, thánh cung nổ tung. Hô hô hô! Cuồn cuộn thiên địa linh khí, bộc phát ra. Như thế nào, ngươi còn nghiêu bức sao? Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng kiếm, một phân thành hai, siêu siêu vài tiếng, đem Đông Dương phần tay chân, đều cho đánh bay. A! À, Đông Dương phần đập xuống đất, tròn mắt tận nứt. Đầu óc của hắn trống rỗng, cúi đầu xem xét, thánh cung bị phá, hắn đời này đã xong đời. Hắn tựa như là cái linh khí suối phun, còn tại phún ra ngoài bắn thiên địa linh khí. A, à, máu và nước mắt chảy ra đến. Cái biểu tình kia, muốn nhiều thảm liệt, thì có bao thê thảm. Hắn nhìn tận mắt, Miêu Miêu đem tay của hắn cùng chân, toàn bộ bổ thành phấn vụn, để phát tiết trong lòng của nó mối hận. Hắn căn bản không tiếp thụ được hiện thực này. Đông Dương phần, ta hỏi ngươi, ngươi còn cảm thấy ngươi điên rồi, cảm thấy ngươi là giết không chết sao? Ta hiện tại, liền để ngươi chết cho ta nhìn, nhìn kỹ. 3. Lý Thiên Mệnh một bàn tay, tát tại Đông Dương phần trên mặt, để hắn đập xuống đất, nửa gương mặt, đều bị đánh cho lõm vào. Máu tươi vẩy ra. Đông Dương phần quá cũng là tự tin, hắn vẫn luôn coi là, chính mình có thể trưởng khống đại cục. Hắn làm sao biết, Miêu Miêu mà tính đi lên. Cũng là cái dân liều mạng. Quả thật, Đông Dương phần cũng là dân liều mạng, thế nhưng là, nó bên người không có trợ thủ, mà Miêu Miêu có Lý Thiên Mệnh toàn bộ hành trình hộ tống. Chuyện cho tới bây giờ, hắn triệt để xong đời.
Lý Thiên Mệnh, kết quả của ngươi, nhất định so ta thảm 100.000 lần. Đông Dương phần đẫm máu và nước mắt nói, hắn không tay không chân thân thể, đã tại co rút. Người khác bệnh tâm thần A, người không phải cảm thấy mình rất năng lực sao? Máu và nước mắt đều chảy xuống, cho ai nhìn đâu? Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước. Người bất quá là may mắn. Răng rắc. Lý Thiên Mệnh chém xuống đầu của hắn. Nói nhảm nữa A. Đông Dương phần trừng to mắt nhìn lấy hắn, nhưng là, đã không nói ra miệng. Lão tử mèo, chính mình không bỏ được đánh, ngươi dám đánh. Đồ bỏ đi, còn giết 100.000 người, là cái lông. Hắn đem Đông Dương phần thi thể, trực tiếp đá hướng về phía hoàng thành phương hướng. Một cước này, kéo ra khỏi một cái đại đường vòng cung. Ngay sau đó, trong tay hắn hất lên, đem Đông Dương phần đầu lâu, cùng Đông Dương lưu, Đông Dương phong cùng một chỗ, treo ở Lam Hoang trên lưng. Lão đại, bản mèo để ngươi tăng thể diện không? Miêu miêu máu me đầm đìa, ánh mắt nóng rực nhìn lấy hắn. Có lẽ, nó rất cần muốn đáp án này. Lớn lên cái đầu của ngươi, nhanh đi về liệu thương, lần này thưởng ngươi ngủ say 10 ngày. Ngươi cái này thối đệ đệ, Lý Thiên Mệnh nắm cổ của nó, ném vào cộng sinh không gian đi. Qua, lão đại vạn tuổi, miêu miêu sướng đến phát rồ rồi. Ngây thơ, Lý Thiên Mệnh tâm lý cười một tiếng, tiểu quỷ này cũng là không nhớ lâu, cao hứng quá sớm. Ngủ say 10 ngày. 2 ngày nữa, liền để Lý Thiên Mệnh, bắt lên tới tu luyện. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian trợ giúp những người khác. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Dạ Lăng Phong cùng hồn ma, vừa mới chém giết một đầu minh hỏa phù đồ cửu anh. Đến mức huỳnh hỏa cùng Lam Hoang bên này, bọn họ có thể chống đỡ cũng không tệ rồi, dù sao cảnh giới kém quá lớn. Dạ Lăng Phong đều dựa vào hồn ma trưởng thành, cùng trên linh hồn áp chế, mới giải quyết đối thủ. Lý Thiên Mệnh càng bởi vì có Khương Phi Linh phụ linh. Nhìn đến Đông Dương phần chết thảm về sau, còn lại cái này một đầu minh hỏa phù đồ cửu anh, vội vàng để xuống huỳnh hỏa bọn họ, xoay người chạy. Đừng đuổi theo, đi nhanh lên. Lý Thiên Mệnh bắt chuyện bọn họ, để chúng nó về cộng sinh không gian. Nơi này là địa phương nguy hiểm, thật không thể trò đùa. Mà lại, Miêu Miêu thụ thương không tính nhẹ, đến nhanh đi về Thái Nhất Tháp bên cạnh nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn cùng Dạ Lăng Phong hội tụ, trực tiếp ra bên ngoài chạy. Rầm rầm rầm. Rất hiển nhiên, phía sau là thiên quân vạn mã đuổi theo. Người nào giết ta đây? Đó là Dục Đế nộ hống. Dục Đế bệ hạ, là ta giết, ngươi đừng thương tâm a. Ngươi không phải có thể sinh sao? Mau về nhà lại đến mấy cái phát, 18 năm về sau, còn có thể nuôi dưỡng được một đám heo đến. Ha ha. Ta để ngươi sinh, nhìn ngươi sinh được nhanh. Vẫn là ta giết đến nhanh. Lý Thiên Mệnh tiếng cười rằng giặc truyền đến, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Oanh! Dục Đế nổi giận, hoàng thành động đất. Thiên Mệnh! Đi không bao xa, một đầu màu đen nhánh vĩnh dạ thiên ma ưng chạy như bay tới, ám điện điện chủ Dạ Nhất ngồi tại thần ưng trên thân, hô hắn một tiếng. Lý Thiên Mệnh lôi kéo Dạ Lăng Phong, cấp tốc bay lên thần ưng. Dục Đế người còn ở phía sau truy đuổi, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng rất thong dong. Dạ Nhất thực lực, tại trước mặt thần đô bài danh trước ba, có hắn tại, Lý Thiên Mệnh gối cao không lo. Dạ Nhất nghe một chút phía trước động tĩnh, không nói hai lời, liền để vĩnh dạ thiên ma ưng quay đầu, trực tiếp từ không trung bay ra, nhật nguyệt thần hoàng kết giới, phạm vi. Kỳ thật, giết Đông Dương phần thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền nghe đến vĩnh dạ thiên ma ưng tiếng kêu, hắn lúc ấy để Lam Hoang dùng một lần hồng mông âm ba, cho Dạ Nhất cung cấp vị trí của mình. Lam Hoang trở lại cộng sinh không gian về sau, trên lưng đầu người, về tới Lý Thiên Mệnh trên tay, hắn dùng tam thiên tinh vực quấn quanh lấy, treo ở giữa không trung, cứ như vậy rời đi chiến trường. Đông Dương phần, Dạ Nhất ngây ngốc một chút. Đúng. Hắn chết như thế nào? Đêm một thanh âm khàn khàn hỏi. Ta cùng Tiểu Phong liên thủ giết, Lý Thiên Mệnh nói. Xem ra hồn ma ăn không ít hồn phách, mạnh lên không ít. Dạ Nhất nói. Chúng ta thì làm xong một đầu cộng sinh thú, người này, là Thiên Mệnh ca giết. Dạ Lăng Phong đàng hoàng nói. Há, đã hiểu, Dạ Nhất vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai, hắn bỗng nhiên vui vẻ, nói, như thế kỳ, chúng ta vốn là đều đang đợi nghĩa phụ của ngươi Lý Vô Địch, tại một năm bạo phát kỳ sau khi kết thúc tu vi. Không nghĩ tới, ngươi trong lúc bất chi bất giác đuổi tới. Vẫn chưa tới thiên thánh cảnh, các ngươi liền đem Đông Dương phần đều giết đi. Để cho ta lão gia hỏa này đều mộng. 10 kiếp luân hồi chi thể,
thật sự là nghịch thiên. Dạ Nhất cảm khái một câu. May mắn mà thôi, lần này đánh cho rất khó khăn, ta cộng sinh thú, đều kém chút bị giết. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cảm giác, nếu bàn về đơn đấu, coi như mình có ba đầu cộng sinh thú, khả năng đều không phải là Đông Dương phần đối thủ. Đây là có Khương Phi Linh tình huống dưới. Tình huống bình thường, thực lực của hắn bây giờ tầng thứ, cùng Đông Dương Lưu bọn họ không sai biệt lắm. Có thể còn sống sót, thì là chân lý. Dạ Nhất nói. Hắn nghe được tin tức lập tức liền tới đây, Lý Thiên Mệnh chỉ cần có thể lượn vòng một hồi, Dạ Nhất trên cơ bản, đều có thể đem hắn mang đi ra ngoài. Địa thánh cảnh đỉnh phong A, có nắm chắc đột phá thiên chi thánh cảnh sao? Đây là mới sinh mệnh tầng thứ, một khi thành công, cũng sẽ có rất nhiều thuế biến. Dạ Nhất nói. Trở về sau thử một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt, chờ mong ngươi thành là chân chính thiên chi thánh cảnh. Dạ Nhất cười nói. Tuyệt không để điện chủ thất vọng, Lý Thiên Mệnh dừng một chút, hỏi lại nói lần này, chúng ta tính toán thất bại rồi. Không tính, vốn chính là vì thử một chút sâu cạn, đem dục đế hung thú một chiêu này ép ra ngoài. Lần tiếp theo, hắn nhưng không dùng được. Dựa theo kế hoạch, không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Dương dục, còn có thể lại chống đỡ một tháng. Đến lúc đó, hắn liền phải xong đời. Dạ Nhất nói. Xem ra các trưởng bối rất có lòng tin. Lý Thiên Mệnh mặc dù tâm lý hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Đúng vào lúc này, phía dưới xuất hiện đại lượng ngự thú sư cùng cộng sinh thú, phóng tầm mắt nhìn tới mấy triệu, chia làm hai đại trận doanh, theo thứ tự là Đông Dương Lăng một mạch cùng Thập Phương Đạo Cung. Xem ra, hung thú tình báo vừa đến, bọn họ trên cơ bản, đều trước một bước lui ra chiến trường. Dạ Nhất là Thập Phương Đạo Cung thủ lĩnh, hắn vĩnh dạ thiên ma ưng vừa xuống tới, Bạch Tử Quân liền tiến lên đón. Nhìn đến Lý Thiên Mệnh không có việc gì, hắn hơi hơi thở dài một hơi, sau đó tại Dạ Nhất bên tai nói, Đông Dương Lăng thủ hạ, Ngụy Kỵ, Sùng Dương bọn người, tại cho chúng ta tạo áp lực, bọn họ cho rằng, đạo cung không có đem hết toàn lực, đạo đưa bọn họ tổn thất so sánh lớn. Cũng không dùng hết toàn lực, Dạ Nhất cười lạnh một tiếng, hắn hô một chút Lý Thiên Mệnh, cùng đi hướng Đông Dương Lăng bên kia. Đối phương gặp hắn đi ra, thanh âm vừa rồi bớt phóng túng đi một chút, từng đạo ánh mắt. Rơi vào Dạ Nhất trên thân. Các ngươi nói cái gì đó? Dạ Nhất hỏi. Dạ huynh không dùng hiểu lầm, bọn họ phát cào nhau mà thôi. Dù sao, hôm nay chúng ta gióng trống khua chiêng, lại không có chút nào đoạt được, tâm lý có chút buồn bực. Đông Dương Lăng mỉm cười nói. Trong miệng hắn, bọn họ, là con gái của hắn, cổ thị tộc, chín đại cảnh vực tông môn người. Tỷ như tham lang cổ tộc Ngụy Kỵ bọn người, giờ phút này liền sắc mặt khó chịu, cái kia tạo áp lực. Bọn họ đã nói qua. Vừa rồi vừa vặn Dạ Nhất không tại, bọn họ không ít cho Bạch Tử Quân bọn họ sắc mặt nhìn. Không có chút nào đoạt được, Thiên Mệnh, để Cửu Điện Hạ nhìn chiến lợi phẩm của ngươi. Dạ Nhất nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh đem Tam Thiên Tinh Vực hất lên, ba người đầu, lăn đến Đông Dương Lăng dưới chân, cùng một chỗ trừng tròng mắt, nhìn lấy Đông Dương Lăng. Nho nhỏ lễ vật, đưa cho Cửu Điện Hạ, tăng thêm trước đó Đông Dương Phong Trần thủ cấp. Tiếp cận thành hai đôi. Đây là Đông Dương Dục, lớn nhất có bản lĩnh bốn con trai, toàn ở nơi này. Mời Cửu Điện Hạ xem qua. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người xem xét, nguyên bản ồn ào đám người, bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Đông Dương Lưu, Đông Dương Phong, còn có Đông Dương Phần. Kỳ Lân cổ tộc cảnh Nguyệt Thái Thượng, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn khó tránh khỏi khẩn trương, bởi vì thực lực của hắn, cùng Đông Dương Phần không sai biệt lắm. Đông Dương Phần chết rồi, điều này nói rõ Lý Thiên Mệnh, chẳng phải là có thể làm thịt hắn. Lúc trước ta đem hắn theo Đông Hoàng Cảnh bắt được thần đô, một ngón tay đều có thể bóp chết hắn, hiện tại. Bọn họ ba vị thái thượng liếc nhau một cái, ánh mắt đều có chút run rẩy. Bọn họ đã đi vào người già, đến đón lấy sẽ chỉ tu vi suy kiệt, nghịch thiên như vậy quật khởi Lý Thiên Mệnh, để bọn hắn cảm nhận được một loại tuyệt vọng hoảng sợ. Không chỉ là bọn hắn, làm cái này ba cái thủ cấp. Lăn đến Đông Dương Lăng trước mặt thời điểm, những người khác đồng dạng trừng to mắt, trầm mặc một thời gian thật dài. Đông Dương Phần, là ngươi giết? Đông Dương Lăng hỏi. Quên đi, cùng ta huynh đệ cùng một chỗ, vây công phía dưới, may mắn muốn cái mạng nhỏ của hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, không tệ. Đông Dương Lăng nói. Ngụy Kỵ, Sùng Dương Thái Thượng bọn người, triệt để ngậm miệng lại. Đến cùng phải hay không ngươi giết, ai biết được, nói không chừng. Là hướng trên mặt mình thiếp vàng,
Khương Liễu Đình châm chọc khiêu khích nói. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Việc này không có gì tốt giải thích, hắn lại không cần Đông Dương Lăng khen thưởng hắn cái gì. Điện chủ, ta đi về trước, Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, Dạ Nhất khoát khoát tay. Lý Thiên Mệnh sau khi đi, Đông Dương Lăng xua tán đi bên người bộ hạ, chỉ còn sót lại Hạch Tâm mấy người. Cửu Điện Hạ, tình huống hôm nay, làm cho Đông Dương Dục tạm thời tuyệt hậu, đã không tệ. Có một số việc, ta không muốn nói đến rất rõ ràng, nhưng là nếu có người được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta đạo cung, không phải phải ủng hộ ngươi, vì ngươi mà chiến. Dạ Nhất thanh âm âm trầm, hùng hổ dọa người nói. Lớn mật, Ngụy Kỵ trợn mắt nói. Im miệng, Đông Dương Lăng quát lớn một tiếng. Ngụy Kỵ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Dạ huynh là rộng thoáng người, lời nói được rất rõ ràng, đạo cung thành ý đồng tâm hiệp lực tâm, ta nhìn ra được. Sự tình hôm nay, ta đại đại gia hướng Dạ huynh, hướng đạo cung xin lỗi. Đông Dương Lăng nói. Cái kia cũng không cần muốn, chúng ta chỉ là không muốn, chính mình vì thần quốc bán mạng, còn muốn bị hạng giá áo túi cơm nói xấu. Dạ Nhất thản nhiên nói. Sẽ không, Đông Dương Lăng nói. Hắn đổ là nhịn rất giỏi. Với hắn mà nói, mặc kệ thập phương đạo cung hiện tại có phải hay không xong nhận kiếm, hắn đều phải dùng, nếu là hắn không dùng, tự nhiên có người muốn dùng. Nếu không phải nội đấu hao tổn to lớn, hai đầu hùng sư đều đã bị thương, không cần đối một con báo săn khách khí. Kể từ đó, hủy diệt Đông Dương Dục thời gian, nhất định phải các loại đến mùng một tháng sau. Bất quá, trước lúc này, nhất định phải giải quyết hung thú vấn đề. Hiện tại có hai phiền phức, cái thứ nhất, thần đô hung thú, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Cái thứ hai, chúng ta nhất định phải đi Trầm Uyên chiến trường, công chiếm Đông Dương Dục địa bàn, thiết lập thiên văn kết giới, ngăn chặn hung thú. Hai cái này phiền phức, chúng ta thập phương đạo cung nguyện ý vì Cửu Điện Hạ, giải quyết bên trong một cái phiền phức. Dạ Nhất nói, đã như vậy, liền để đạo cung giải quyết thần đô hung thú đi. Chúng ta đi vào Trầm Uyên chiến trường, triệt để phong bế thông đạo, cách trở hung thú. Đông Dương Dục người đều có đầu rút cổ tại Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, bọn họ không dám ra đến, muốn bắt lại Trầm Uyên chiến trường không khó. Đông Dương Lăng nói, hắn sau khi nói xong, thủ hạ của hắn có thể có chút chỉ trích, nhưng cơ bản không dám nhiều lời. Dù sao, hai phiền phức, thanh lý theo Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, chạy ra đến tàn phá bừa bãi thần đô hung thú, rõ ràng muốn đơn giản một số. Thành, chúng ta đạo cung tuyệt đối vì Cửu Điện Hạ, giải quyết hết thần đô hung thú. Chỉ cần Cửu Điện Hạ trước cầm xuống Trầm Uyên chiến trường, Đông Dương Dục liền không thể lại dùng hung thú một chiêu này. Mùng một tháng sau, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Dạ Nhất nói, Đông Dương Lăng thay thượng cổ hoàng tộc, cảm tạ đạo cung. Đông Dương Lăng nói, không cần cảm ơn, bây giờ thế đạo đại loạn, chúng sinh bị tác động đến, vài vạn năm phồn hoa thần đô, mấy tháng ở giữa hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta đạo cung làm thần quốc một phần tử, có trách nhiệm phụ tá minh quân, bình định phản loạn, tru sát nghịch tặc. Còn thiên hạ một cái thái bình, Dạ Nhất nói, ta tuyệt đối không cô phụ đạo cung bằng hữu hy vọng. Tương lai cổ chi thần quốc, sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Đông Dương Lăng chân thành nói, thái bình thịnh thế, chính là thiên hạ trung nguyệt. Đông Dương Dục hung tàn bạo lệ, không có vô nhân đạo, Cửu Điện Hạ thảo phạt nghịch tặc, đăng cơ làm tân đế, chính là vạn chúng sở quy. Dạ Nhất nói. Hắn cùng Đông Dương Lăng, nhìn nhau cười một tiếng. Hoàng Thiên Điện. Phanh phanh phanh. Ngày xưa thượng cổ hoàng tộc thánh địa, lớn nhất nghiêm túc thần thánh chi địa, hôm nay bị Dục đế nện thành tàn mái hiên nhà bức tường đổ. Ầm ầm. Hoàng Thiên Điện sụp đổ. Bụi mù lăn lộn bên trong, quần thần đứng ở bên ngoài. Cúi đầu, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, không dám nói lời nào. Nhiều lắm là, chỉ dám thấp giọng cô. Đối phương sớm biết được hung thú đột kích tình báo, điểm này có thể đoán trước, nhưng là, không nghĩ tới chính là, ba cái hoàng tử, đều hy sinh. Triệu Thần Hồng thanh âm khàn khàn, nói khẽ với Thần Vũ Nguyên Soái, Hoàng Sùng Hoán, nói. Bệ hạ con nối dõi, tại thần táng bên trong gặp nạn khá hơn chút cái, trận chiến ngày hôm nay, lại hao tổn ba cái. Trên cơ bản có chút bản lãnh, toàn bộ cũng bị mất. Hiện tại một lần nữa sinh đẻ, cũng không biết, cái gì thời điểm có thể nối liền đâu, bệ hạ đã tiếp cận trăm tuổi a. Hoàng Sùng Hoán thở dài một hơi. Cục diện theo Đông Dương Phong Trần chết đi về sau, một đường đổ sụp. Đến bây giờ, Hoàng Thiên Điện đều bị đập, phải chăng biểu thị cái gì? Triệu Thần Hồng cùng Hoàng Sùng Hoán liếc nhau một cái, ánh mắt phức tạp. Triệu Thần Hồng,
chính là Hoàng Sùng Hoán con rể, mới dám dạng này giao lưu. Ta đoán chừng, những hoàng tử này, toàn bộ đều là Lý Thiên Mệnh giết, bệ hạ không có sớm giải quyết vấn đề này, dẫn đến hôm nay, ai? Hắn không phải là không muốn giải quyết, mà là đạo cung hộ đến quá tốt. Hoàng Sùng Hoán nói, ta làm sao có một loại, đại thế đã mất cảm giác. Triệu Thần Hồng cắn răng thấp giọng nói. Chớ nói lung tung, Hoàng Sùng Hoán chừng mắt liếc hắn một cái. Đúng vào lúc này, một cái ánh mắt đỏ như máu, rất khí trùng thiên nam tử, theo Hoàng Thiên Điện phế tích bên trong đi ra. Hắn thật đáng sợ, rất nhiều người dọa đến nhịn không được lui về sau một bước. Bệ hạ nén bi thương, mọi người quỳ trên mặt đất, rất nhiều người thanh âm có chút run rẩy. Đều nghe cho kỹ, Dục Đế ánh mắt âm lãnh quét tới, âm u nói, chỉ cần Lý Thiên Mệnh, không trốn ở thập phương trấn ma trong kết giới, người nào có thể giết hắn, chấm phong hắn làm trấn quốc tướng. Dưới một người, trên vạn người. Mọi người kinh tâm động phách. Vị trí kia, liền Hoàng Sùng Hoán đều sẽ tâm động. Bệ hạ yên tâm, đạo cung to gan lớn mật, tự cho là đúng, còn dám để kẻ này ra đến rèn luyện, mặc kệ minh sát ám sát, chúng ta nhất định khiến hắn thịt nát xương tan. Đông Dương Lăng một mạch đi về sau, Thất Tinh quân đoàn tuy nhiên tản ra, nhưng vẫn là đem hoàng thành vây quanh, tiếp tục phong kín. Rất nhanh, đến từ Trầm Uyên chiến trường hung thú, thì theo Nhật Nguyệt Thần Hoàng trong kết giới lao nhanh đi ra. Hống hống hống. Những thứ này hung hãn cự thú, đối mặt một vùng phế tích, đều lộ ra như thế phấn khởi. Rất hiển nhiên, nơi đây thiên địa linh khí, so sánh Trầm Uyên chiến trường, thực sự rất thư thái. Thoát đi Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, bọn họ một thân nhẹ nhõm. Rầm rầm rầm. Tại Dục Đế bộ hạ đuổi theo phía dưới, đến hàng vạn mà tính hung thú xuất hiện. Nếu là không có thập phương đạo cung ngăn cản, đám hung thú này sẽ triệt để trà trộn vào thần đô. Thần đô trước mắt còn có một bộ phận dân chúng, nếu để cho đám hung thú này tàn phá bừa bãi, tòa thành trì này, chỉ sẽ thảm hại hơn, càng thêm sinh linh đổ thán. Ám Tinh Doanh, phụ trách đông nam phương hướng, xanh luật đường phố. Bạch Tử Quân ra lệnh. Đúng. Lý Thiên Mệnh mang theo hơn vạn bộ hạ, chú thủ tại chỗ này, đã kết thành phòng thủ trận hình. Còn không bao lâu, thì có hung thú xuất hiện ở phía trước, hung thú thấy được nhân khí, càng thêm điên cuồng bạo lệ. Rầm rầm rầm. Chỉ là Lý Thiên Mệnh cái phương hướng này, đại khái thì có hơn ngàn con hung thú. Ca ca, Dục Đế tức giận như thế, hắn người, sẽ xen lẫn trong hung thú bên trong, ra tới tìm ngươi sao? Khương Phi Linh hỏi. Có thể sẽ, bất quá ngươi yên tâm đi, Dạ Nhất Điện chủ tại phụ cận. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta làm sao không thấy đâu cả. Hắn trong bóng tối bảo hộ đâu, đương nhiên sẽ không để ngươi thấy. Như thế nào, ta mặt mũi đại a. Lớn lớn lớn, Khương Phi Linh chịu không được hắn thường ngày hít hà. Biết đại liền tốt, Lý Thiên Mệnh ánh mắt mập mờ cười một tiếng. Hắn tay cầm Tam Thiên Tinh Vực, vừa dứt lời dưới. Hắn cái này tinh thần xiềng xích trực tiếp tát bay 3.000 mét. 3. Một con hung thú voi lớn, đỉnh lấy cự răng, còn tại 3.000 mét bên ngoài, lại bị Lý Thiên Mệnh đánh trúng chân trước. Trong nháy mắt, cái này quái vật khổng lồ ngã trên mặt đất, một cái chân đã đứt gãy. Chuẩn bị xuất thủ. Cộng sinh thú thần thông. Rầm rầm rầm. Chỉ là cái này hơn ngàn con hung thú, đối ám tinh doanh các chiến sĩ không có cái uy hiếp gì. Hung thú trí tuệ rất thấp. Muốn là tại trong kết giới bỗng nhiên gặp phải bọn họ, bị song trọng giáp công, có thể sẽ tổn thất nặng nề. Hiện tại, ám tinh doanh là phe phòng thủ, chiếm hết tiên cơ, đem đám hung thú này dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là vấn đề thời gian. Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang tiếp tục xuất thủ, Miêu Miêu thương thế không nhẹ, còn tại Thái Nhất Tháp bên cạnh liệu thương. Một mực không có thời gian đi Trầm Uyên chiến trường, hôm nay đúng lúc, nhìn xem có hay không thích hợp giác tỉnh thần thông. Có thể kích thích đến huyết mạch của bọn nó gông xiềng. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn mang theo Huỳnh Hỏa Lam Hoang, tại hung thú nhóm trong cơ thể giết hại mà qua. Đây đều là thánh ma thú, bọn chúng giác tỉnh thần thông tương đương với thánh thú chiến hồn. Trước kia thánh thú chiến hồn giác tỉnh tỷ lệ rất cao, nhưng theo Huỳnh Hỏa bọn chúng thần thông càng ngày càng nhiều, tựa hồ phong tồn thần thông, càng khó giác tỉnh. Lý Thiên Mệnh liên tục giết mười mấy đầu hung thú, để luyện ra thánh thú chiến hồn. Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang đều lần lượt thất bại. Huỳnh Hỏa là thần thông quá nhiều, Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh đoán chừng thái cực hồng mông quỳ long thần thông, bản thân thì không nhiều, đây không phải nó am hiểu chỗ. Một lúc lâu sau, ám tinh doanh trước mắt, đã khắp nơi đều là hung thú thi thể.
Bọn họ trên cơ bản 10 đánh 1, gặp phải cao giai thánh ma thú, thậm chí 34 người thu thập một đầu, cơ bản không có thương vong gì. Tạm thời không nghe thấy ra lệnh rút lui, Lý Thiên Mệnh bọn họ, liền tiếp theo thủ tại chỗ này. Lúc này, chỉ có top 5 top 3 hung thú xuất hiện, số lượng cực ít. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh nghe được, phía trước truyền đến một trận tà âm. Thanh âm kia giống như là có nữ tử đang hát, ai oán uyển chuyển, thê tuyệt rung động lòng người, nhưng tựa hồ không thể đắm chìm vào. Cái này rõ ràng là một loại thanh âm mê hồn thủ đoạn, nếu là bị thật sâu hấp dẫn, đoán chừng sẽ tinh thần thác loạn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, hắn bất ngờ phát hiện, hắn phía trước bàn đá mặt đất, vậy mà ngay tại chuyển hóa làm nước biển. Hô hô hô, bùn đất chuyển hóa làm nước biển diện tích, càng lúc càng lớn, theo hoàng thành một mực lan tràn đến Lý Thiên Mệnh dưới chân. Kể từ đó, thần đô vị trí này, dường như trống rỗng xuất hiện một cái hải dương, rộng chừng đến 10.000 mét, sâu không biết bao nhiêu. Khắp nơi, toàn bộ biến thành nước, Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc. Đây là cái gì thủ đoạn? Liễu Ngự Ý híp mắt hỏi. Hẳn là hung thú thần thông, loại cấp bậc này giác tỉnh thần thông, nói rõ cái này hung thú, rất có thể là cấp 6 thánh ma thú. Trần Phóng bỗng nhiên khẩn trương nói. Cấp 6 thánh ma thú. Lý Thiên Mệnh nhưng biết, cái này thuộc về cấp rất cao thánh ma thú. Nghe nói toàn bộ cổ chi thần quốc Trầm Uyên chiến trường phạm vi bên trong, đều không vài đầu cấp 6 thánh ma thú, vậy mà xuất hiện ở đây. Loại cấp bậc này hung thú, hắn lực sát thương, có thể so với thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng trở lên. Có dạ nhất tại phụ cận, hắn cũng không lo lắng. Làm mặt biển lan tràn đến bọn họ bên này mà đến thời điểm, cái kia tiếng ca càng rõ ràng hơn. Rất nhiều ám tinh doanh chiến sĩ, đã đắm chìm trong đó, biểu lộ xuất hiện biến hóa. Có người hung lệ, có người đau thương, thậm chí có người khống chế không nổi chính mình, đối người bên cạnh động thủ. Cái này thần thông, xác thực khủng bố, Lý Thiên Mệnh tâm lý tán thưởng. Bỗng nhiên, cái kia gợn sóng lắc lư trên mặt nước, mê vụ lượn lờ bên trong, lại có 9 cái thiên tư quốc sắc nữ tử, theo đáy nước chui ra. Các nàng nguyên một đám dáng người rung động lòng người. Có thể xưng hoàn mỹ, mà lại không đến mảnh, chỉ là nửa người trên, cũng đã đầy đủ khiến người ta mê say. Các nàng đều là mỹ cốt trời sinh mỹ nhân nhi, một cái nhăn mày một nụ cười, yêu nhã nhẹ ca, đều có đoạt người tâm phách mị lực. Rất nhiều ám tinh doanh chiến sĩ, đều thẳng tiếp nhìn ngây người. Bọn họ đắm chìm trong tiếng ca, càng thêm loạn thần, thậm chí có người, một mặt ngốc trệ, hướng về mặt nước đi đến. Giống một cuống họng, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên đối Lam Hoang nói. Ngao ô! Lam Hoang duỗi cổ, dùng hồng mông âm ba thần thông, học được một tiếng sói chu. Cái kia trống trải mà sâu xa, thanh âm điếc tai nhức óc bạo phát, lập tức thì phủ lên tiếng ca. Chuyện gì xảy ra, rất nhiều người cái này mới đánh thức. Mọi người thấy rõ ràng, đây là mỹ nhân nhi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Thanh tỉnh về sau, rất nhiều người tập trung nhìn vào. Chỉ thấy tại cái kia dưới mặt nước, có một đầu màu đen cự xà đầu, phân ra 9 cái phân nhánh, lại không phải đầu rắn, mà chính là bọn họ mới nhìn đến 9 cái mỹ nhân. Một đầu cửu đầu xà, xà thủ vị trí, lại là 9 cái không đến mảnh yêu nhiêu mỹ nhân, cái này hung thú, sao mà quỷ dị. Ta biết, đây là cấp 6 thánh ma thú ngạc mộng hải yêu, am hiểu âm thanh mê hồn cùng biển cả chi lực, Trần Phóng lớn tiếng nói. Nghe nói là cấp 6 thánh ma thú. Rất nhiều người đều hốt hoảng, vội vàng lui lại. Không có chuyện, cái này ngạc mộng hải yêu, còn không có giải đến thành thục thể, bằng không, chỉ là thanh âm mê hồn, chúng ta đều nhìn không được. Nó đại khái chỉ là ấu thú, thực lực tương đương tại cấp 5 thánh ma thú. Chúng ta tinh tướng đại nhân, hẳn là có thể đầy đủ đối phó. Trần Phóng cười nói. Ta thử một chút. Lý Thiên Mệnh đại khái nhìn ra được, đối phương khí tức, tỉ như trong truyền thuyết cấp 6 thánh ma thú muốn yếu một ít. Đại khái tương đương với, thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5 hai bên. Ngạc mộng hải yêu thần thông rất đáng sợ, đại nhân cẩn thận. Trần Phóng nói, ta muốn, cũng là nó thần thông. Lý Thiên Mệnh dẫn theo Đông Hoàng Kiếm, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang đồng thời xông ra. Ngạc mộng hải yêu đem mặt đất hóa thành biển cả, cái này so hải linh thư còn muốn có tác dụng, để Lam Hoang như cá gặp nước, trong nháy mắt cuốn vào chiến trường. Lý Thiên Mệnh thiên chi dực tùy ý biến hóa, Thủy Thiên với hắn mà nói đều như thế. Giết nó. Ngạc mộng hải yêu nhìn thấy Lam Hoang vậy mà có thể phá thần thông của nàng, đã sớm vô cùng oán hận.
nó cái kia chín cái mỹ nhân hai mắt, cấp tốc thành màu đỏ, miệng cũng rũi ra răng nanh, cùng Lam Hoang giết ở cùng nhau. Nó sợ là đem Lam Hoang, xem như duy nhất đối thủ. Làm nó bị Lam Hoang cuốn lấy thời điểm, nó mới phát hiện, Lý Thiên Mệnh mới thật sự là ác mộng. 3.000 đạo bất diệt kiếm khí, tăng thêm đế vực kiếm hoàng kết giới, hội tụ tại thần tiêu kiếm thứ tư dung hợp kiếm đạo chi thượng. Bạo phát xuống, một kiếm xuyên thấu nước biển, đâm vào Ngạc Mộng Hải Yêu trên thân. Xoẹt! Ngạc Mộng Hải Yêu đầu, nguyên một đám để Lý Thiên chém mất xuống tới. Cái này hung thú xác thực đáng sợ, đáng tiếc số tuổi quá nhỏ, hung hãn chỗ vẫn chưa hoàn toàn bày ra. Đỉnh cấp hung thú trưởng thành chi lộ, đồng dạng hung hiểm, bọn họ không cần thiên đạo lĩnh ngộ, chỉ cần thời gian trưởng thành, liền có thể mạnh lên. Cho nên, bình thường đỉnh cấp hung thú, ấu niên kỳ đều chọn ẩn núp, mà cái này Ngạc Mộng Hải Yêu, rõ ràng quá lộ liễu. Ô ô, trước khi chết, Ngạc Mộng Hải Yêu khóc giống, thanh âm ai oán. Đáng tiếc, nó đây đều là thủ đoạn thần thông, đối với những khác người hữu hiệu, đụng phải giọng lớn Lam Hoang, có thể ngăn chặn thanh âm của nó, hiệu quả rất kém cỏi. Lam Hoang, ngươi thử một chút cái này thú hồn. Chém giết Ngạc Mộng Hải Yêu về sau, Lý Thiên Mệnh đem thú hồn để luyện ra, giao cho nó. Tại cái kia Ngạc Mộng Hải Yêu chết về sau, trước kia hóa thành biển cả mặt đất, vậy mà không biến hóa trở về. Xem ra, loại thần thông này, có thể mặt đất phát sinh căn bản cải biến. Nghe đồn, Ngạc Mộng Hải Yêu loại này thánh ma thú, cũng tồn tại ở Viêm Hoàng Đại Lục biển cả phía trên. Bọn họ chính là dựa vào loại thần thông này, đem lục địa hóa thành biển cả, tới ăn thịt người. Một lần ăn thịt người, chỉ ít 100.000. Phương Bắc, Linh Lung Thành. Bệ hạ, thần đô hôm nay cục thế biến hóa, cô Tô Ly đều thông báo người đi. Mộng Thính Vũ đứng ở ngoài cửa, lo lắng mà nói. Trên mặt nàng được màu trắng mạng che mặt, lại không che giấu được ánh mắt khẩn trương. Trong môn truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Nghe nói Đông Dương Dục, đem Hoàng Thiên Điện đều làm sập. Mộng Thính Vũ nói. Phù hợp tính tình của hắn, cái kia thanh âm già nua nói. Mộng Thính Vũ nghe được, lão giả giống như cũng không làm sao sinh khí, cho nên, nàng mới yên tâm một số. Bệ hạ, còn lại 300.000 con cá nhỏ, ta để cô Tô Ly an bài thỏa đáng. Nàng tự mình đi Khôn Nguyên cảnh sàng chọn, tuyệt sẽ không tại thời khắc mấu chốt này, bại lộ động tính, xấu bệ hạ đại sự. Mộng Thính Vũ nói. Rất tốt. Còn có một chuyện, liên quan tới Lý Thiên Mệnh thân thế, có một ít tin tức. Nói. Hắn nguyên lai sinh tại Đông Hoàng cảnh một cái tiểu quốc, mẫu thân tư chất rất kém cỏi, là Lý Thị Thánh tộc xa xôi huyết mạch, có một cái cha nuôi, đã bị phế. Kỳ quái là, vậy mà không có người biết, phụ thân của hắn đến cùng là ai. Bất quá, ta có một cái rất kỳ quái tình báo. Nói tiếp, Lý Thiên Mệnh có một trưởng bối, cùng mẫu thân hắn thanh mai trúc mã, hơn nửa năm trước, hai người này cùng một chỗ mất tích, nghe nói đi du lịch. Mộng Thính Vũ nói, cái này có chỗ kỳ lạ sao? Có, Lý Thiên Mệnh mẫu thân, tên là, Vệ Tịnh, hắn trưởng bối kia, tên là, Mộ Dương. 3. Trong phòng, truyền đến không biết thứ gì bị bóp nát thanh âm. Đại cửa bị đẩy ra. Đi Đông Hoàng cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiến về Đông Hoàng cảnh trên đường. Bệ hạ, cái kia gọi là Chu Tước Quốc, Tiểu Quốc, phàm là cùng Lý Thiên Mệnh một chút có chút quan hệ người, bây giờ đều tại Đông Hoàng Tông huyết kiếp kết giới bên trong. Liên Tiểu Quốc Quốc Vương, đều đổi thành Đông Hoàng Tông trưởng lão. Trong cuồng phong, Mộng Thính Vũ trắng như tuyết váy dài bay múa, tóc dài phất phới. Tại bên người nàng lão giả, một thân vết bẩn, quần áo rách dưới, tóc rối tung, giống như là tên ăn mày. Hai người bọn họ người khí chất, có hơn kém nhau như trời đất, rất khó tưởng tượng, Mộng Thính Vũ vậy mà lại đối với hắn nói gì nghe nấy. Cái này Lý Vô Địch, rất cẩn thận a, lão giả híp mắt nói. Đúng vậy, Đông Dương Dục dùng không ít biện pháp, muốn dẫn dụ hắn theo huyết kiếp kết giới đi ra, nhưng đều thất bại. Có Thập Phương Đạo Cung trợ giúp, phái nhân thủ tới, đa số đều chết trên tay hắn. Mộng Thính Vũ nói, có thể tại giữa sinh tử đi qua 14 năm, là có khí phách thật lớn người. Đáng tiếc, sinh ở ta thần quốc, lại không thể làm việc cho ta. Lão giả lắc đầu thở dài. Bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ thành tựu đại nghiệp, đến lúc đó từ bệ hạ tự mình xuất thủ, chỉ cần vi sinh vân tịch khẽ đảo, mặc kệ là Lý Vô Địch vẫn là Lý Thiên Mệnh, đều là thuận tay có thể giải quyết cừu non. Bệ hạ chọn thời gian vừa vặn,
tiếp qua mấy năm, hai người này chỉ sợ cũng khó đối phó. Mộng Thính Vũ nói, Lý Vô Địch, xác định không phải Lý Thiên Mệnh cha đẻ. Không quá chắc chắn, thật thật giả giả, hư hư thực thực, rất khó phán đoán. Chỉ biết là hắn cha đẻ rất thần bí. Mộng Thính Vũ nói,